Chương 799, Hoang Sơn cùng Cốc Thường xảy ra chuyện. Ha ha, chúng tôi đây chỉ là phó chức có quyền lực gì? Cần tiền, ông có thể hỏi bên chủ tịch địa khu Vương đi, quốc lộ La Thủy bên đó bỏ ra một ít cặn cũng đủ Ma Xuyên các ông xài đỡ. Chủ tịch địa khu cha lạnh như băng nói. Vậy được, chuyện hoành lễ tôi sẽ cố hết sức. Chu Phú nức mặt âm trầm treo điện thoại, bật một tiếng chiếc ghế dựa bị y đạp đụng thẳng vào cạnh bàn, miệng mắng. Đồ chó cha kế cương, con mẹ nó chứ nắm quyền giao thông trong tay, không thể nào một xu tiền cũng không ói ra được. Rốt cuộc là ai đã động tay chân? Nếu mày bất nhân, đừng trách ông đây bất nghĩa. Buổi tối 10 giờ, Diệp Phàm đang chuẩn bị cùng nông viện viện ra ngoài nhàn tản đi dạo, lúc này điện thoại gọi đến, là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liễu gọi tới, nói là bí thư Chu bàn giao sáng mai 10 giờ mở hội nghị thường vụ huyện ủy, thảo luận một chút về đại cục phát triển kinh tế của huyện năm nay. Gọi tắt là ngả mũ công trình cũng chính là làm thế nào để gạt bỏ mũ trong toàn tỉnh. Tiện thể cũng muốn nghe xem cách nghĩ của Chủ tịch huyện Diệp về phát triển kinh tế năm nay, mời Chủ tịch huyện Diệp trở về gấp. Thông báo xong Liễu Mi Phương lại nhắc nhở một câu, nói. Chủ tịch huyện Diệp, Phan Hoành Lễ đúng là không ra gì, tuy nhiên, có thể tha thứ thì hãy tha đi, ha ha. Ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười treo điện thoại, thầm nghĩ, Liễu Mi Phương còn được chút. Ít nhất nhắc nhở mình là cấp trên tên khốn đó có chút lai lịch. Hơi kỳ quái, đến bây giờ, phỏng chừng chuyện kia sớm đã được truyền khắp nơi khắp chốn, sao bí thư Chu cũng chưa gọi điện thoại tới, trong lòng Chu Phú Đức sốt cuộc suy nghĩ cái gì đây? Chúng ta trở về, ở huyện có việc. Diệp Phàm cười nói với nông viện viện hơi nghiêng người đi bên cạnh, ánh mắt còn lơ đãng mà lướt qua phần mông của cô. Thầm mắng trong lòng, Phan mặt dỗ thằng nhãi này cũng thật biết đá người. Không ngờ đá trúng luôn phần mông làm cô nàng bị thương, thằng khốn nạn, đây là chuyện gì thế này? Đá trúng cái chỗ đó thật là... Sư phụ Lý không ở đây, không ai lái xe làm sao bây giờ? Hay là kêu chủ tịch xã Thái sắp xếp chiếc xe đưa chúng ta về? Nông viện viện nhướn mày, nói. Ha ha, có sẵn lái xe ở ngay trước mắt cô mà quên mất rồi hả? Diệp Phàm trêu chọc cười nói, lại bồi thêm một câu. Tuy nhiên... Thương thế của cô thế nào, nếu không được cô nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi trở về, tôi lái xe về trước. Tôi xém chút quên mất chủ tịch huyện Diệp lái xe cũng khá tốt, ha ha, đến núi Thiên Tường cũng mở được thì con lộ này xá gì. Không sao, tôi chịu được, về huyện điều trị càng tốt. Nông viện viện khẽ nâng lông mi, chớp một cái, rất là thuần khiết cười nói, khiến cho thằng nhãi Diệp Phàm cảm thấy trước mắt sáng ngời, nghĩ tới hoa sơn đan đan nở, cỏ đuôi chó lắc lư. Diệp Phàm bàn giao lại một số công việc cho chủ tịch xã Thái sau đó lập tức lên đường. Chủ tịch huyện Diệp, ngài đi thong thả, xin hãy yên tâm, tôi đăng ký tốt chuyện cây đào, tuyệt không dùng hoang phí một xu. Cũng may trong xã còn có mười mấy ngàn tệ, chẳng qua khoản tiền này không tiện dùng. Thái Tắc Dân đi lên phía trước nhỏ giọng nói, bộ dáng rất là cung kính tiếp cận bên tai Diệp Phàm lại nhảy nói. Vì sao, chẳng lẽ lai lịch bất chính? Diệp Phàm nhướn mày. Không phải lai lịch cũng rất chính đáng, chỉ là khoản tiền kia là bí thư Phan, à không đồng chí Phan mặt dỗ lấy được từ địa khu. Nghe nói y có một anh họ ở địa khu, do y ra mặt đòi được. Lúc đầu lấy về được 300 ngàn. Phan mặt dỗ dùng khoản tiền kia mua hai chiếc xe mới, còn lại khoảng 150 ngàn còn chưa kịp dùng tới. Cho nên, khoản tiền kia tuy nói là nằm trong phòng tài chính xã, nhưng trưởng phòng này phỏng chừng phải là Phan mặt dỗ ký tên mới chịu đưa ra. Thái Tắc Dân vẻ mặt bất đắc dĩ. Hừ, có nhiều tiền như vậy mà tổ chức một cuộc họp lại than nghèo, Phan mặt dỗ này, thật đúng là đồ keo kiệt. Diệp Phàm tức giận mắng một câu. Ha ha, tiền của y, trên cơ bản đều dùng ở nhà hàng Thúy Hoa. Nếu không dùng để bồi thường cây đào, trên cơ bản tiền kia toàn bộ cũng sẽ hết. Phan mặt dỗ từng với chúng tôi, số tiền đó là do gã đem về, các ông có bản lĩnh thì tự mình đi mà lấy, đừng ở một bên mà tranh luận bàn cãi. Cho nên, chúng tôi cũng không tiện đưa ra gì cả. Thái Tắc Dân nói ra tình hình thực tế. Phải không, tuy nói tiền kia là Phan mặt dỗ lấy được, nhưng cũng là dùng danh nghĩa xã Kim Đào mà lấy về. Số tiền kia cũng là của chính quyền xã, của quốc gia, cũng là không phải của cá nhân Phan mặt dỗ. Ông cứ đi lĩnh trước, tôi sẽ cho ông một tờ đơn, nếu phòng tài chính xã vẫn không cho thì ông gọi điện thoại lại cho tôi. Diệp Phàm đi về phía trước nhanh chóng lấy viết ra vẽ vời viết ra một tờ đơn phê chuẩn đưa cho Thái Tắc Dân.
Thầm nghĩ, tôi muốn xem một trưởng phòng tài chính xã có gan dám cùng ông đây phân cao thấp hay không, dù là Chu Phú Đức phản đối tôi cũng phải lấy. Quyết định của chủ tịch huyện thành ra một mớ giấy lộn thì chủ tịch huyện ông đây còn ra cái khỉ gì. Khi cải cách thì phải có kẻ chịu tội, Phan Mặt Dỗ, nay mày là kẻ chịu tội, đáng đời cho mày, ra mà hứng đạn đi. Chiếc Wrangler chạy nhấp nhô trên con đường núi quanh co, trong xe có hai người, Diệp Phàm lái xe, Nông Viện Viện ngồi ở bên cạnh chợp mắt. Quẹo một khúc cua gắt, lốp xe Wrangler phát ra tiếng ma sát chói tai. Nông Viện Viện đôi mày đẹp kia bỗng nhíu lại, cả người rời khỏi chỗ ngồi nghiêng qua một bên. Sao rồi? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không có việc gì. Nông Viện Viện nhíu nhíu mày, không dám ngồi trở xuống, chỉ nhẹ nhàng tựa mông vào tay vịn ở tay lái không dám ngồi xuống. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ, chắc là phần mông cô nàng nhà người ta bị Phan Mặt Dỗ đá bị thương rồi, bây giờ đến ngồi cũng không được, rất là khó chịu đây. Có phải chỗ đó đau hay không, cô thử nghiêng người ngồi xem, đường còn khá xa. Diệp Phàm quan tâm nói, mấy ngày nay Nông Viện Viện biểu hiện rất nổi bật đáng để chú ý, đã dần dần giành được sự tín nhiệm trong mắt Diệp Phàm. Ừ không có việc gì, tôi cứ như vậy thì không sao. Nông Viện Viện nhẹ giọng ừ một tiếng, tuy nhiên, không cẩn thận chiếc xe lại vấp phải một cục đá lớn trên đường, giống như sự đàn hồi của quả bóng nhảy dựng lên, bụp một tiếng, Nông Viện Viện đụng phải trần xe, đau đến nổi thốt ra thành tiếng, ây ra. Kít, một tiếng. Diệp Phàm ngừng xe, giơ tay sờ soạng, hỏi. Không sao chứ? Không sao, đau một chút thôi. Nông Viện Viện giơ tay, rất là tự nhiên mà gạt móng vuốt sói của Diệp Phàm qua một bên, vẫn rất là rụt rè. Trong đêm khuya khoát, chỗ hoang sơn cùng cốc không một bóng người, cô nam quả nữ dưới bầu trời sao, thật là có chút cảm xúc không hiểu. Nếu tin tưởng tôi thì để tôi xem cho, đảm bảo cô sẽ thoải mái hơn. Diệp Phàm cười nói, thật ra cũng không có gì ý xấu, chỉ là muốn cô thoa chút thuốc, sau đó bước ra một ít nội tức giúp cô bớt đau. Về dược thảo thì Diệp Phàm lúc nào cũng đặt sẵn trong hộp dự bị, không thiếu một thứ gì. Không cần, không sao rồi. Nông Viện Viện liếc mắt quét Diệp Phàm một cái, lơ đãng mà hướng bốn phía xung quanh nhìn nhìn, rồi lắc lắc đầu. Kỳ thật trong lòng cô đang nhảy, thình thịch tại nơi hoang sơn vắng vẻ này nếu như chủ tịch huyện Tiểu Diệp thật muốn làm mấy chuyện xấu, vậy thì, hơn nữa, đến lúc đó phỏng chừng chính mình chỉ có thể câm nín trong yên lặng. Ha ha, sợ hả? Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Sợ gì? Nông Viện Viện làm bộ kiên cường, còn ưỡn ngực. Không sợ tôi, ha ha, tại nơi hoang sơ vắng vẻ này nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Diệp Phàm liếc xéo Nông Viện Viện một cái, quyết định trêu đùa một chút, cũng khiến tâm tình thư thái hơn. Anh sẽ không làm vậy. Nông Viện Viện cắn chặt môi, rất là hối hận sao mình vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà nhất định đòi theo chủ tịch huyện Diệp quay về huyện. Có lẽ chính là một loại tín nhiệm trong tiềm thức, tuy nhiên, hiện tại, Nông Viện Viện hơi lo lắng cho mình có phải ý thức ra tật xấu hay không. Vậy thì chưa chắc, bầu trời đầy sao, đêm tối lờ mờ, là giờ phút lãng mạn nhất. Diệp Phàm từ từ đưa mặt qua. Tôi tin tưởng anh. Nông Viện Viện đột nhiên lớn tiếng nói, dũng cảm mà trừng mắt nhìn đồng chí Diệp Phàm. Làm hại thằng nhãi này trong lòng hơi xoắn, thuận miệng cười nói. Vậy là được rồi. Nếu tin tưởng tôi còn bận tâm gì nữa. Thằng nhãi này kiềm chế ý cười, tay hướng về cái nút bên cạnh ấn một cái, chỗ rộng phía ghế sau truyền đến âm thanh ùn ùn ùn. Nông Viện Viện quay ra sau nhìn, lập tức luống cuống lên, đến thanh âm cũng run rẩy nói. Không, không thể. Bởi vì Diệp Phàm đem hàng ghế sau thả xuống, giống như một cái giường nằm rộng 1m8, chỉ là có chút độ nghiêng thôi. Đây là do bộ quân sự của báo săn đặc biệt yêu cầu khi đặt hàng của xưởng Wrangler. Giống loại xe chỉ huy có hàng ghế sau có thể thả xuống, có thể dùng nó như chiếc giường di động, để nhân viên chỉ huy có thể nghỉ ngơi dọc đường. Cô không phải nói tin tưởng tôi sao? Đến đây, cô nằm xuống đi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Thôi, thôi vậy. Nông Viện Viện không chịu nghe lời. Vậy thì thôi, chút nữa đừng nói chịu không nổi, còn đến mấy tiếng lộ trình đó. Diệp Phàm nghiêm mặt xe ô tô muốn chạy đi, cảm thấy tấm lòng tốt của mình bị người khác xem như lòng lang dạ thú. Kỳ thật hắn cũng không đổi vị trí mà suy xét lại, với tình cảnh như thế thì cô gái nào dám nằm trên chiếc giường xe kia chứ, phỏng chừng dù là đàn ông có định lực nhất định cũng chịu không nổi cái loại quyến rũ cực độ này,
Vậy, thì thử xem. Nông viện viện thân mình run lên, thật là có chút sợ cái bản mặt heo lạnh như băng của Diệp Phàm. Không chú ý liền nhẹ giọng mà phun ra lời này, lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, đang muốn đổi ý thì thằng nhãi Diệp Phàm cái lỗ tai kia khá là nhạy. Cười nói. Vậy được, cô ra đằng sau trước đi, tôi đi điều chế chút thuốc dán, tốt nhất là nhanh lên, bằng không, trán cô đã sưng lên rồi này, nếu thực để lại di chứng gì, tỉ như nói một vết thẹo gì đó mà phá tướng thì phiền đó. Nông viện viện quả nhiên trúng kế, ánh mắt phức tạp lướt qua Diệp Phàm đang đi ra thùng xe phía sau, tâm trí giống như nai con bị chạm trúng tâm nhĩ. Thầm nhủ, hắn không phải đi ra sau lấy chăn bông gối đầu chứ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đêm nay mình thật sự khó thoát khỏi vận rủi. Nông viện viện suy nghĩ, ánh mắt tìm kiếm trong xe, cuối cùng phát hiện ra dưới hàng ghế trước hình như có một cái cờ lê khá to, như giành được vật báu, cô vội vàng vớ lấy cờ lê nắm chặt trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn dám bắt nạt mình, thì mình liều luôn, cùng lắm thì chết thôi. Tuyệt không để cầm thú làm bẩn thân thể mình. Thùng xe sau truyền đến một tràng thanh âm lách cách lạch cạch, hình như còn có tiếng tiếng mở dương, cụp, một cái. Nông viện viện như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại suy nghĩ, thấy thân thủ hắn sáng nay, bí thư Phan cao to lực lưỡng cũng bị hắn hạ dễ dàng như giết gà, hơn nữa còn nghe nói hắn cũng thắng cả cục trưởng cục công an địa khu Lâm. Cái cờ lê của mình chắc cũng không được việc rồi. Làm gì mà còn chưa ra sau nằm đi. Diệp Phàm điều chế xong thuốc dán từ phía sau đi tới, mở cửa xe ra nhìn, nông viện viện liền khẩn trương rụt tay về, phỏng chừng là muốn đem chiếc cờ lê kia giấu đi không cho tên dê xồm kia nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 800, đến hội nghị thường vụ đầu tiên của Ma Xuyên. Hừ, cô thật sự xem tôi như tên dê xồm rồi phải không? Tôi giống cái loại người đó sao? Thuốc này, không thoa nữa. Bịch, một tiếng, Diệp Phàm đem bát sứ thuốc dán vừa điều chế tiện tay ném vào bên cạnh ghế dựa rồi vào xe khởi động máy. Rồi cũng không thèm quan tâm nông viện viện nữa, xe chạy nhanh như bay, thật khổ cho nông viện viện ngồi bên cạnh. Phần mông của cô đau như kim đâm, vừa định đứng lên thì bị xe Diệp Phàm làm một cú sốc. Lại đụng phải đầu, đau đến mức nước mắt chảy tràn. Cô biết rõ là chủ tịch huyện Tiểu Diệp cố ý như thế, tốc độ xe này, nhanh đến mức như bay vậy. Rốt cuộc không kìm nổi. Hô lớn. Cho anh thoa, cho anh thoa. Hừ, cùng lắm thì anh mà đụng vào nông viện viện tôi đây thì bất quá tôi chết cho anh xem. Nông viện viện một bên ứa nước mắt nhỏ giọng khóc, một bên như đang chút giận hô lớn, người này vào lúc này đây bất chấp tất cả. Cũng không thèm e sợ Tiểu Diệp là cái gì chủ tịch huyện nữa rồi. Hừ, cũng không lạ. Diệp Phàm một tiếng hừ lạnh, kít một tiếng dừng xe. Mở ra cửa xe, nắm lấy nông viện viện đẩy vào ghế sau. Nông viện viện cũng dỗi hờn, nhanh gọn trực tiếp nằm lên trên chiếc ghế giường, hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giọng kia chính là, để xem anh làm gì tôi. Cùng lắm thì chết, cờ lê cũng bị cô ném bỏ, dù sao cái thứ đó cũng không được tích sự gì. Ha ha ha, vậy mới ngoan chứ. Diệp Phàm giống ma quỷ, âm trầm cười lớn, giơ tay vén tóc phủ trước trán nông viện viện. Thoa lên đó một lớp thuốc dán mới điều chế, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn ở trên trán cô, dần dần nông viện viện cảm giác thấy trong tay Diệp Phàm tỏa ra một sự ấm áp, hít thở lấy vẻ nam tính mà trên người Diệp Phàm tỏa ra. Dần dần, thấy Diệp Phàm cũng không có động tác gì khác. Lại hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi từ từ nhắm hai mắt lại để mặt thằng nhãi xoa trán. Cảm giác khoan thai thoải mái, đang buồn bực thì thanh âm thằng nhãi Diệp Phàm truyền đến, nói. Đỡ chứ? Ừ. Nông viện viện từ khoang mũi hừ ra một tiếng. Phía sau có cần xoa một chút không? Bao cô hai ngày thì khỏe hẳn, hơn nữa, một vết thương nhỏ cũng không sẽ không còn. Thằng nhãi này lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Không được. Nông viện viện tức giận đến mức lập tức ngồi dậy, tuy nhiên phần mông kia bị cô ngồi một cái lại bị đau mà ây ra một tiếng, trợn trắng mắt nhìn đồng chí Diệp Phàm. Đều tại anh. Ôi, đầu năm nay người tốt khó làm, người có lòng luôn không được báo đáp, kỳ thật cô xem tôi như bác sĩ thì được rồi, tôi chỉ cởi đến phía trên bộ vị, kỳ thật chính là phía dưới phần eo một chút, vậy có sao đâu, con gái thời đại các cô có khi mặc quần áo không phải cũng lộ cả rốn sao. Thằng nhãi này hắng giọng cười nói. Ở trong mắt nông viện viện chính là một con sói già xấu xa đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ là mình đây, hừ nói. Mơ mộng hão huyền,
đó là loại gái khác, không phải là chúng tôi. Không thoa thì thôi, lên đường. Thằng nhãi này bưng bát làm bộ muốn đi. Vậy thử xem, chỉ được ở phía trên, không được xuống dưới. Nông viện viện cảm thấy còn phải đi mấy tiếng đồng hồ, cái đau kia đích xác có chút khó chịu, hơn nữa vào giờ phút này cô đã hoàn toàn tín nhiệm đồng chí Tiểu Diệp. Được. Diệp Phàm trang trọng mà gật gật đầu, rất ra dáng. Nông viện viện nằm sấp xuống, tuy nhiên, khi tay Diệp Phàm chạm vào trên lưng quần cô, cả người cô vẫn là có chút run rẩy. Nhẹ nhàng kéo lưng quần xuống đến phía trên phần mông. Ôi sưng lớn đến thế này, đều tụ máu hết rồi, xanh tím hết trơn. Phan mặt dỗ a, mày cũng ra tay ác thật. Diệp Phàm thở dài, chuyên tâm thoa thuốc. Thoa qua thoa lại, phía dưới thằng nhãi này lại bắt đầu dục dịch. Bởi vì mùi hương trên người nông viện viện rất là kích thích nhiệt huyết sôi trào của tên sắc lang nào đó, máu chăn kia lại ra tác quái. Tay kia không cẩn thận chợt một cái không ngờ đụng vào đường rãnh trên mông nông viện viện, kỳ quái chính là nông viện viện không ngờ không cảm giác được, cũng không la hét một tiếng. Thằng nhãi này lá gan liền lớn thêm, nhẹ nhàng kêu tay một cái, lờ đãng kéo quần xuống thêm một chút, nửa phần mông trên trắng nõn mượt mà của nông viện viện thật khiến người ta trào máu mũi chợt hiện ra trước mắt anh heo nào đó. Thằng nhãi này nhẹ nhàng xoa thuốc, xúc cảm vô cùng kích thích. Không thể xuống tiếp. Phía dưới chính là đường rãnh rồi, vậy thì chính mình e là sẽ không kìm nổi mà đem nàng làm việc tại chỗ mất. Thỏ không ăn cỏ gần hang, mình là đại sư, không phải tiểu nhân xấu xa. Thằng nhãi này ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, tuy nhiên, máu chăn già kia cố tình không buông tha hắn, một luồng cảm xúc phun trào dâng lên, thằng nhãi này trong lòng cảm giác càng mạnh. Chưa nhịn được, tay chợt một cái lại xuống tới giữa mông, lực hấp dẫn nơi đó quá dũng mãnh, đối với đàn ông mà nói. Không thua gì sóng thần cấp 18 của Thái Bình Dương. Một bàn tay sói xoa nắn bên trên phần giữa mông của cô nàng, tuy nhiên, Diệp Phàm dưới nghị lực hùng mạnh, rốt cục nhịn được không còn đắn đo. Xong rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cái mông nông viện viện, cẩn thận kéo quần lên. Ừ cảm ơn anh, thật sự có cảm giác tốt hơn nhiều. Anh ra phía trước trước đi. Nông viện viện chờ người qua đợi con heo kia đi khỏi mới kéo quần lên. Mình cũng đã sờ qua rồi, chẳng lẽ cô thực sự không cảm giác được? Diệp Phàm trong lòng buồn bực suy nghĩ, đi tới thùng xe phía sau ôm ra một cái chăn ném vào trong, cười nói. Cô cứ việc nằm ở phía sau ngủ một giấc đi, mấy ngày nay theo tôi chạy lên chạy xuống cũng quá mệt rồi. Vậy được. Nông viện viện không nói thêm nữa, mở chăn ra đắp lên người rồi chợp mắt, cảm xúc phập phồng, thầm nhủ, tay của hắn thật ấm áp, giống như ngọn lửa mùa đông. Chỗ được hắn xoa bóp thật thoải mái, hơi ngứa ngứa, mình thật không biết vô sỉ, may là hắn không sờ xuống nữa, bằng không, mình cũng không biết nên làm cái gì. Mắc cỡ chết đi được. Ừ cái chỗ kia vuốt ve xúc cảm không tồi, vừa mềm mại vừa trơn bóng, con heo kia vừa lái xe vừa nhớ lại. Hai người cũng chưa chịu yên phận, trong lòng toàn bộ thầm nghĩ lại, hồi tưởng lại cảm giác xưa. Buổi sáng 10 giờ, phòng họp nhỏ bên trái đại viện số 1. Cái chỗ xó xỉnh này chính là trung tâm quyền lực của toàn huyện Ma Xuyên. Trong phòng hội nghị ghế dựa đều cổ kính, tất cả đều là ghế dựa cây gai dầu màu vàng chạm hổ, phỏng chừng là di sản của Mã Hồ Tử trước đây để lại. Cái thứ này, ở thời nay, cũng có thể xem là đồ cổ đấy. Lão Mã, vẫn là bị ông giành trước một bước, ha ha ha. Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tề Quy Vân sang sảng cười, cất bước lớn vào phòng họp. Hướng về phía chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền nói, liếc mắt quét phòng họp một cái, cười nói. Không thể tưởng được tất cả mọi người tới rồi, tôi lại thành người chậm nhất. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc đang cùng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liễu tán gẫu đến cao trào, Liễu Mi Phương kia lông mi nhếch nhếch lên thần thái bay bổng. Trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan lại giống thục nữ chính tông, điềm đạm nho nhã ngồi trên ghế cái miệng nhỏ mân mê ly trà thanh vụ của bản địa. Thỉnh thoảng lại vươn bàn tay trắng nõn phất phất khói thuốc từ điếu xì gà của Mã Vân Tiền. Động tác này rất là lịch sự tao nhã, Mã Vân Tiền mịt mờ liếc mắt quét qua bộ ngực hở kia của Đỗ Tiểu Lan, ho khan một tiếng, cười nói. Em gái lớn à, khói thuốc của tôi còn chưa đòi tiền cô, quạt đi, thật đáng tiếc. Tôi về sau có bệnh gì sẽ tìm ông đòi tiền thuốc men. Đỗ Tiểu Lan thản nhiên nói, liếc xéo Mã Vân Tiền một cái. Sự chán ghét ẩn giấu trên lông mi chợt lóe ra rồi biến mất. Mã Vân Tiền là tên háo sắc, cán bộ toàn huyện đều biết,
Đỗ Tiểu Lan đương nhiên là căm hận người như thế nhất. Tuy nhiên, đồng chí Mã Vân Tiền lại cố tình ngồi bên cạnh cô, thật là có chút bất đắc dĩ. Tựa như một đống chó thối đặt bên cạnh cô muốn lau dọn sạch sẽ cũng không được, còn phải kiên trì chịu đựng, đó là một cảm giác gì đây? Được đó em gái lớn, tôi vẫn rất là nguyện ý, ha ha ha. Mã Vân Tiền bừa bãi mà cười, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cô em gái nhà người ta. Đúng lúc này, Diệp Phàm đi đến. Trong phòng hội nghị không ngờ lập tức yên tĩnh, hiện ra có chút quỷ dị. Việc lạ, mình cũng không phải nhân vật số một Chu Phú Đức, sao có oai vũ lớn như vậy? Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ có chút là lạ, lướt qua mọi người một cái, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên hướng mọi người gật gật đầu. Chủ tịch huyện Diệp, nghe nói cậu lần này tuần tra mấy chính quyền xã, động tác tương đối lớn a. Mã Vân Tiền lời kia liền phun ra ngoài, dường như đang nói giỡn, dường như lại hàm chứa một hương vị khó hiểu. Ủa động tác, có động tác gì? Hơn nữa phía trước còn có chữ, lớn, sao tôi không cảm thấy gì hết? Diệp Phàm giả vẻ mặt kinh ngạc. Giả bộ hả thằng quỷ, Mã Vân Tiền trong lòng phun ra một câu, cười nói. Xã Kháo Sơn Chuân Tử đập một cái là trên con số triệu, lại thêm trên 1 triệu tiền trợ cấp ở xã Kim Đào, hơn nữa còn bỏ cũ thay mới bỏ chức phụ bí thư của Phan Mặt Dỗ, tự mình bổ nhiệm đại biểu bí thư, nghe nói còn ở xã chức nữ mở thêm ủy ban khai phá lá trà gì đó, chủ tịch xã Liên Nông cũng do cậu tạm thời bổ nhiệm chức chủ nhiệm, đây chẳng lẽ không phải? Mã Vân Tiền nói nửa câu, lại lướt qua ánh mắt của các vị ủy viên thường vụ, hơi có vẻ đắc ý. Lời kia, tự nhiên là ý vị sâu xa. Thằng khốn nó chứ, rõ ràng là muốn khơi mào sự tình. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, miệng cười nói. Ha ha, nhà trường liên quan đến sự an toàn của hơn 1.000 trẻ em, không thể xem là trò đùa. Thực sự xảy ra chuyện, tôi tin rằng, chủ nhiệm Mã ông cái mông kia có lau cũng không sạch. Về mặt an toàn, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật như ông thì biết cái đếch gì. Nói về phần xã Kim Đào, tôi chỉ là có chút không nỡ mà dương mắt nhìn cây đào được nông dân cực khổ trồng ra lại bị đốn bỏ. Còn về Phan Mặt Dỗ đó là do anh ta tự mình rước lấy, hơn nữa lúc ấy sự phát đột ngột, đồng chí Thái Tác Dân cũng là tạm thời thay thế. Cũng không phải là chính thức bổ nhiệm gì, sự cấp tổng quyền thôi. Diệp Phàm bật cười ha hả, công kích lại. Hừ thay thế ư, tôi nghĩ chủ tịch huyện Diệp khẳng định còn chưa báo cáo với bí thư Chu đúng không? Mã Vân Tiền cười lạnh, bắt đầu nã pháo. Ha ha, có báo cáo hay không, việc này thì có gì liên can đến ông nào? Diệp Phàm một câu tống qua đó, ý là một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật như ông thì ở trong này bới móc cái gì, bí thư Chu người ta còn chưa tỏ thái độ. Cho nên, lời này vừa ra, thiếu chút nữa là nghẹn chết Mã Vân Tiền. Các ủy viên thường vụ khác thì toàn bộ trơ mắt xem náo nhiệt, coi như là làm nóng trước buổi họp chính thức. Hừ không liên can tới tôi, tuy nhiên, tôi có chút nhìn không qua được. Mã Vân Tiền kia mặt phình to như gan lợn, lạnh lùng mà hừ nói, xem ra có chút tức giận, cảm thấy Diệp Phàm rất không nể mặt mình. Kỳ thật sao gã không ngẫm lại, lời nói vừa rồi của mình cũng có nể mặt người ta phần nào đâu. Chương 801, Đảng quản cán bộ 1+2+3. Thấy không được à, ha ha, có phải cũng muốn nếm thử mùi vị đảng quản cán bộ hay không? Diệp Phàm cười, tiến về phía đó. Hơn nữa, ánh mắt còn nhìn về phía vị trí trống lướt qua một lượt, ý tứ thì các ủy viên thường vụ ngồi ở đây đều hiểu, Mã Vân Tiền ông có phải muốn ngồi vào ghế của bí thư Chu hay không, bằng không thì quản làm chi. Lời vừa nói ra, Mã Vân Tiền kia lửa giận ngùn ngụt, đập bàn một cái, đặt mạnh chén trà xuống. Thằng nhãi này lập tức nói châm chọc nói. Không phải tôi, là một số người khác đã sớm hiểu rõ tư vị kia rồi. Là cán bộ đảng, vô tổ chức vô kỷ luật khiến người ta giận sôi máu. Một bí thư đảng ủy xã, mặc dù bí thư Chu không phải nói rút lui là rút lui, nói gọi người thay thế là gọi người thay thế. Đó là một bí thư xã, không phải trưởng thôn, cần phải thảo luận tại hội nghị thường vụ huyện. Có vài đồng chí nghĩ quyền lực là thứ có thể dùng cho cá nhân, quyền lực quốc gia không phải là thứ cho người cầu tư lợi, cầu chính trị, cầu thanh danh. Ha ha, đúng vậy. Quyền lực quốc gia không thể để người ta cầu tư lợi, mưu hưởng thụ tư bản, các vị ủy viên thường vụ ngồi đây đối với hiện tượng này đều căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại ở huyện đã có cán bộ cá biệt thường xuyên làm chuyện này. Diệp Phàm nhấn mạnh nói. Lại thình thịch vài tiếng, Mã Vân Tiền kêu lên.
Chủ tịch huyện Diệp, mời anh nói rõ ra một chút, tôi dùng quyền lực quốc gia đi mưu hưởng thụ, mò tư lợi ở chỗ nào. Hôm nay, anh không nói ra căn nguyên, thì là vu khống, mà vu khống chính là phạm pháp, hừ. Mã Vân Tiền kia cổ trướng lên đỏ bừng, chỉ vào mặt Diệp Phàm. Bởi vì lão Mã đột nhiên nghĩ tới mình, không để ý thể diện, từ chuyện đoạt xe ở phòng công an. Việc này cùng lời Diệp Phàm nói có chút ăn khớp. Cho nên, Mã Vân Tiền không thể chịu đựng được hơn nữa, thằng nhãi này ỷ vào có Chu Phú Đức ở phía sau trống, bạo ngược quen thói, chưa từng chịu qua bị nói đều như thế này. Huống chi lại bị một đứa con nít danh chưa dứt sữa, chủ tịch huyện, moi móc, Mã Vân Tiền vốn xem thường Diệp Phàm cơ mà. Cho rằng thằng danh này đơn giản là nhờ may mắn, cho nên mới dám kiêu ngạo, ngông cuồng trực tiếp đến phòng công an huyện cướp đi xe mà Diệp Phàm đã trực tiếp bố trí. Diệp Phàm đương nhiên cũng có tức giận, chỉ có điều mình vừa mới tới, không nên nhùng nhằng với một ủy viên thường vụ. Cho nên, tạm thời nhịn, không để ý tới cái xe bị đoạt, đợi về sau có cơ hội sẽ chỉ thằng nhãi này sau, bằng không, không khác nào đem lời nói của mình xem như gió thổi bên tai. Ai ngờ Mã Vân Tiền này càng ngày càng kiêu ngạo, căn bản là không xem mình ra gì. Chuyện xã Kim Đào liên quan gì đến y, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, y không ngờ lại nhảy ra vung tay múa chân. Hơn nữa, vừa rồi Ngô Đồng trưởng phòng công an huyện vẻ mặt cay đắng nói thái độ Mã Vân Tiền quá cứng nhắc, thậm chí hống hách, yêu cầu Ngô Đồng lập tức thả Phan Mặt Dỗ vô điều kiện. Đối với chuyện của Phan Mặt Dỗ, đến Chu Phú Đức cũng trầm mặc, phỏng chừng là đang bận tâm đến Diệp Phàm. Chủ tịch huyện. Người Mã Vân Tiền là cái thá gì, không ngờ bày dùng thân phận chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật dở mánh lới ra bắt buộc Ngô Đồng. Sau đó Ngô Đồng đành phải làm việc này, nói là liên quan đến đương sự, chủ tịch huyện Diệp. Nào biết Mã Vân Tiền một chút mặt mũi cũng không nể, lập tức há mồm mắng. Chủ tịch huyện Diệp, hoàng tử phạm pháp cũng như dân, chẳng lẽ chủ tịch huyện so với hoàng tử còn lớn hơn sao? Thằng danh cậu. Đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn tên lệnh ma xuyên không là thiên hạ của riêng ai, hừ. Tất nhiên, việc này là bí thư đảng quần chúng, chính là vì bất lý đang âm thầm phá rối. Thằng nhãi này đặc biệt thông minh, chính mình không tiện ra mặt, nhưng cha kế cương phó chủ tịch địa khu lại bức ép. Bởi vì chuyện cây đào do vì bất lý một tay xử lý, muốn nói cho rõ thì trong đó nguyên nhân khá phức tạp. Cho nên, vì bất lý đành phải ra cái chủ ý quèn. Đem việc này đổ lên đầu Mã Vân Tiền, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Khi nhận được điện thoại của cha chủ tịch địa khu, lão Mã tất nhiên là khá kích động. Bởi vì cha phó chủ tịch địa khu cùng địa ủy Vương Triều Trung chủ tịch địa khu quan hệ khá thân thiết. Mã Vân Tiền vẫn luôn muốn kiêm nhiệm chức trưởng phòng công an huyện, cho rằng chỉ với cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật sẽ không đủ mạnh. Hơn nữa gã tiểu tử Ngô Đồng này cũng không dễ nghe lời, có khi bị quật ngược thì chối bai bãi. Khiến Mã Vân Tiền có chút xấu hổ. Cho nên, Mã Vân Tiền đã sớm dòm ngó cái ghế của Ngô Đồng. Tuy nhiên, chuyện này Chu Phú Đức có cách nghĩ riêng của mình. Lão Mã mượn danh đi lang thang gây tai họa, chuyện dính dáng đến vài cô gái con nhà đàng hoàng Chu Phú Đức cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không xảy ra sự cố thì có thể bãi bình tất cả. Nếu để y kiêm chức trưởng phòng công an huyện, quyền lực càng lớn, thằng nhãi này khẳng định càng không e dè ai, muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó chuyện không thể vãn hồi, Chu Phú Đức thật không muốn thấy như thế. Hơn nữa, Mã Vân Tiền người này ngoại trừ chơi gái ra, bản lĩnh khác một chút cũng không có, bảo y kiêm luôn vị trí trưởng phòng công an huyện, cả huyện chắc sẽ đại loạn. Phòng trừng phá án, bắt phạm nhân, những chuyện tốt này thằng nhãi này một chuyện cũng không làm được, nhưng lái xe cảnh sát đi chơi gái thì làm thường xuyên. Cuối cùng, Mã Vân Tiền không ngồi trên chức trưởng phòng công an huyện được. Bởi vậy, sau khi nhận được điện thoại của phó chủ tịch địa khu cha, lão Mã kích động vô cùng, thầm nghĩ đông không sáng thì đi sang phía tây sáng, rời xa Chu Phú Đức mày, ông đây không tin mình không có cơ hội ngóc đầu lên. Thằng nhãi này đương nhiên cũng nghĩ rằng muốn chứng minh năng lực một chút, bằng không, vẫn luôn bị đám người Chu Phú Đức xem như rác rưởi, mắt nhìn châm chọc rất khó chịu. Làm người, đều vì mặt mũi, sĩ diện, gã ngốc cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, thằng nhãi này không hề nghĩ ngợi. Liền gật đầu đồng ý chuyện cứu Phan Mặt Dỗ. Bởi vì lão Mã nghĩ thông qua cha phó chủ tịch địa khu, sẽ dựa hơi chủ tịch địa khu Vương, về sau nếu điều tới địa khu, hoặc kiêm chức trưởng phòng công an huyện cũng có chỗ dựa. Ai ngờ, lão Mã tối hôm qua tại chỗ của trưởng phòng công an huyện Ngô Đồng, chạm phải cái đinh không vừa.
Ngô Đồng cắn răng nói là việc này có dính tới chủ tịch huyện Diệp, nên y không dám mở miệng, liền không dám phóng thích Phan Mặt Dỗ. Ngô Đồng nói rất có lý, việc này có quan hệ đến chủ tịch huyện Diệp, hắn nào dám thả người. Việc này rõ ràng cái mũ quan của mình so với chủ tịch huyện Diệp còn kém vài bậc. Mã Vân Tiền sau khi bị cưỡng bức, không có cách nào khác phải rời khỏi phòng công an huyện. Việc này lại không giống chuyện cướp xe, chẳng lẽ lại từ tay cảnh sát trực tiếp cướp chìa khóa thả Phan Mặt Dỗ ra. Lão Mã tuy nói trình độ văn hóa không nhiều lắm, chỉ học hết lớp 3 tiểu học, sau nhờ mua được cái bằng đại học từ xa, lăn lộn trốn quan trường bao năm. Thuần túy mà nói, tuy nói người này thiếu kiến thức pháp luật, nhưng một chút kiến thức thì vẫn hiểu được. Tất nhiên, trưởng phòng công an huyện bên kia bị làm mất mặt, nên đem toàn bộ tức khí thả lên Diệp Phàm, người khởi xướng chuyện này. Lão Mã cho rằng, con đường quan lộ, tài lộ bản thân đi qua, rất có khả năng bị Diệp Phàm chặt đứt. Bằng không, Lão Mã hôm nay sẽ không phát hỏa tức giận như thế. Vừa rồi Diệp Phàm đã chạm trúng chỗ đau của y. Á, ha ha, chủ nhiệm Mã, tôi chỉ là chỉ vào một vài hiện tượng trong xã hội, cũng không nói tên nói họ. Tuy nhiên, chuyện này chính ông tự kéo mình vào, tôi cũng không có gì để nói, đúng không? Bản thân tôi chỉ muốn nói, chuyện này chỉ là hư cấu, xin đừng tưởng thật mà giật mình, ha ha. Diệp Phàm điềm tĩnh cười, vẻ mặt rất vô hại. Các ủy viên thường vụ khác tất cả đều cười nghiêng ngã, cười đến mức khó chịu, một đám đều nói thầm, cậu tuy nói không chỉ tên nói họ, nhưng việc này vừa vặn ăn khớp với Lão Mã, hơn nữa cậu lại đang tranh chấp với Lão Mã, không phải chỉ y thì chỉ ai. Không thể tưởng được người thanh niên này, nhìn qua có vẻ như chưa dứt sữa, bộ dáng trông rất vô hại, nhưng mồm mép, công phu lại không thua kém ai. Lão Mã là tên giảo hoạt, không ngờ lại bị hắn chơi, thật đáng buồn cười. Biểu hiện của Diệp Phàm khiến cho các ủy viên thường vụ đang có mặt tự dưng tận đáy lòng thấy chút lành lạnh, thằng danh này, ăn ngay nói thẳng. Không giống biểu hiện nông cạn vô hại trên mặt. Cậu không phải nói tôi thì nói ai? Không phải chỉ là một chiếc xe tàn sao? Bố trí ông đây thế sao? Ông đây là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện, cũng là công an, dùng xe hoàn toàn chính đáng. Mã Vân Tiền bị Diệp Phàm làm cho hồ đồ, miệng luôn xưng, ông đây, này nọ. Một âm thanh vang lên, Diệp Phàm gõ vào mặt bàn một tiếng, hừ nói. Mã Vân Tiền, anh nói rõ ràng cho tôi, anh là ông đây của ai? Diệp Phàm mặt trầm xuống, thằng nhãi này quá kiêu ngạo, không ngờ lại ông đây nọ gầm rú, không thể nhịn được. Cho nên, Diệp Phàm cố ý nổi điên, chính vì muốn chọc giận Mã Vân Tiền. Diệp Phàm cho rằng Mã Vân Tiền là người ăn nói không suy nghĩ, có lẽ có thể từ miệng y nghe ra được chuyện phức tạp phía sau của huyện Ma Xuyên. Chủ nhiệm Mã, nhỏ giọng lại, bỏ đi. Trưởng ban Tôn Minh Ngọc ngồi đối diện nhíu mày, nhìn Mã Vân Tiền, tính khí thổ phỉ của y lại bạo phát. Đây là nơi nào, là phòng họp hội nghị thường vụ huyện, không phải cái chợ cho lũ đàn bà tranh chua chửi đồng nhau. Hơn nữa, hôm nay việc này rõ ràng là do Mã Vân Tiền khơi mào. Ông đây chính là ông nội mày. Mã Vân Tiền điên rồi, mắng xong một tiếng liền đứng lên, chân hung hãn sải ra, hướng về phía Diệp Phàm mà đá. Tuy nhiên, Lão Mã vận khí không tốt, vừa mới từ trên ghế xoay qua, phỏng chừng do chân đứng còn chưa. Phịch một tiếng, cả người lẫn ghế dựa ngã nhào ra khoảng 2 mét hơn, càng léo hơn chính chiếc ghế dựa khi ngã vừa vặn thế nào mà nện lên bắp chân và bụng của Mã Vân Tiền. Ôi! Kêu lên một tiếng, Mã Vân Tiền đau điếng người, ngồi gần y là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Viên khẩn trương đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sao thế này chủ nhiệm Mã, sao không cẩn thận như vậy, nhanh lên, tôi đỡ anh đứng lên. Thằng nhãi này cũng thật sự là, mất mặt quá, đau có một chút mà la như heo bị giết. Cái ủy viên thường vụ khác tất cả trong lòng đang nói thầm, chê cười Lão Mã. Chỉ có Diệp Phàm hiểu được, Mã Vân Tiền ngã sấp xuống tuyệt đối là do Phương Viên đồng chí làm, bởi vì Phương Viên ngồi ở trên Mã Vân Tiền, Mã Vân Tiền khi quay người lại, Phương Viên đúng lúc giơ chân ra, với công phu luyện hơn 10 năm, phỏng chừng xuống tay cũng không nhẹ. Lão Mã tất nhiên đúng lúc bị ngã sấp xuống, hơn nữa, Phương Viên vì tăng thêm chút thương tình với Lão Mã, cố ý giơ tay ra ấn mạnh xuống chiếc ghế bị ngã, lực ấn của Phương Viên tuyệt đối hơn 3-400 cân cân TQ tương đương 0,4 kg. Mã Vân Tiền tuy nói dũng mãnh, nhưng chân y dù sao cũng không phải thép đúc, huống chi chiếc ghế dựa điêu khắc kia khá nặng, bị đè như vậy,
Mã Vân Tiễn kia thấy bắp chân lập tức sưng to lên như chân heo. Hơn nữa, Phương Viên cũng vô cùng căm hận thằng nhãi Mã Vân Tiễn này, bởi vì Phương Viên nghe Sa Tuyết Liên nói là thằng nhãi Mã Vân Tiễn này thường xuyên chạy tới chỗ cô ta quấy rầy cô. Đã sớm muốn giáo huấn lão già này, hôm nay chọn được thời cơ, đáng đời cho Mã Vân Tiễn, xui xẻo. Hơn nữa, tay chân của cao thủ như Phương Viên, trong phòng hội nghị này ngoại trừ Diệp Phàm với đôi mắt ưng có thể nhìn thấy, những người khác, một chút cũng không cảm nhận được, còn thực sự nghĩ rằng lão Mã bị chính mình do không cẩn thận mà ngã ghế, đập lên người làm bị thương chính mình. Lão Mã, sao lại thế này, chân ông sao sưng to như vậy? Lúc này, Chu Phú Đức vừa đi vào phòng họp, nhìn thấy trường hợp này hơi loạn. Mã Vân Tiễn còn ngồi ở ngầm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Viên đang giơ tay đỡ, các ủy viên thường vụ khác toàn bộ vây quanh lại, bên trong tám phần là vui vẻ vì người khác gặp họa. Bí thư Chu, thằng bé Diệp Phàm chơi xỏ, cố ý hãm hại tôi. Mã Vân Tiễn chĩa ngọn giáo về phía Diệp Phàm. Nói cho đàng hoàng chủ nhiệm Mã, cái gì mà thằng bé, đó là chủ tịch huyện Diệp, hừ, đứng lên nhanh đi, đi bôi chút thuốc, về sau chú ý chút, chẳng còn thể thống gì. Chu Phú Đức mịt mờ quét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, trong miệng giáo huấn Mã Vân Tiễn, cảm thấy thằng nhãi này thật sự là khó nâng đỡ như a đẩu, mất mặt hết chỗ nói. Tôi không đi, hôm nay việc này không giải quyết, tôi sẽ không để yên cho thằng danh này. Mã Vân Tiễn không ngờ nổi khùng. Còn chê mất mặt thế chưa đủ có phải hay không? Dìu y đi ra ngoài. Chu Phú Đức mặt nghiêm lại, ra hiệu bảo thư ký làm. Thư ký của Chu Phú Đức khẩn trương vào giúp đỡ Mã Vân Tiễn đi lấy thuốc, lão Mã còn muốn giải biệt, tuy nhiên vừa thấy Chu Phú Đức hùng hổ phát cáu, trong lòng cũng không dám kêu than, cúi đầu đi ra lấy thuốc. Hừ, tôi hy vọng một số đồng chí về sau chú ý một chút, nơi này là phòng họp của cả huyện, các ngươi nhìn cờ đảng đi, quốc kỳ cũng đang nhìn chúng ta. Chúng ta đều là đảng viên, là cán bộ đảng, là lãnh đạo của huyện Ma Xuyên này, không phải vô lại ở đường phố. Chu Phú Đức chỉ đoán thôi cũng có thể đoán được, phỏng chừng là Mã Vân Tiễn ngu ngốc đi chọc đồng chí Diệp Phàm, sau đó do không chiếm được cảm tình, bản thân còn bị ngã ở gầm bàn. Đánh nhau thì hẳn là sẽ chưa đến mức, vì dù sao ở hiện trường có mặt nhiều ủy viên thường vụ như vậy, không lẽ nào lại ở chỗ này trình diễn võ thuật. Nói những lời này ra tất nhiên cũng có ý cảnh cáo Diệp Phàm trong đó, chỉ có điều không chỉ tên, nói họ mà thôi. Dù sao Mã Vân Tiễn kia bị mất mặt quá lớn, các ủy viên thường vụ ngồi ở đây đều hiểu được, Mã Vân Tiễn là người hầu trung thành nhất của mình. Người hầu bị mất mặt thì người chủ tất nhiên cũng chẳng hơn gì. Diệp Phàm không hé răng, róc rách một tiếng, bản thân châm một điếu Hồng Tháp Sơn hút. Dù sao Chu Phú Đức là sếp lớn ở Ma Xuyên. Hiện tại công tác của hắn còn phải cần y ủng hộ, không nhất thiết vì mấy câu nói mà chống lại y. Hơn nữa, Mã Vân Tiễn đích xác đã bị giáo huấn, hắn là người thắng cuộc thì phải đại lượng một chút thì sẽ không có ai nói được gì. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, ngồi im lặng, Chu Phú Đức cũng ngồi vào chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực số một điêu long của mình. Nghe nói trước kia Mã Hồ Tử thường xưng y là hoàng đế một phương của Ma Xuyên, cho nên, đến ghế rồng cũng đặt làm để ngồi. Tất nhiên, Mã Hồ Tử bảo người ta khắc ghế rồng chỉ có thể nói là cực thổ sơn tái hóa, kích thước nhỏ không nói, hình dáng ghế rồng cũng được điêu khắc dài như rắn bốn chân. Hiện tại mắt rồng đã không còn, trở thành một hình tượng được xứng danh là rắn mù. Tất nhiên, trong mắt kia không phải do bản thân gã tự mình làm mất, mà là bị người khác làm. Bởi vì mắt rồng ban đầu được khảm bằng một viên lục bảo thạch, lớn như trứng bồ câu vậy đó, phỏng chừng có giá trị rất xa xỉ. Bị người ta trộm mất cũng là chuyện bình thường. Các đồng chí, bắt đầu cuộc họp đi. Chu Phú Đức ném chiếc cặp ra lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói, là hừ nói chứ không phải nói bình thường. Bởi vì Chu Bá Vương tức khí chưa tiêu. Các ủy viên thường vụ vẻ mặt đều mờ mịt, không biết bí thư Chu này trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì, bởi vì không biết nội dung cuộc họp. Chu Phú Đức này cho tới bây giờ đã hống hách quen rồi, họp hội nghị thường vụ chỉ là hình thức. Trước giờ chỉ tuyên bố một vài chuyện, mọi người làm ra vẻ có nghi vấn, hỏi và nghị luận vài câu, xem như tượng trưng cho quyền dân chủ, có thảo luận qua. Hội nghị thường vụ của huyện Ma Xuyên, kỳ thật so với bảy bàn ăn ở hậu viện nhà Chu Phú Đức cũng không kém nhau bao xa. Chu Phú Đức khi uống quá chén sẽ ở trước mặt cấp dưới thân tính, tỉ như Mã Vân Tiễn, thở dài nói. Từ xưa, hào kiệt vốn cô đơn, không tìm ra một đối thủ để có thể cùng bọn họ đối địch.
Kỳ thật, đó chính là sự cô đơn của cao thủ mà thôi. Từ khi Chu Phú Đức tại vị, chủ tịch huyện Giang trước kia thật ra có cùng y đối đầu vài lần, trong một năm thời gian này bởi vì Ma Xuyên không có chủ tịch huyện, chuyện lớn chuyện nhỏ ở huyện tất cả đều do Chu Phú Đức đồng chí hừ hừ vài tiếng định liệu. Hội nghị thường vụ thật ra có thường xuyên mở, chỉ có điều họp hay không họp thì cũng giống nhau cả thôi, hội nghị thường vụ kỳ thật đã biến thành cuộc họp thông báo. Thường thì sẽ thông báo cho các vị ủy viên thường vụ ai đảm nhận bí thư đảng ủy xã, ai bị tước mũ quan, ai đảm nhiệm chức trưởng phòng, đại loại như thế. Ở huyện, thậm chí có người truyền tai nhau rằng chủ tịch huyện tiền nhiệm chính do bị Chu Phú Đức xử lý nên mới thế. Tuy nhiên, có một hiện tượng quái dị, có lúc bí thư đảng quần chúng vì bất lý cãi lại vài câu, tung ra vài bổ nhiệm nhân sự cá biệt, quỷ dị chính ở chỗ Chu Phú Đức giống như vì cân bằng mối quan hệ, sẽ sắp ra vài vị trí phân công quản lý công tác đảng cho vì bất lý. Những người khác, đừng mong mò được chút quyền nào lên người. Trước kia, lão oan gia của Chu Phú Đức, cũng chính là phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc sẽ đứng ra cùng lão Chu đại chiến mấy chục hiệp. Mỗi lần như vậy, ban đầu người luôn chống lại Chu Phú Đức là vì bất lý đồng chí lập tức quay đầu ngọn giáo, hai người hợp lực trong phút chốc đã áp chế được phó chủ tịch huyện Phương. Sau vài lần như vậy, Phương Hồng Quốc quyết định câm miệng không nói nữa, bởi vì có nói cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chi bằng không nói tốt hơn. Phương Hồng Quốc thường vào những lúc như thế này hung hăng thầm nghĩ, lão Chu ơi lão Chu, mày, con mẹ nó, tình trường thất ý quan trường đắc ý, bố mày tuy nói là có được đàn bà trên tay, nhưng lại tình trường đắc ý quan trường thì thua đến gần như tuột cả quần. May mắn là về phương diện đàn bà mày còn non tay, Nguyệt Linh cuối cùng đã đi theo bố mày. Mày, thằng danh con, chỉ còn biết nhìn theo mà thèm thuồng, đồ chó Nhật. Thân thể của Nguyệt Linh kia thuộc về Phương Hồng Quốc bố mày, tên chó Nhật mày đừng mơ được chấm mút gì. Diệp Phàm hiểu được một chút về nội dung hội nghị, bởi vì đêm qua tránh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương có thông báo và đề cập qua, muốn kêu hắn vạch ra kế hoạch bước đầu, tất nhiên là kế hoạch về quá triển kinh tế cả huyện. Tuy nhiên, thấy Chu Phú Đức không mở miệng, Diệp Phàm cũng giả ngu theo. Nhìn tất cả mọi người ai cũng ngồi thẳng lưng lên cả, trong tay cầm bút, nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác tự hào trong Chu Phú Đức tự phát, thầm nghĩ, con mẹ nó, nhiều người như vậy toàn bộ không nên xem ông đây một mình hát hí khúc, ông đây không hé răng thì các người toàn bộ đều được mặt ra. Cùng cổ đại Sơn Đại Vương so thì có gì khác biệt, ông đây là Sơn Đại Vương gánh chính phủ trên vai. Thằng nhãi này rất hài lòng, bản thân gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói ra đề tài thảo luận của hội nghị. Tuy nhiên, một thanh âm chói tai phát ra trước mặt y, hỏi. Bí thư Chu, hôm nay họp gì đây? Bàn chuyện gì? Thanh âm này Chu Phú Đức đương nhiên là quen thuộc, ngoại trừ tên chó Nhật Phương Hồng Quốc cướp đàn bà của ông đây ra thì còn có ai? Cảm thấy hôm nay thằng nhãi Phương Hồng Quốc này im lặng hồi lâu, chắc lại nghĩ ra trò gì nữa đây, có phải muốn thừa cơ hội chủ tịch huyện mới là Diệp Phàm chưa hiểu tình hình, vào lần mở hội nghị thường vụ đầu tiên làm rối loạn nội dung quy tắc ngầm? Trong mắt Chu Phú Đức cho rằng, đây là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng. Là Phương Hồng Quốc đang tìm kiếm cơ hội, thổi kèn ra tín hiệu khai chiến với mình. Gió thổi không lâu, thế cục này tuyệt đối phải áp chế. Bằng không, đợi khi Phương Hồng Quốc tìm ra được chút gì bên trong, liên kết với tân chủ tịch huyện Diệp thì toi. Chợt, thằng nhãi này nhíu nhíu mày, hừ nói. Tôi hy vọng một vài đồng chí trong cuộc họp phải chú ý đến hình tượng của chính mình. Chú ý đừng làm rối loạn quy củ của đảng. Chú ý đừng lên tiếng làm loạn khi lãnh đạo còn chưa phát biểu, thật không tốt, và thật không ổn. Nói xong, lờ đãng chừng mắt nhìn Phương Hồng Quốc liếc mắt một cái, ý tứ nói tên chó Nhật ngươi muốn sinh sự à, tuyệt đối không thể đâu nhé. Ha ha, tôi muốn hỏi bí thư Chu một chút, các vị ủy viên thường vụ có mặt, theo nguyên tắc, quy định tổ chức của đảng, ai cũng có quyền biết trước nội dung hội nghị thường vụ trước khi bắt đầu, có phải hay không? Nếu thuộc chuyện cơ mật thì không bàn luận đến. Tôi nghĩ, hẳn là quốc gia cũng không có nhiều đại sự cơ mật chờ một huyện nhỏ như chúng ta mở hội nghị thường vụ để thảo luận. Nếu trước khi họp tất cả mọi người không ai biết được nội dung như thế nào thì tham chính nghị sự ra sao? Sao thể hiện được tính dân chủ của đảng? Lui 10.000 bước nói, chẳng lẽ khi chúng ta không biết nội dung, hỏi một chút về đề tài thảo luận của hội nghị là trái với nguyên tắc của tổ chức, là làm rối loạn quy củ đảng sao? Vậy chúng ta khác nào là câm niếc cả, còn gì là hội nghị thường vụ? Phương Hồng Quốc giọng điệu khá sắc bén, thẳng hướng mà phóng về phía Chu Phú Đức.
vì đợi giờ khắc này, Phương Hồng Quốc đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội, hội nghị thường vụ đầu tiên vẫn sẽ làm theo lệ cũ thì về sau muốn lật ngửa ván cờ sẽ gặp khó khăn. Mặc dù là lần này khơi dậy không được bao nhiêu sóng gió, thì ít nhất cũng có thể khiến cho Chu Phú Đức để lại ấn tượng không tốt trong lòng tân chủ tịch huyện Diệp, một hình tượng ngang ngược hống hách. Hơn nữa, chuyện về tân chủ tịch huyện Diệp, Phương Hồng Quốc cũng có nghe nói qua, mấy ngày nay vẫn luôn cân nhắc bản thân có nên kết giao cùng hắn hay không, nếu song phương có thể hợp tác vui vẻ, tất nhiên là rất tốt rồi. Đương nhiên, Phương Hồng Quốc cũng hiểu được việc này không thể nóng vội, tuy nhiên, cơ hội lần này khá tốt. Vừa rồi đã thành công khi xảy ra chuyện chủ tịch huyện Diệp đại chiến cùng chủ nhiệm Mã. Mã Vân Tiền là đồng lõa của họ Chu, nếu có thể khiến chủ tịch huyện Diệp từ việc xích mích với họ Mã chuyển sang ghét lây Chu Phú Đức thì phỏng chừng có thể để lại chút ấn tượng trong đầu chủ tịch huyện Diệp. Lúc ban đầu, sau khi nghe nói tới đồng chí Diệp Phàm, vừa nghe tới tuổi tác Phương Hồng Quốc rất là thất vọng. Thầm nghĩ một thằng nhóc chưa dứt sữa thì có khả năng làm được gì. Tuy nhiên, mấy ngày hôm trước, thấy được biểu hiện của chủ tịch huyện Diệp khiến cho Phương Hồng Quốc mở rộng tầm mắt. Chủ tịch huyện Diệp đúng là người dám nói dám làm, chẳng những chi tiền rộng tay, hơn nữa khi chưa có sự đồng ý của Chu Phú Đức không ngờ dám lấy tước mũ quan của Phan Mặt Dỗ, rất bản lĩnh. Diệp Phàm lớn mật hành động, khiến Phương Hồng Quốc mạnh tay giấy lên chiến hỏa, khiến cho lão Phương quyết định bí quá hóa liều. Hôm nay tại hội nghị thường vụ khai pháo, thử thái độ chủ tịch huyện Diệp một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm không mắc mưu, vẫn không hé răng, chỉ đang âm thầm xem náo nhiệt. Tuy nhiên, lời của Phương Hồng Quốc đã nói chúng vào tâm lý của các ủy viên thường vụ có mặt, mọi người mặt ngoài tuy không có phản ứng gì, kỳ thực trong lòng đã sớm oán đất than trời. Chu Phú Đức cũng rất giảo hoạt, đương nhiên hiểu được ý tứ trong đó, lập tức chuyển biến chiêu thuật, không ngờ dùng chiêu thức nhu khắc cương. Không dùng bá đạo đè người. Thằng nhãi này cố ý nhìn Phương Hồng Quốc liếc mắt một cái, miệng ha hả cười nói. Hồng Quốc đồng chí, hôm nay bởi vì có chuyện đặc thù phát sinh, chủ yếu là mời đồng chí Diệp Phàm tới nói chuyện cùng mọi người về kế hoạch chấn hưng nền kinh tế của huyện chúng ta của hắn đó mà. Đồng chí Diệp Phàm trước đó cũng đã nói, ý tưởng của cậu ta còn chưa thành thục, cho nên, hôm nay, cuộc họp hội nghị thường vụ này không có tính chính thức khi thảo luận về hoạch họa kế hoạch. Thảo luận dân chủ, ngồi đây đều là lãnh đạo trung tâm của huyện chúng ta, tôi tin rằng chỉ cần hiệp sách hiệp lực, nhất định sẽ làm cho nền kinh tế của huyện đi lên. Huống chi, đồng chí Diệp Phàm đến huyện của chúng ta chỉ mới được một tuần, thời gian đích thật là có chút gấp gáp, bảo cậu ta phải đưa ra một kế hoạch đầy đủ đúng là không có khả năng. Chúng ta cũng không phải là thần tiên, chỉ là người phàm mắt thịt, ăn ngũ cốc hoa màu mà sống. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng chủ tịch huyện Diệp sẽ nghĩ ra cách tốt nhất, thay đổi hoàn toàn tình trạng nghèo khó của huyện chúng ta. Mấy ngày nay, chủ tịch huyện Diệp đi tuần qua một vòng, khẳng định đã thu hoạch được kha khá, hưởng ứng của quần chúng cũng rất tốt, làm được vài việc lớn, nghĩ đến cái mà quần chúng suy nghĩ, gấp với cái dân chúng gấp. Tháo dỡ dãy phòng học có nguy cơ bị sập, vì có thể khiến cho dân chúng có thêm thu nhập, nghĩ ra việc dùng trợ cấp đổi lấy cây đào của dân chúng. Hơn nữa, đối với một số cán bộ cấp dưới không nghe lời, chủ tịch huyện Diệp cũng đã xử lý rất thỏa đáng, tôi rất vui mừng, ha ha. Hiện tại, xin mời chủ tịch huyện Diệp phát biểu một chút về ý tưởng của mình. Chu Phú Đức nói xong, trong đầu đắc ý không ngừng, thầm nhủ, mày muốn đấu với ông mày à, còn non tay lắm. Muốn kéo chủ tịch huyện Diệp cùng nhập bọn, ông đây đầu tiên tâng bốc hắn lên tận mây xanh, sau đó tính sau. Không phải chỉ một cái ghế bí thư đảng ủy xã sao? Ông đây hôm nay đem quyền của vị trí này phân phối giao cho Diệp Phàm, xem tiểu phương mày có thể nảy sinh ra thêm mánh lới gì. Chu Phú Đức không tiếc lời ca ngợi, lập tức khiến các ánh mắt trong phòng hội nghị đờ đẫn. Vốn cho rằng Chu Phú Đức phỏng chừng sẽ phê bình Diệp Phàm xử sự khinh suất, nhúng tay can thiệp vào quyền nhân sự, chi tiền vô lối, không có quan niệm tổ chức và đủ thứ khác nữa. Ai ngờ Chu Phú Đức không lên tiếng, một câu phê bình cũng không. Đối với cách nói như thế, đồng chí Diệp Phàm cho là bản thân có còn ý kiến muốn phát biểu thì cũng không thể nào mà nói nổi. Chu Phú Đức biểu hiện quỷ dị đương nhiên khiến cho tất cả các ủy viên thường vụ có mặt có cảm giác quỷ dị, thậm chí có thể nói đó là loại cảm giác rất mới mẻ. Lần lượt mịt mờ quan sát chủ tịch huyện Tiểu Diệp, không biết là chủ tịch huyện Tiểu Diệp còn con nít này có thủ đoạn gì hay không. Đích xác quỷ dị, bởi vì Chu Phú Đức luôn mạnh mẽ, cứng rắn quen rồi,
khi thấy y có thái độ như thế các ủy viên thường vụ thậm chí còn phỏng đoán, chẳng lẽ lời đồn kia là thật. Chủ tịch huyện Tiểu Diệp do đích thân bí thư địa ủy Trang Thế Thành tự mình điểm tướng, hơn nữa rất được trọng dụng, là ngôi sao chính trị mới lóe sáng ở Đức Bình. Cho nên, đến tên trùm ma xuyên bí thư Chu Phú Đức cũng có chút kiêng kỵ, kiềm chế về một chút cho chắc. Tuy nhiên khi nghĩ lại, mọi người lại cảm thấy có chút gì không thể. Nghe đồn Chu Phú Đức đi lên nhờ Vương Triều Trung, chủ tịch địa khu tiến cử, nếu thực như vậy, Vương Triều Trung chính là hậu thuẫn lớn phía sau Chu Phú Đức. Nếu không phải là Vương Triều Trung thì tuyệt đối sẽ không phải là Trang Thế Thành, bởi vì ông chủ lớn họ Trang cũng chỉ mới đến đây vào năm trước, còn Chu Phú Đức đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Ma Xuyên đã nhiều năm, từng trải qua đại biến cố của hai vị chủ tịch huyện khi trước. Dòng suy nghĩ lung tung lộn xộn này khiến Phương Hồng Quốc nhất thời thấy có chút phức tạp, cảm nhận được hội nghị thường vụ hôm nay phỏng chừng sẽ không có kịch hay để diễn. Nếu đổi lại, hôm nay chính mình ngồi ở vị trí của Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ tâng bốc bí thư Chu một chút. Người ta đem quyền lực toàn bộ trao vào tay mình, mặc tình mà làm càn. Đến Phan Mặt Dỗ là nhân vật số một của xã Kim Đào cũng bị Diệp Phàm nhúng tay xử lý, đó là chuyện mà tất cả các nhân vật số một đều kỵ. Đều vào danh sách tên của một số đồng chí không nghe lời của Chu Phú Đức, tất nhiên người không nghe lời đương nhiên chính là chỉ tên Phan Mặt Dỗ xui xẻo rồi. Chương 802, công trình cởi bỏ mũ 1+2. Hơn nữa, phía sau còn khen Diệp Phàm xử lý thích đáng. Đó không phải đang mịt mờ tán đồng với cách xử lý Phan Mặt Dỗ của chủ tịch huyện Diệp Phàm sao? Bí thư gật đầu một cái, lão Phan bị chủ tịch huyện cách chức, Phan Mặt Dỗ giờ hoàn toàn không còn đất diễn rồi. Phương Hồng Quốc đồng chí thịt ngòi hỏa, các ủy viên thường vụ khác thì chẳng còn chuyện gì, mọi người lúc này đương nhiên là dồn cả về chủ tịch huyện Tiểu Diệp, xem hắn biểu diễn. Cho nên, trong phòng hội nghị không khí trở nên yên tĩnh, các ủy viên thường vụ không thể không thở dài với sự quỷ dị của Chu Phú Đức, sự quỷ dị này vừa tiết ra không ngờ đã lập tức hóa giải một núi các câu hỏi chất vấn của lão đối thủ là Phương Hồng Quốc, thành công chuyển hướng chĩa về phía đồng chí Diệp Phàm. Không thể không nói. Chu Phú Đức tên bí thư thổ phỉ này cũng không riêng chỉ có phỉ khí không thôi, y còn kế thừa cả nhân tố giảo hoạt di truyền, năm đó mưu đồ thực hiện việc hãm hại các giải phóng quân anh dũng. Chu Phú Đức chơi đùa là thứ càn khôn đại Nazi, đem uy lực của đồng chí Diệp Phàm chuyển vào trong tay mình, sau đó dùng nó áp chế Phương Hồng Quốc, chơi không khác gì một tay hảo quyền mưu. Quả nhiên hiệu quả. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nói. Ha ha. Đầu tiên tôi phải cảm tạ bí thư Chu đã ủng hộ và nhìn nhận đối với công tác của tôi. Kỳ thật, mấy ngày qua, tôi chỉ đi dạo loanh quanh, phát hiện ra một chút vấn đề nhỏ, sau đó đã sửa chữa kịp thời. Bí thư Chu nhiệt tình ủng hộ công tác của tôi, mỗi khi phát hiện vấn đề gì, tôi đều báo cáo lên ngài và nhận được sự hướng dẫn chu đáo. Tôi tin tưởng, Ma Xuyên có bí thư Chu ở đây, tôi có lòng tin sẽ làm tốt công tác của mình ở Ma Xuyên, vững bước tăng tốc đẩy mạnh kinh tế. Phát triển dân sinh, nâng cao cuộc sống dân chúng, đưa chúng ta Ma Xuyên đi lên, có một vị trí nhỏ nhoi tại địa khu. Diệp Phàm đương nhiên hiểu có qua có lại mới toại lòng nhau, tâng bốc Chu Phú Đức, liếc mắt nhìn một cái, nói tới đây thì tạm dừng một chút, thấy họ Chu kia khóe miệng nhếch lên, vẻ nhợt nhạt, không dễ nhận ra là đang mỉm cười, hơn nữa, quỷ dị chính là, thằng nhãi này đang nhìn Phương Hồng Quốc mỉm cười. Các ủy viên thường vụ khác trong lòng đương nhiên cũng đang cười lạnh. Cười cái gì? Tất nhiên là cười ở hai sếp lớn của huyện giống nhau như tạc, cùng nhau diễn trò, tâng bốc lẫn nhau. Trở lại chuyện chính, khi đi xuống vài xã, tuy vẫn còn chưa đi hết. Tuy nhiên, vấn đề phát hiện được cũng không ít. Về vấn đề thì tôi trước mắt sẽ không đề cập tới. Ở đây, tôi sẽ nói đến vài cách nghĩ mà tôi cảm thấy mình vẫn chưa được thành thục trước. Ngồi ở đây đều là tiền bối của tôi, kinh nghiệm phong phú, đợi lát nữa khi có gì đó cần bổ sung. Hoặc kiến nghị hay thì ngàn vạn lần xin hãy nói ra, nói chuyện tốt mà không nói chuyện xấu sẽ không hay. Hiện trạng trước mắt của Ma Xuyên, xấu nhiều hơn tốt, tôi hy vọng các đồng chí cứ nói cả ra như thế sẽ tốt cho việc thúc đẩy và đưa ra chút biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề, mâu thuẫn này. Diệp Phàm giảng đến nơi đây nhấp một miệng trà. Tất nhiên là muốn xem phản ứng của các vị ủy viên thường vụ có mặt. Bản thân lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ, nên luôn phải cẩn thận một chút. Phải tìm ra những biểu hiện thay đổi nhỏ của các ủy viên thường vụ từ những dấu vết để lại, từ trong rối rắm tìm ra nút thắt, để ý từng mối quan hệ rối rắm mới có thể có mục đích để xuống tay, tìm được lộ tuyến thích hợp cho mình nhất,
chuyển từ thủ đoạn sang chơi quyền mưu. Diệp Phàm trước giờ vẫn luôn quan niệm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là điểm quan trọng nhất để có được thắng lợi, không biết rõ đối phương mà ra tay lung tung, một chút khả năng cũng không, khác nào làm không công hao phí tinh lực chính mình. Hơn nữa, khi đã biết đôi chút về đối phương cũng dễ dàng phán đoán chính xác quan hệ giữa mình cùng đối phương. Là kết thành đồng minh hay là hờ hững nhìn rồi cho qua, hay là chèn ép đối phương, hoặc hạ âm thủ chơi tới cùng, hạng người giống như Mã Vân Tiền, nếu tiếp tục không nghe lời thì phải nghĩ tới đường khác mới được, còn nghe lời thì xem như không nhìn thấy gì. Chủ tịch huyện Diệp khách khí rồi, ha ha. Lúc này Tôn Minh Ngọc tiếp một câu, vừa rồi Diệp Phàm khiêm tốn như vậy, dùng thân phận tiểu bối nói chuyện, mặc dù các vị đang có mặt đều hiểu được đây là chủ tịch huyện tiểu Diệp khiêm tốn, vừa đảm đương không nổi. Bằng không, người ngồi ở vị trí kia chính là chính mình, sao có thể đến lượt hắn. Tuy nhiên, các ủy viên thường vụ có mặt nghe xong trong lòng khá thoải mái. Làm người tất nhiên thích nghe lời thổi phồng, biết rõ là giả nhưng cũng thích nghe, tính người vốn thích hư ảo mà. Các ủy viên thường vụ khác sau khi nghe Tôn Minh Ngọc Bộ trưởng lên tiếng cũng mỉm cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi Diệp Phàm, tỏ vẻ giao hảo. Từ tình hình mấy ngày nay cho thấy, huyện chúng ta có vài phương diện có tình hình khá nghiêm trọng. Chủ yếu là thiếu tiền, không có tiền, thì có rất nhiều việc vốn có thể làm được giờ cũng không thể làm được. Tổng hợp lại tất cả các tình huống của các phương diện, tôi đưa ra kế hoạch bước đầu. Diệp Phàm nói đến đây liền từ trong cặp ra lấy ra một xấp tài liệu, phát cho từng ủy viên thường vụ mỗi người một phần. Trong phòng hội nghị tiếng lật sách vang lên không ngừng. Kế hoạch của tôi dựa vào đặc trưng của từng xã, thị trấn ở Ma Xuyên chúng ta làm cơ sở, lấy việc phát triển các cơ sở hạ tầng làm ngòi dẫn đẩy nhanh kinh tế toàn huyện. Xã Kháo Sơn Chuân Tử che trúc đặc biệt nhiều, vậy nên lấy che trúc làm cơ sở cho nguồn nguyên vật liệu, phát triển các ngành nghề có liên quan đến che trúc, tỉ như xây dựng nhà xưởng làm ra các sản phẩm từ che trúc. Diệp Phàm nói đến đây cố ý tạm dừng một chút, hắn đang đợi các ủy viên thường vụ khác cho ý kiến hoặc đưa ra cách nhìn nhận vấn đề. Quả nhiên, bí thư đảng quần chúng vì bất lý ngồi không yên, hỏi. Chủ tịch huyện Diệp, suy nghĩ của cậu tốt lắm, tuy nhiên, cũng không có gì mới mẻ, các vị ngồi đây đều đã nghĩ qua. Che trúc của xã Kháo Sơn Chuân Tử nhiều như biển nên được gọi là hải trúc, người vừa đi vào đó chỉ thấy đầy trời đều là trúc. Chỉ có điều, con đường xã Kháo Sơn Chuân Tử kia chủ tịch huyện Diệp cũng đi qua, nghĩ rằng cũng đã cảm nhận được cảm giác mệt nhọc, nỗi khổ khi ngồi xe. Cho là dân địa phương Ma Xuyên cũng chịu không nổi, thì càng không cần phải nói đến người từ bên ngoài đến, và thương nhân bên ngoài nữa. Hơn nữa, mạch núi thiên xa kia như bức tường trời sinh thiên tường, gây ra cách trở cho giới thương nhân khi muốn đến đầu tư xây dựng nhà máy, khiến tất cả người dân Ma Xuyên chúng ta bị ác mộng. Thế nên nói đó là ác mộng thì tuyệt không nói quá chút nào. Đúng vậy, thiên tường, có bức thiên tường này Ma Xuyên muốn tiến bộ, muốn phát triển cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói. Thương nhân bên ngoài vừa nghe đến bức thiên tường này đã biến sắc. Mấy năm trước, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện Tống Bình, mất sức của chín châu hai hổ, vất vả lắm mới mời được vài người khách là thương nhân tới Ma Xuyên chúng ta. Người ta vốn chuẩn bị đến Ma Xuyên xây nhà máy gì đó. Sau đó vừa nhìn thấy bức thiên tường kia, tất cả sợ tới mức phải bỏ chạy. Nói là chỉ riêng bức thiên tường đó thôi đã khiến chi phí vận chuyển lên rất cao, khiến giá thành bị đẩy lên cao theo, doanh thu vốn không kiếm được nhiều đồng lời, giờ bị chi phí vận chuyển nuốt gần hết. Hơn nữa, xe vận tải với tải trọng nặng sẽ rất không an toàn, giá cả so với các địa khu các khu huyện cũng khác, nhà xe cũng không muốn chuyên chở qua thiên tường. Nói là hàng hóa vận chuyển qua thiên tường ít, mặc dù là giá có cao một chút, nhưng bọn họ vẫn cho là không có lời, cái đáng sợ hơn nữa không nằm ở trong này. Bởi vì thiên tường hàng năm đều vô cớ lấy đi mấy chục sinh mạng vô tội, tiền tuy nói quan trọng, nhưng so với mạng thì không bằng. Cuối cùng, vẫn không giữ được khách, những người khách này sau khi vượt qua thiên tường lòng đầy sợ hãi, đứng tại thị trấn Quy Nguyên nhìn dãy thiên tường cao ngất chập trùng trong mây nói, con mẹ nó, bố mày sẽ không bao giờ đến cái địa phương quỷ quái này nữa. Mảnh đất chó má. Lúc này, đồng chí bí thư Thiết Đông của thị trấn Thanh Sơn không kìm nổi mắng vài câu lời thô tục, khiến các ủy viên thường vụ khác cười ha ha trong phòng họp. Các anh đừng cười, câu nói đó do một người khách nói, tôi chỉ là thuật lại một chút mà thôi. Thiết Đông sau khi nói xong, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, ý gì thì không cần nói cũng đã biết. Ha ha,
thiên tường, đích xác là đáng sợ. Tôi ngày đầu tiên tới đó, cũng lo lắng không yên khi lái xe. Tuy nhiên, tôi cũng quan sát qua, con lộ núi Thiên Sa chủ yếu là do quá hẹp. Phỏng chừng mặt đường chỉ rộng khoảng 5 mét, tính luôn hai vệ đường cũng sẽ không vượt quá 7 mét. Hai chiếc xe nếu qua mặt nhau cùng một lúc thì sẽ qua không lọt, bởi vì vệ đường nhỏ hẹp nên khá nguy hiểm, rất dễ lật xe. Thường thì phải lui đến ngã quẹo mới qua được mặt nhau, cứ như vậy, vấn đề mới xảy ra. Có vài xe khi lui ngược lại do không cẩn thận phải lui đến mấy trăm mét, trượt xuống vách núi thế là mất tính mạng. Thường khi gặp phải tình huống này, ai cũng không muốn lui. Như vậy cứ thế cầm lái mà tiến lên phía trước, trên thực tế xe không được mấy chiếc, nhưng kẹt xe thì khá nghiêm trọng. Điều này cũng là một trong những cửa ải khó khăn khiến cho hàng hóa của Ma Xuyên chúng ta không thể thuận lợi vận chuyển ra bên ngoài. Diệp Phàm cũng nói ra cái nhìn của chính mình đối với thiên tường. Chủ tịch huyện Diệp nói sao dễ nghe, tôi đây muốn hỏi một chút, anh có thủ đoạn bịp bợm gì để có thể sử dụng che trúc của xã Kháo Sơn Chuân Tử gọi tới Kim Phượng Hoàng? Mồm mép thì ai không biết nói, kéo khách tới thiết lập nhà máy mới đúng là vàng thật bạc thật, hừ. Tiếng hừ lạnh này không ngờ từ cạnh cửa truyền đến. Tất nhiên là Mã Vân Tiền sau khi băng bó xong đã quay về phòng họp đúng lúc. Thằng nhãi này kỳ thật đã sớm nhẹ nhàng đẩy cửa đứng nghe từ nãy giờ, lần này dường như bắt được điểm yếu của Diệp Phàm, cho nên, đột một tiếng vào há mồm nói, khiến cho các ủy viên thường vụ khác nhíu mày, cảm thấy thằng nhãi này đúng là làm mất thể diện của ủy viên thường vụ quá. Ha ha, chủ nhiệm Mã hỏi rất chính xác, biện pháp không phải không có, chỉ xem các vị ngồi đây có ủng hộ không thôi. Diệp Phàm sau khi nói xong quét nhìn mọi người một lượt. Trước tiên hãy nói tính toán của anh ra đi. Vì bất lý lên tiếng, gã sẽ không mắc mưu, nóng máu mà hứa hẹn lung tung. Tôi đã liên hệ được một người khách Nhật Bản, nghe nói nơi này chúng ta có rất nhiều che trúc, một tuần sau sẽ đến xã Kháo Sơn Chuân Tử chúng ta xem xét. Có thể giữ chân khác được hay không vậy thì phải dùng thực lực nói chuyện. Phỏng chừng nguyên vật liệu hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề lớn còn lại nằm ở núi Thiên Sa và con lộ xã Kháo Sơn Chuân Tử. Mấy ngày hôm trước tôi đã dặn dò bí thư và chủ tịch xã này rồi, tính tích cực của bọn họ cũng rất cao. Nghe nói ngày hôm sau đã cho phát động, tự lực cánh sinh, sửa đường rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói là chắp vá một chút ở mặt đường, đổ chút đá vụn lắp bằng mà thôi. Mà con lộ núi Thiên Sa đó vẫn là mấu chốt nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu. Cho nên... tôi hy vọng các ủy viên thường vụ có mặt đều ủng hộ công tác của tôi, đầu tiên phải sửa xong mặt lộ, giờ cũng gần Tết rồi, chúng ta phải tranh thủ sửa chữa mở rộng mặt đường. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng, nói. Sửa chữa một chút là chuyện làm được, mở rộng thì phiền toái đây. Mấy ngày hôm trước tôi đến địa khu, chạy một vòng xa lơ xa lắc, cục trưởng Ngô cục giao thông địa khu nói là năm nay kinh phí toàn bộ đã dồn cả vào con lộ từ La Châu đến Thủy Châu rồi. Cho nên, năm nay huyện chúng ta trên cơ bản phải dựa vào chính mình thôi. Nhưng, thật ra bí thư Trang có cấp cho huyện chúng ta 300 ngàn, là kinh phí mua thuốc nổ nên có thể dùng tạm, chỉ có điều, chỉ chút thuốc nổ đó thì nổ tung được bao nhiêu. Chu Phú Đức trầm mặt nói. Bí thư Trang không thể cấp thêm chút nữa sao? Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tề Quy Vân thốt lên hỏi. Cấp nhiều hơn, nói thật với mọi người. 300 ngàn tiền mua thuốc nổ này là do bí thư Trang người ta nể nang chủ tịch huyện Diệp mới cấp, là rút riêng từ quỹ bí thư ra, không dễ dàng gì. Chu Phú Đức cũng không biết tâm tư nghĩ gì, không ngờ lại mịt mờ tâng bốc Diệp Phàm một hồi. Vài ủy viên thường vụ nghe y vừa nói như vậy, lập tức ánh mắt lại mịt mờ nhìn Diệp Phàm quét qua vài cái, trong lòng đều đang nói thầm, chẳng lẽ chủ tịch huyện Diệp thật đúng là thân tín của bí thư Trang? Bằng không? Sao phải rút kinh phí từ trong quỹ bí thư ra? Kỳ thật, mỗi huyện đều có quỹ chủ tịch huyện và quỹ bí thư, khoản tiền này bề ngoài nói là do bí thư chủ tịch huyện chi phối, dùng cứu cấp cho địa phương. Trên thực tế ở các nơi, bí thư chủ tịch huyện toàn bộ đều đem quỹ do quốc gia thiết lập này biến thành hầu bao riêng. Tiêu phí phỏng chừng đại bộ phận đều dùng cho việc tư, sống phóng túng, chi vô lối. Trên thực tế biến thành quỹ đen cá nhân. Chỉ khác ở chỗ quỹ đen có phê chuẩn thôi. Y như thế, địa khu và tỉnh đều có. Bí thư Trang đồng ý rút tiền ra từ quỹ của mình, việc này nếu là thật thì đích xác có thể thấy được y và chủ tịch huyện Diệp quan hệ khá thân. Tất nhiên, những người như Mã Vân Tiền, vì bất lý trong mắt tất lộ ra sự đố kỵ. Chúng tôi cũng muốn tu sửa con đường kia, tuy nhiên,
không có tiền cũng chỉ là không tưởng, ôi. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc cũng thở dài. Kỳ thật làm Phó Chủ tịch Thường trực huyện của một huyện nghèo, ngày tháng cũng không dễ sống, mắt thấy khi đến địa khu họp, người ta các Phó Chủ tịch Thường trực huyện khác tiêu tiền thẳng tay, bản thân mình thì chi tiêu rẻ sẻn, vào tiệm ăn cũng luôn phải đắn đo, Phương Hồng Quốc không buồn bực mới là lạ. Phòng tài chính huyện một đồng cũng không chi, một chút so với không có cũng vẫn tốt. Đỗ Tiểu Lan Bộ trưởng Ban Tuyên giáo đột nhiên phát biểu một câu. Trưởng Ban Đỗ, phòng tài chính huyện của chúng ta vốn là cái vỏ rỗng không, hiện tại ấy à ha ha, phỏng chừng còn phải gánh thêm khoản nợ lớn, các vị về sau đừng hy vọng có thể xin được khoản chi nào từ phòng tài chính huyện. Mã Vân Tiền đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, cười rạng rỡ. Vui vẻ vì người khác gặp họa. Diệp Phàm hận không thể tiến lên tát cho lão tiểu tử một cái tát tai, Phương Viên kỳ thật cũng không khác gì, trong lòng còn âm thầm hối hận, ánh mắt mịt mờ quét nhìn thằng nhãi kia liếc mắt một cái, thầm nghĩ lần sau có cơ hội nhất định sẽ dạy cho gã một bài học mới được, bằng không, rất khó mà hả cơn giận. Mã Vân Tiền nói, ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên là chỉ việc Diệp Phàm ở xã Kháo Sơn Chuân Tử và xã Kim Đào chi khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Mã Vân Tiền lần này đã trúng thiết bản rồi. Lời gã nói vừa mới dứt, liền nghe thấy một âm thanh uy nghiêm mà quen thuộc hừ lạnh truyền đến. Lão Mã ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Phú nước mặt âm trầm đen như mực. Trong lòng sửng sốt thầm nhủ, quái, tôi nói họ Diệp kia tiêu tiền lung tung, lão Chu hừ cái gì? Ông đúng ra phải đứng ra cùng ta phê phán thằng danh này mới đúng, thằng danh này thật không ra gì cả, tiền của huyện toàn bộ đều trở thành tiền tư, muốn chi như thế nào thì chi như thế đó. Biết rõ không có tiền. Còn muốn chúng ta mắc nợ, cái gì vậy? Lão Mã tất nhiên không rõ, vừa rồi khi y đi băng bó, Chu Phú Đức vì đối phó với lão đối đầu Phương Hồng Quốc, đối với chuyện chủ tịch huyện Diệp Phàm làm ở xã Kháo Sơn Chuân Tử và xã Kim Đào đều cực lực khích lệ. Đó là Chu Phú Đức mịt mờ thừa nhận Diệp Phàm làm đúng, bằng không sao khích lệ. Cho thấy Chu Phú Đức đồng ý, tất nhiên, cái này cũng vì Chu Phú Đức muốn lôi kéo đồng chí Diệp Phàm. Phòng ngừa hắn cùng lão oan gia Phương Hồng Quốc kết bè kết đảng thôi, kỳ thật Chu Phú Đức trong lòng thịt đau muốn chết, sớm thầm mắng Diệp Phàm trong bụng. Chu Phú Đức cũng đồng tình, Mã Vân Tiền ông nói gì chứ, lúc này rõ ràng không phải lúc cần mắng Diệp Phàm xử lý vài chuyện không thỏa đáng, tiêu tiền lung tung. Từ phương diện khác mà nói, không phải đang đánh vào mặt bí thư Chu Phú Đức sao? Khó trách Chu Phú Đức kia sắc mặt khó coi. Phương Hồng Quốc vừa thấy. Đoán Mã Vân Tiền còn chưa biết vừa rồi Chu Phú Đức mịt mờ khen ngợi chuyện Diệp Phàm làm, hình như việc này tuyệt đối là cơ hội tốt. Thằng nhãi này tinh thần lập tức tỉnh táo, giả vờ nói. Lão Mã, không thể nói như vậy, chủ tịch huyện Diệp cũng là vì nhân dân cả huyện. Điểm xuất phát là tốt, mặc dù là có chi một chút tiền, nhưng cũng vì an toàn của bọn nhỏ cùng với việc năm sau dân chúng bán đảo được giá hơn. Tất cả có nguyên nhân cả, chúng ta nên rộng lượng một chút. Ý đồ của Phương Hồng Quốc khá rõ ràng, biết Mã Vân Tiền nghe xong tuyệt đối sẽ phản pháo. Mã Vân Tiền thằng nhãi này quả nhiên trúng kế, lập tức phát hỏa, lớn tiếng phản bác nói. Một chút tiền, gần 2 triệu đấy, huyện chúng ta cả năm tài chính và thuế vụ thu vào không tới 8-9 triệu, 2 triệu chiếm gần 1/3, còn gọi là con số nhỏ. Chẳng lẽ chủ tịch huyện Diệp đem tiền của cả năm sau toàn bộ chi ra hết thì mới gọi là con số lớn? Đều tiêu xài như vậy. Cán bộ công nhân viên chức huyện chúng ta sang năm chắc toàn bộ sẽ được ăn không khí. Kỳ thật Mã Vân Tiền cũng không ngu, y biết rõ Chu Phú Đức cùng Phương Hồng Quốc có ân oán, chỉ cần Phương Hồng Quốc mở miệng, bản thân đứng ra làm lớn chuyện lên, Chu Phú Đức tuyệt đối sẽ đứng về phía mình, hung hăng đối phó với họ Phương. Mã Vân Tiền bên ngoài phản bác Phương Hồng Quốc, kỳ thật ý không ở trong lời, đương nhiên là phát pháo đánh vào chủ tịch huyện Tiểu Diệp, điều này, ai ngồi ở đây nghe mà không hiểu. Tuy nhiên, lần này Mã Vân Tiền nhất định tính sai rồi, Chu Phú Đức thiếu chút nữa nổi nóng, thầm nghĩ, đồ ngu, vừa rồi sao không ngã cho chết đi, còn trở về làm mất mặt làm gì không biết. Chuyện bố mày quyết định rồi lại bị mày đến đâm trọt, gì ý đây? Cho nên, hắng giọng một tiếng, mặt bàn bị gã gõ vài nhịp, vung tay lên, thằng nhãi khí phách lại nổi lên, kêu lên. Làm loạn đủ chưa lão Mã, đủ rồi thì nghỉ ngơi đi, chân anh đứng lâu không tiện. Chương 803, cả quyết 1.2. Chu Phú Đức sau khi nói xong, nhìn ra bên ngoài cửa gọi. Tiểu Chu, vào đi, dìu chủ nhiệm Mã ra ngoài,
bảo ông ta đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận, xem có phải xương đùi bị tổn thương hay không. Nếu bị thương thì phải kiểm tra kỹ lưỡng, không thể qua loa. Tôi không sao. Mã Vân Tiền vừa mới hô lên đã bị thư ký Chu túm lấy kéo ra ngoài. Bởi vì thư ký Chu biết sếp tức giận, cho nên xuống tay khá nặng. Lão Mã đi đứng không tiện, hơn nữa tuổi đã trung niên, lại thêm mất sức cả ngày lẫn đêm vất vả cày trên bụng của đàn bà, nên thân thể gầy gò. Hiện tại thì phỏng chừng chỉ còn lại bộ xương khô. Cho nên, thằng nhãi này rằng co vài cái nhưng vẫn không lại thư ký Chu cao to lực lưỡng, dương khí cường thịnh, thế là giống như con chó bị tóm cổ kéo ra ngoài vậy. Tuy nhiên, sau khi xuống lầu thì bị vài cán bộ ở huyện nhìn thấy, còn tưởng là chủ nhiệm Mã có lẽ là bị người cắn bậy nên mới ra hình dạng bi thảm thế này. Tất nhiên, Mã Vân Tiền lại trở thành đề tài đàm tiếu cho các cán bộ nhỏ ở huyện khi trà dư tửu hậu. Được rồi, nói vào chuyện chính đi. Như vậy đi, con lộ thiên tường kia thì khẳng định là phải được tu sửa, sẽ do tất cả chúng ta, các ủy viên thường vụ có mặt ở đây phụ trách. Mỗi một ủy viên thường vụ đều phải nghĩ ra biện pháp, hợp mưu hợp sức, một người bỏ ra 100 ngàn, con số này không nhiều lắm nên tin rằng các vị nếu đã có khả năng ngồi ở vị trí này thì 100 ngàn hẳn là không quá khó để tìm về. Cá nhân tôi dẫn đầu làm gương, bỏ ra 300 ngàn. Như vậy hợp lại, phỏng chừng cũng có hơn 2 triệu, cộng thêm con số 300 ngàn mà bí thư Trang cấp cho dùng mua thuốc nổ, huyện lại chúng ta sẽ đến ngân hàng vay thêm mấy trăm ngàn nữa. Gom góp vào cũng gần đủ 3 triệu đủ để tự lực cánh sinh, mở rộng và tu sửa con lộ thiên tường. Chu Phú Đức khí phách vô cùng, nói xong đưa tay đấm một quyền lên bàn. Vừa nói dứt câu, các ủy viên thường vụ khác toàn bộ mặt tỏ vẻ cay đắng, tuy nói dựa vào các mối quan hệ của bọn kiếm về 100 ngàn thì khả năng kiếm về được là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cũng không được dễ dàng như Chu Phú Đức nói. Bản thân Chu Phú Đức đến địa khu, cùng lắm đập bàn vài cái là có thể kiếm ra 300 ngàn, cũng không phải đặc biệt khó khăn, còn những người khác thì khác, khá phiền toái. Đương nhiên, như Tôn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không phải lo lắng, bởi vì y có trưởng ban tôn của địa khu chống lưng, dựa vào cái chức trưởng ban tổ chức địa ủy của bố y còn sợ không có người đem tiền đến tặng sao. Cho nên, Tôn Minh Ngọc vẻ mặt khá thoải mái ngồi nhìn thái độ mọi người. Vì bất lý, bí thư đảng quần chúng ngồi bất động không lên tiếng. Phỏng chừng với gã kiếm ra 100 ngàn cũng không phải khó khăn gì to tát, thằng nhãi này vì thế nên ngồi rất ngay ngắn. Chỉ trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan cau mày, tay đặt lên vùng dưới ngực, có vẻ giống như không được khỏe. Đó là bởi vì cảm thấy 100 ngàn này rất nhiều và khó kiếm. Ban tuyên giáo vốn chỉ là cái khung giống, phụ trách về các cơ cấu như văn hóa giáo dục, y tế nên nghèo sơ nghèo xác. Đi đâu kiếm ra 100 ngàn bây giờ, hơn nữa, Đỗ Tiểu Lan lúc trước ngồi vào được vị trí này cũng nhờ cái gọi là nữ quyền, đó là vào thời điểm đảng ủy địa khu hưởng ứng kêu gọi của đảng ủng hộ và nâng đỡ nữ cán bộ. Trên thực tế, cô không có chỗ dựa nào vững chắc sau lưng. Hơn nữa Đỗ Tiểu Lan lại là một phụ nữ tính tình cao ngạo, về giao tiếp cũng không ra sao, cho nên, việc này đương nhiên là khó khăn rồi. Tuy nhiên, việc này do bá vương vùng này, bí thư Chu một quyền đấm xuống ra lệnh nên cô cũng không thể đứng ra phản đối. Trừ phi cô không muốn làm chức trưởng ban tuyên giáo này nữa. Phương Hồng Quốc trừng mắt nhìn, sau chợt điềm tĩnh trở lại. Mặc dù chuyện 100 ngàn này cũng rất nặng ký, nhưng gã cũng sẽ không để cho đối thủ của mình là Chu Phú Đức chê cười. Tục ngữ nói bị đánh gãy răng cửa thì cũng phải nuốt vào trong bụng, chính là nói đến tình cảnh của Phương Hồng Quốc vào giờ phút này. Hừ, bố mày cũng kiếm ra 300 ngàn cho mày xem, đừng tưởng rằng chỉ một mình mày mới kiếm ra 300 ngàn rồi khoe khoang, tự đắc. Phương Hồng Quốc âm thầm cao ngạo nghĩ. Bởi vì Chu Phú Đức kia ánh mắt lơ đãng nhìn y liếc mắt một cái, hai người vốn là đối thủ của nhau, chuyện gì cũng đấu, thế nên việc này tất nhiên cũng không ngoại lệ. 100 ngàn, không nhiều lắm, tôi bỏ ra 200 ngàn. Bí thư Thiết Đông nhiệt của thị trấn Thanh Sơn nhiệt liệt hưởng ứng. Sau khi nói xong còn cố ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, y muốn nói bố mày đây, một bí thư đảng ủy của thị trấn cũng bỏ ra 200 ngàn, còn cậu Đường Đường là đại chủ tịch huyện, tôi xem cậu bỏ ra bao nhiêu. Thị trấn Thanh Sơn là thị trấn duy nhất được tham gia vào hội nghị thường vụ bí thư đảng ủy, đó là bởi vì thị trấn Thanh Sơn quả rất chói mắt, nổi danh ở khắp địa khu Đức Bình. Tất nhiên là bởi vì mỏ đồng. Hơn nữa, Thiết Đông bản thân người này giao tiếp cũng rất rộng, người cũng có năng lực. Tất nhiên, có tiền là có giao hảo.
chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Viên tất nhiên không có dị nghị gì, việc này là giúp Diệp Phàm, y làm thế nào cũng phải kiếm ra tiền. Ha ha, cảm ơn các vị, đặc biệt là Bí Thư Chu, Bí Thư Thiết đã ủng hộ. Nếu Bí Thư Thiết ủng hộ 200.000 thì tôi cũng phải tỏ thái độ, tôi bỏ ra 250.000. Diệp Phàm cười nói, thản nhiên đối mặt với Thiết Đông. 250.000 này đương nhiên cũng có cách nghĩ riêng, bởi vì Chu Phú Đức hứa bỏ ra 300.000, đương nhiên bản thân hắn không thể bỏ ra nhiều hơn, vượt qua y, như vậy sẽ làm mất phong thái lãnh đạo của y. Người ta Chu Phú Đức là đại biểu đảng, bản thân hắn có nói sao đi chăng nữa cũng không thể so với đại biểu đảng. Mà bản thân lại là chủ tịch một huyện, tất nhiên so với Thiết Đông, một bí thư thị trấn thì không thể thua kém, tuy hắn cũng là ủy viên thường vụ. Cho nên bỏ ra 250 là hợp lý, không cao cũng không thấp. Tức thật, bố mày vừa rồi sao không nói 500.000, bằng không, đã nghẹn chết tiểu tử này rồi. Thiết Đông trong lòng thầm mắng một câu, cũng biết được mặc dù thị trấn Thanh Sơn có tiền nhưng cũng không thể làm mất hào quang của lão Chu được. Các người đều là người có tiền, một trưởng ban chỉ huy quân sự như tôi sẽ không đến góp vui, ha ha. Tề Quy Vân nhìn Chu Phú Đức liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Nói ra thì, chỉ có một mình trưởng ban chỉ huy quân sự huyện này không quan tâm đến Chu Phú Đức, người ta khoát lên mình chiếc áo da hổ ban chỉ huy quân sự. Thêm nữa Tề Quy Vân là do phân khu của quân đội địa khu trực tiếp điều xuống, cho nên, bí thư Chu Phú Đức quản y không được. Y tất nhiên cũng không sợ Chu Phú Đức. Hơn nữa Tề Quy Vân cùng phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc có quan hệ khá tốt, cho nên, lần này đứng ra mịt mờ phát biểu đề nghị phản đối Chu Phú Đức. Nhìn từ phương diện khác mà nói thì đang mịt mờ ủng hộ bạn tốt là Phương Hồng Quốc. Ha ha lão Tề, quân đội phân khu dầu nứt khố đổ vách, ông đi một vòng rồi quay về bảo đảm kiếm được nhiều như nồi cơm của Thạch Xanh. Chu Phú Đức trong lòng sửng sốt, lập tức bật cười ha ha nói, còn Tề Quy Vân thật có chút đau đầu. Ha ha, quân đội phân khu Đức Bình cũng không phải nhà của tôi, hơn nữa, huyện chúng ta có năm nào mà không đi xin trợ cấp chút tiền, người ta sớm thấy phiền rồi. Tư lệnh Phượng nói rồi, Quy Vân ơi, năm nay đừng đến nữa đấy, chọc ông đây tức giận thì sẽ một cước đá cho bay đến tận thiên tường làm mồi cho chó mèo. Tề Quy Vân bật cười ha hả, nói ra một câu khiến Chu Phú Đức căm tức không ngừng, lạnh lùng hừ nói. Chẳng lẽ bộ đội các người sẽ không đi qua núi Thiên Sa nữa? Ha hả, chúng tôi rất ít đi, một năm không vượt quá vài lần, chỉ đi vào thời điểm trưng binh. Hơn nữa, chính quyền địa phương ủng hộ công tác kiến thiết quốc phòng là chuyện hoàn toàn chính đáng. Nếu không có quân giải phóng anh dũng như chúng tôi thì quốc gia sao thái bình ổn định. Hơn nữa, trước kia số lần sửa đường của các đồng chí quân đội phân khu vì Ma Xuyên chúng ta còn chưa đủ nhiều sao. Tôi thì nhớ rõ, năm trước quân đội phân khu từng phái hơn 10 chiếc xe đến giúp chúng ta sửa đường, vận chuyển đồ vật, và còn có thêm chiếc máy xúc nữa chứ. Bí thư Chu, những thứ đó nếu ông thấy không là gì thì năm nay không cần phải phiền đến bọn họ làm chi. Đức Bình chúng ta không chỉ có Ma Xuyên là một huyện nghèo, dù sao cũng phải trừ lại chút canh cho huynh đệ huyện khác chứ. Tề Quy Vân không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì đến Chu Phú Đức muốn dùng thế mạnh áp chế cũng không tìm được cớ. Ha ha, trưởng ban Tề, không thể nói như vậy. Đảng đã từng nói qua, không sai, chính quyền địa phương phải ủng hộ quân đội làm công tác kiến thiết. Nhưng cũng có nói thêm một câu, đó gọi là quân dân cùng xây dựng có phải hay không? Như vậy, mới có thể thể hiện tình quân dân như tình cá với nước, thời chiến tranh, nếu không có mấy ngàn vạn dân ở phía sau tiếp vận lương thực, nước uống thì trận chiến đó đánh như thế nào? Cho nên, quân đội không rời khỏi địa phương tất nhiên cũng không rời khỏi quân đội. Giữa quân dân luôn giúp đỡ cho nhau, tuy hai mà một, mới có thể chung tay kiến thiết quốc gia giàu đẹp. Diệp Phàm thấy cứ thế này thì hơi không ổn. Tề Quy Vân chỉ khai pháo, nếu người này lôi kéo được các ủy viên thường vụ khác đang có mặt thì toàn bộ sẽ phản pháo, đại kế sửa đường xem như bị phá sản. Cho nên, tất nhiên cũng đứng dậy, ủng hộ Chu Phú Đức. Đương nhiên, nghe xong trình bày và phân tích của Diệp Phàm, trong lòng Chu Phú Đức khá vừa lòng, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khen ngợi, tỏ vẻ cảm ơn. Diệp Phàm tất nhiên cũng hơi hơi gật đầu, hai người như hiểu lòng nhau. Hai sếp lớn Ma Xuyên tạm thời liên minh phản Tề. Tôi thấy cũng không nên ép buộc. Vừa rồi trưởng ban Tề cũng nói qua, quân đội phân khu của địa khu hàng năm đều chi trợ cho Ma Xuyên chúng ta khá nhiều. Năm nay Tư lệnh Phượng đã nói như vậy,
nếu lại đi làm phiền người ta chỉ sợ sẽ khiến cho người chán ghét, vẫn còn nhiều thời gian, năm nay không được thì sang năm lại đi, cách nhau một năm thì Tư lệnh Phượng sẽ không nói thế nữa. Nói gì thì Tư lệnh Phượng người ta là ủy viên thường vụ địa ủy, nếu làm cho người ta nổi giận lôi đình thì số phận của Ma Xuyên cũng không được may mắn cho lắm. Phương Hồng Quốc không ngờ cũng tham gia vào, đứng về phía Tề Quy Vân mà nói. Trong phút chốc hình thành thế cục hai cặp đối nhau, các ủy viên thường vụ có mặt kỳ thật đều không hài lòng vì nhiệm vụ ép buộc mà Chu Phú Đức áp chế phân phối cho mọi người. Tuy nhiên cũng ngượng ngùng khi mở miệng, tất cả đều đứng một bên xem náo nhiệt, hy vọng tập đoàn Tề Phương có thể làm rối mọi thứ, dứt khoát ném cho được cái nhiệm vụ 100.000 kia là tốt nhất. Đương nhiên, hy vọng mà mọi người ôm cũng không nhiều, hai sếp lớn kết hợp quá ăn ý và chặt chẽ. Căn bản là Tề Quy Vân trưởng ban chỉ huy quân sự cộng thêm Phương Hồng Quốc phó chủ tịch thường trực huyện, cả hai không có khả năng ngăn cản. Hừ, các ủy viên thường vụ có mặt có ai không khó xử. 100.000 tưởng dễ kiếm lắm sao? Đương nhiên là khó kiếm rồi. Nhưng mọi người phải nghĩ, chúng ta là ai? Chúng ta là một trong số các thành viên trong bộ máy lãnh đạo của huyện Ma Xuyên này. Chúng ta ai cũng đều ra sức khước từ, còn nói gì đến chuyện mong cầu cho Ma Xuyên phát triển. Các đồng chí, không cần có tâm lý sợ khó, cho tới bây giờ đảng vẫn dạy chúng ta phải đối diện khó khăn, chứ không phải vừa thấy khó khăn đã nghĩ đến tránh né hoặc lui về phía sau. Trên chiến trường luôn có quy củ, điều này tin rằng lão Tề rõ nhất, làm đào binh thì sẽ bị bắn chết. Chu Phú Đức nói thao thao, đến chết chốc cũng được đem ra làm ví dụ. Đảng tuy rằng dạy chúng ta phải đối diện khó khăn, nhưng cũng nói phải biết lượng sức mà đi, không thể mù quáng lên ngựa. Như vậy là làm ngược lại hoàn toàn bộ ủy viên thường vụ chúng ta đều đi đòi tiền, phải không là một đám ăn mày thì là gì? Tề Quy Vân so sánh nói, thiếu chút nữa làm cho mọi người cười vang, tất nhiên, mọi người không cười mà chỉ thấy khó chịu. Lão Tề ơi, nghe ông nói như vậy, huyện chúng ta sắp thành ổ ăn mày rồi sao? Phương Hồng Quốc ngay sau đó còn bồi thêm một câu, Chu Phú Đức vừa nghe, liền muốn phát tác, lập tức hừ nói. Không cần nhiều lời. Cứ như vậy mà làm. Được rồi, tôi lượng sức mà đi, có thể được bao nhiêu thì con số không tính trước được, đến lúc đó cũng đừng trách tôi. Tề Quy Vân lạnh lùng buông một câu xuống, mặt đanh lại. Phỏng chừng bị thái độ hống hách của Chu Phú Đức làm cho tức giận. Ha ha, tôi tin tưởng năng lực của trưởng ban Tề. Nếu quân đội phân khu không ủng hộ tiền, thì có thể ủng hộ một vài công cụ để mở rộng quốc lộ, tỉ như xe nâng, máy xúc. Thậm chí xe tải giúp chúng ta chở người đến công trường cũng được, cái đó cũng được coi là ủng hộ có phải hay không. Diệp Phàm lên tiếng giảng hòa, đương nhiên cũng không muốn lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ lại sẽ khiến cho Tề Quy Vân kỵ hận mình. Tuy nói trưởng ban chỉ huy quân sự không nhiều quyền lực lắm, nhưng trong tay y vẫn có quyền, nếu thực sự phân cao thì đúng là phiền toái cũng không nhỏ. Công cụ mở đường, đến lúc đó sẽ nói sau. Tề Quy Vân quét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Thản nhiên gật gật đầu, cũng không biết trong lòng nghĩ gì. Đoán chắc với Diệp Phàm đã sinh ra một chút khúc mắc nho nhỏ. Chuyện sửa đường hy vọng các vị có thể bắt nhanh thời điểm, thương nhân người Nhật Bản cuối tuần sẽ đến, tính toán của tôi là tranh thủ nội trong một tuần có thể động công bắt đầu. Thực tế không được thì cũng phải tu chỉnh một chút, tranh thủ nội trong tuần sau khởi công, nội trong tuần này phải trình ra phương án cụ thể. Thời gian không đợi người, nhất định phải hoàn thành trước Tết, bằng không. Nếu đợi sang năm thì nhiệt huyết của mọi người tan biến hết. Đương nhiên, mặc dù là góp lại được 3 triệu, đối với con lộ vòng qua núi Thiên Sa dài đến hơn 160 km mà nói thì như muối bỏ biển. Phỏng chừng dồn vào đó cũng không đi tới đâu, cho nên, tôi còn có tính toán khác, đó là phát động dân chúng cả huyện cùng nhau sửa đường, chính phủ chúng ta cung cấp thức ăn, công cụ, bọn họ bỏ công bỏ sức. Các vị ủy viên thường vụ phân công nhau ra phụ trách mỗi người một đoạn. Mỗi xã tính theo tỷ lệ đầu người do chủ tịch xã dẫn đầu tạo thành từng tổ phụ trách từng đoạn đường cần sửa, bỏ ra nhân công nhất định. Gần đây tôi có đi khảo sát qua vài xã, đối với chuyện sửa đường quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tình nguyện bỏ ra chút công lao động. Nếu phương pháp này khả thi thì số tiền 300.000 chúng ta góp lại kia có thể dùng vào nhiều việc hơn, có thể mua được nhiều thuốc nổ phá đá hơn. Diệp Phàm lại đưa ra một đề nghị mới. Chủ tịch huyện Diệp. Việc này nói thì thấy rất dễ làm nhưng khi làm thì lại là một công việc khá phức tạp. Tỉ như sắp xếp nhân công, điều phối, bảo đảm hậu cần, xe vận chuyển, quan trọng nhất là an toàn.
phải biết rằng tuy nói dân chúng tích cực hưởng ứng, nhưng bọn họ chưa từng làm qua công việc sửa đường, chỉ dựa vào chút sức thì cũng vô dụng, có những thao tác công việc cần đến chuyên môn và kỹ thuật. Tỉ như đào lỗ cho thuốc nổ vào, nếu thao tác làm không đúng, thuốc nổ bị làm cho nổ tung khiến cho họ bị thương, xe thì bị lật, khi đó sự cố xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó không phải mũ quan cũng mất hay sao? Vì bất lý mặt nhăn mày nhó, rõ ràng đang không ủng hộ phương án này. Kỳ thật người này ngại phiền toái, bản thân y là một bí thư đảng quần chúng dẫn đầu cả nhóm công nhân chịu trách nhiệm một phân đoạn nào đó thì cảm thấy rất mệt và vất vả, hơn nữa lại mất sức mà không thu được kết quả tốt. Nếu thật làm ra được thành tích, phỏng chừng đại công lao đều dồn cả cho chủ tịch huyện Diệp Phàm và bí thư Chu Phú Đức. Phỏng chừng lợi lộc nằm cả ở trên người Diệp Phàm, một bí thư quản công tác đảng như y thì có thể kiếm chắc được gì trong vụ này. Đúng vậy, việc này rất phiền toái, vì nhân công cần đến rất nhiều nên rất dễ xảy ra vấn đề. Trách nhiệm về vấn đề an toàn nặng như Thái Sơn, đừng nói là làm chết nhiều người, chỉ cần bị thương vài người thôi, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta cũng đền không nổi rồi. Đến lúc đó các sếp bên trên truy cứu trách nhiệm thì ai có thể đứng ra gánh được. Dù sao đội ngũ nhân công sửa đường của chúng ta không phải là đội ngũ chuyên nghiệp. Thiết Đông lên tiếng ủng hộ Vi Bất Lý ngay sau đó. Nói thế có nghĩa bên trong cái vấn đề an toàn, an toàn. Đến Chu Phú Đức cũng có chút do dự. Vấn đề an toàn một khi không an toàn thì e rằng cái mũ quan cũng trở nên không đảm bảo theo. Mũ mão trên đầu mình giờ đem vào thử nghiệm ở cái chuyện rách phá đường này hay sao, hiển nhiên là không có lời rồi. May mắn là gã Mã Vân Tiền kia không có mặt, bằng không gã đã sớm kêu lên từ nãy giờ rồi. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chúng ta có thể mời vài chuyên gia có kinh nghiệm thi công đến chỉ đạo hoặc giám sát, do các đồng chí bên phòng giao thông đường bộ huyện dẫn đầu, phân vùng phụ trách, như thế cũng có thể tạo ra tác dụng giám sát chỉ đạo nhất định. Tôn Minh Ngọc lên tiếng ủng hộ Diệp Phàm. Trưởng Ban Tôn, cái này có thể cam đoan an toàn 100% sao? Vì Bất Lý lạnh giọng hừ nói. Tôn Minh Ngọc tất nhiên không tiếp nói, câu nói cam đoan 100% khẳng định chẳng ai dám nói ra cửa biển rồi. Nếu cứ sợ như thế này thì còn làm gì được gì? Cứ mặc cho Ma Xuyên nghèo vĩnh viễn là được rồi, như vậy sẽ an toàn tuyệt đối, không làm gì thì đương nhiên an toàn rồi, hừ. Lúc này, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Viên thấy không ổn, thấy kiến nghị của Diệp Phàm sắp bị mọi người phủ quyết cho nên phát biểu một câu. Đồng chí Phương Viên nói rất có lý, chúng ta không thể vì sợ phiền phức mà cái gì cũng không chạm vào. Có câu nói ở cửa miệng nói thế này, người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ngồi trong nhà cũng có thể bị thứ gì đó từ trên trời rơi xuống nện vào người, huống chi là sửa đường, chúng ta sao có khả năng dám cam đoan 100%. Nhưng không thể vì vậy mà không làm. Chúng ta phải giám sát gắt gao vấn đề an toàn, phân rõ trách nhiệm thuộc trưởng nhóm, cứ vậy mà phân theo tầng theo lớp. Tỷ như một thôn là một tổ nhỏ, trách nhiệm sẽ do nhóm trưởng của tổ nhỏ này phụ trách. Bí thư chi bộ thì phụ trách vài thôn, chủ tịch xã phụ trách vài thôn lớn. Nắm vững từng công đoạn một, giám sát từng công đoạn một, tin rằng nhất định sẽ giảm được tối thiểu nhân tố không an toàn. Vì Ma Xuyên của chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta có thể vật lộn lần này. Diệp Phàm hào sảng nói. Vật lộn, vậy thành lập một bộ chỉ huy đi, mời chủ tịch huyện Diệp đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy trong lần tu sửa mở rộng con lộ của núi Thiên Sa. Chúng ta sẽ hiệp trợ chủ tịch huyện Diệp sửa đường, không biết chủ tịch huyện Diệp có dám ký vào biên bản chịu trách hay không. Vì Bất Lý nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hơi có vẻ châm chọc, hỏi. Chu Phú Đức đương nhiên không lên tiếng. Cái chức tổng chỉ huy nói ra thật dễ nghe nhưng trách nhiệm lớn ngất trời. Khi xảy ra sự cố thì biết khi lúc đó mọi người đem bảng cam kết gánh trách nhiệm ra, tất cả mọi người ai cũng có đường lui, chỉ mỗi tổng chỉ huy là mất mũ quan. Những người còn lại nhiều lắm chỉ bị cảnh cáo, ghi tội là cùng. Bí thư Chu, ngài thấy sao? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Ha ha, tôi già rồi, chức tổng chỉ huy này thanh niên các cậu làm sẽ tốt hơn. Chủ tịch huyện Diệp nếu là người khởi xướng chuyện sửa đường, vậy chức tổng chỉ huy này đương nhiên không phải cậu làm thì còn ai khác. Như vậy đi, tôi phụ trách công tác hậu cần là được, về chuyện chia công đoạn ra phụ trách thì dành cho các ủy viên đi. Chu Phú Đức cười, mặt dạn mày dày tranh phần công việc an toàn và dễ dàng nhất về phần mình tơ ước tiên. Các ủy viên thường vụ khác tuy rằng trong bụng thầm mắng không ngừng, nhưng do ngượng ngùng nên không thể cùng Chu Phú Đức tranh phần công việc khá thoải mái này.
Chương 804, thăm dò. Tuy nhiên, trong lời nói của Chu Phú Đức tất nhiên cũng mịt mờ ủng hộ kế hoạch toàn dân sửa đường của Diệp Phàm. Các ủy viên thường vụ khác cũng không có biện pháp gì để phản đối, nếu phản đối, thì bản thân mình không phải đã trở thành hòn đá cản đường sự phát triển của kinh tế huyện Ma Xuyên sao? Được, nếu bí thư Chu tín nhiệm tôi như vậy, tôi sẽ cố mà làm, sẽ đảm đương chức vụ tổng chỉ huy của Bộ Chỉ huy lâm thời. Ngày mai tôi sẽ gọi văn phòng ủy ban nhân dân huyện vạch ra phương án cụ thể, đến khi phương án đã hoàn chỉnh tôi sẽ trình cho các vị ủy viên thường vụ xem qua và thảo luận. Vấn đề của cơ sở thứ hai chính là vịn vào quả đào của xã Kim Đào, sản nghiệp tương quan có liên quan đến phát triển và quả đào. Tỷ như nhà máy đồ hộp phải có kho ướp lạnh vậy, vào khoảng tháng 7 tháng 8 năm nay, là thời điểm mà quả đào sẽ chín, áp lực đối với chúng ta khá nặng. Tôi hy vọng các vị ủy viên thường vụ ngồi ở đây đều có thể đứng lên bỏ ra chút khí lực, giới thiệu tìm kiếm khách đến mua quả đào của chúng ta. Cơ sở thứ ba chính là chủ tính xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến lá trà ở tại xã Chức Nữ, Ngưu Lang, khai phá trà thanh vụ của bản địa. Cuối tuần nếu rảnh tôi sẽ chuẩn bị đến Sở Nông nghiệp tỉnh một chuyến, xem thử xem có thể kiếm được hạng mục có liên quan đến khai thác lá trà không. Ngoài ra, Diệp Phàm nói đến đây chợt mịt mờ nhìn bí thư Thiết Đông của thị trấn Thanh Sơn liếc mắt một cái, sau nhấp ngụm trà cho thanh cổ họng. Cười nói, còn có một tính toán nữa, chính là ở thị trấn Thanh Sơn thành lập cơ sở gia công tinh luyện quặng và đồng chế phẩm. Diệp Phàm nói ra lời này, đương nhiên là muốn thử xem biểu hiện của Thiết Đông ra sao. Sau khi trải qua mấy ngày tìm được chút vết tích để lại có liên quan đến mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn, Diệp Phàm cảm thấy rất đáng hoài nghi. Chỉ có điều hiện tại bản thân còn chưa đi qua thị trấn Thanh Sơn, còn có nhiều thứ còn chờ tìm hiểu mới biết. Vấn đề thứ tư được đề cập này đơn giản chỉ là thả một viên đạn khói, xem Thiết Đông phản ứng như thế nào. Hừ, Chủ tịch huyện Diệp, muốn khai thác mỏ đồng của thị trấn Thanh Sơn thì phải trải qua thảo luận thông qua của hội nghị thường vụ huyện, hơn nữa khi ấy còn nói phải thông qua cục khai thác mỏ của địa khu phê chuẩn. Do chính quyền của thị trấn Thanh Sơn sẽ tự mình phụ trách, làm khoán từ đầu đến cuối. Một năm chỉ phụ trách nộp ngân sách 3 triệu tiền thuế và doanh thu. Cái địa phương đó, đã sớm được biết đến là căn cứ của mỏ đồng, tất gì phải chịu thêm một đấm, giờ phải lặp lại, tái kiến thiết cái gì gọi là căn cứ mỏ đồng. Huyện của chúng ta cũng không giàu có gì, chịu không nổi sức ép đâu. Thiết Đông kia môi mấp máy động, quả nhiên ngồi không yên, Diệp Phàm vừa dứt lời, thằng nhãi này đã là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Ừ, lúc trước có ký tên lên văn kiện chính thức. Hơn nữa, năm ngoái cũng có ký thêm ước định 5 năm. Những năm gần đây ủy viên thường vụ chính phủ của thị trấn Thanh Sơn cũng rất quan tâm đối với công tác quản lý mỏ đồng của thị trấn này, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Vốn trên huyện chỉ yêu cầu bọn họ nộp 3 triệu là được, bí thư Thiết hàng năm đều nộp nhiều hơn đều trên 5 triệu cả, có phải có chuyện này hay không đồng chí Thiết Đông? Bí thư đảng quần chúng vì bất lý cũng góp lời cho thêm náo nhiệt, trên mặt mỉm cười lộ vẻ khen ngợi. Tất nhiên là vì đồng minh mà trợ uy. Ừ, đúng là có bảng văn kiện này, tôi cũng có ký vào đó, đồng chí Thiết Đông làm không tồi chút nào. Chu Phú Đức nói lời mà cứ như búa tạ nện xuống vậy, Diệp Phàm tất nhiên không tiện nhắc lại. Hơn nữa, thằng nhãi này trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, suy nghĩ nói, chẳng lẽ Chu Phú Đức cũng có liên quan đến chuyện bên trong của mỏ đồng hay sao? Nếu quả thật là như vậy thì việc này sẽ rất phức tạp, cần phải cẩn thận một chút. Lần này mục đích thăm dò đã đạt được, nên cũng không tất yếu phải rằng co thêm. Vì thế cười nói, ha ha, nếu đã sớm trở thành căn cứ mỏ đồng rồi, vậy thì không cần thiết tái thành lập chi nữa, một là lãng phí, hai là cũng không cần thiết phải thế. Tin tưởng bí thư Thiết Đông sẽ tiếp tục quản lý tốt. Điều mà cuối cùng tôi muốn nói chính là ba căn cứ, quả đào, tre trúc, lá trà. Cả ba căn cứ này sẽ được xây dựng và hình thành nên khu vực tam giác có nền kinh tế phát triển đặc thù của huyện chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, phải làm sao nội trong vòng 2 năm phải gỡ bỏ được chiếc mũ là huyện nghèo nhất, xếp vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Kế hoạch này tôi gọi nó là công trình cởi mũ. Công trình cởi mũ, Chủ tịch huyện Diệp nói rất hay, chúng ta làm quan ai cũng sợ bị cởi mũ, tuy nhiên, chiếc mũ đứng nhất đếm từ dưới lên thì không phải là cái mà chúng ta thích. Thậm chí có thể nói nó khiến cho toàn thể cán bộ quần chúng huyện Ma Xuyên của chúng ta cảm thấy như trên đầu có cái mũ này là rất lấy làm sỉ nhục, chiếc mũ này chúng ta không cởi không được. Chu Phú Đức một quyền đấm lên mặt bàn, thình thịch một tiếng, hội nghị tuyên cáo kết thúc.
Từ tình hình của nhân vật số 1 Chu Phú Đức của hôm nay, đối với ba căn cứ đề xuất của Chủ tịch huyện Tiểu Diệp, thì tranh thủ cởi mũ được ông rất là ủng hộ. Các ủy viên thường vụ khác tất nhiên cũng không muốn phản đối, dù sao chuyện này sẽ khiến cho tất cả mọi người cùng có lợi, hơn nữa chính mình cũng không bỏ ra nhiều sức lực. Những chuyện không bỏ khí lực ra nhưng có thể nở mày nở mặt thì sao lại không vui vẻ mà đi làm. Buổi tối, Diệp Phàm giao việc cho Vương Phúc Học tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tổ chức cho nhân viên của văn phòng Ủy ban Nhân dân công tác suốt đêm để hoàn thiện kế hoạch của ba căn cứ và công trình cởi mũ. Đêm, đã 10 giờ, ở thị trấn Ma Xuyên này vào giờ như thế này thì rất khó nhìn thấy bóng người trên đường. Diệp Phàm lại đến nhà của Sa Tuyết Liên, làm mấy đĩa thức ăn sau đó cùng Phương Viên uống vài ly. Phương Viên, buổi sáng Mã Vân Tiền kia là do cậu hạ thủ đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười. Ừ, hơi đáng tiếc, lúc đó khi cái ghế nện xuống sao không nện cho mạnh một chút không biết, đập cho gãy một chân gã, xem lão khốn khiếp này còn hung hăng được nữa không, đúng là như thế thì nhẹ cho lão quỷ sắc này quá. Phương Viên cười nói. Còn nhiều thời gian, cơ hội có đầy, lão khốn khiếp thực sự đáng giận thật, khi nào cơ hội tới thì dứt khoát sẽ. Diệp Phàm đưa tay lên làm động tác cởi mũ. Ừ, tôi sẽ chú ý gã. Nghe nói người này tật xấu không ít, chỉ tội mua dâm thôi cũng đủ cho gã vào tù rồi. Tuy nhiên, có chút quỷ dị, gã sao có thể vẫn tung hoành đến tận giờ mà vẫn chưa bị gì. Phương Viên nhíu mày. Ha ha, trên đầu có thờ quý nhân, bằng không, phỏng chừng đã sớm xảy ra chuyện rồi. Diệp Phàm chỉ lên trên đầu, tất nhiên là chỉ Chu Phú Đức. Cái này thật kỳ quái, Chu Phú Đức rõ ràng biết được. Sao có thể đồng ý cho hạng phá gia này lắc lư ngay trước mắt? Nếu là tôi, thì tôi đã sớm một chân đạp cho gã tiến vào tù, còn cho gã ung dung ở bên ngoài lắc lư. Phương Viên cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Ha ha, con người ta ai cũng có chỗ đáng tin. Càn Long gia chẳng lẽ không phải là bậc quân chủ anh minh sao, nhưng vì sao ngài rõ ràng biết hòa thân là đại gian thần, đại tham quan mà vẫn còn tiếp tục sủng ái ông ta? Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, anh nói xem, đó là cách trị nước gì? Phương Viên hỏi và tỏ ra rất hứng thú. Rất đơn giản, Càn Long gia từng nói qua, hòa thân có tham hơn nữa thì của tham đó không phải của quốc gia, lại càng không thể chuyển sang Tây. Hơn nữa, Càn Long gia dùng rất nhiều khoản tiêu dùng, phỏng chừng tất cả đều từ tiền túi của hòa thân lấy ra. Hòa thân càng lợi hại, tất cả đều chi tới, vẫn không phải chuyện một câu nói của Hoàng thượng. Hơn nữa. Hòa thân người này cũng có một ưu điểm rất lớn, đó là ông ta tuy rằng gian, tham, nhưng đối với Càn Long cũng nhất mực trung thành, đó chính là điểm mà Càn Long gia thích nhất ở ông ta. Diệp Phàm cười, giảng giải nói, nghe thấy thế Phương Viên cũng gật đầu, thấy hình như cũng có chút đạo lý. Từ hội nghị thường vụ hôm nay, cậu có nhìn ra manh mối gì? Diệp Phàm nhấp một ly rượu hỏi. Hình như Chu Phú Đức rất biết che chở cho Mã Vân Tiền kia. Còn Vi Bất Lý cùng Thiết Đông hai người này có quan hệ không tồi. Phương Hồng Quốc cùng Chu Phú Đức hình như không thuận, Tề Quy Vân cùng Phương Hồng Quốc có mối quan hệ phỏng chừng cũng khá tốt. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc người này khá phức tạp, nhìn không ra ý nghiêng hướng về ai. Phỏng chừng tạm thời đứng ở vị trí trung lập, trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan nói rất ít, hình như bình thường trên cơ bản cũng không có mấy chuyện để nói. Nói đúng ra cô ta cũng sẽ nhìn mặt Chu Phú Đức mà làm. Tránh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương căn bản là không lên tiếng, nên đoán không ra trong lòng của cô ta nghĩ gì. Theo lý thuyết thì hẳn là người hầu của Chu Phú Đức mới đúng. Lực lượng của chúng ta ở trong này vẫn bị yếu thế. Nếu muốn tiếng nói ra có giá trị thì không thể không tìm cách lôi kéo vài đồng minh mới được. Bằng không, chúng ta chỉ có thể xuôi theo dòng chảy lớn, làm không được chuyện mà bản thân mình muốn làm. Phương Viên phân tích khá đúng, Diệp Phàm gật đầu nói. Cậu xem, nhiều người bên trong như vậy, có người nào mà chúng ta có thể tranh thủ? Tranh thủ, khó nói đây, lòng dạ con người vốn là thứ khá phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Lấy Phương Hồng Quốc mà nói, tôi cảm thấy có thể xuống tay từ y. Tuy nhiên, cứ như vậy, sẽ có khả năng mạo hiểm mà đắc tội với Chu Phú Đức, nhân vật số một đầy nguy hiểm. Mã Vân Tiền thì không cần nói, người này ngoại trừ phải giải quyết gã ra thì chuyện khác không cần tranh thủ. Vì bất lý người này âm trầm tính như đàn bà, dạng người như thế tâm cơ rất sâu, khó mà nói. Thiết Đông thì phỏng chừng không đến 30 tuổi, rất biết làm ra vẻ.
đoán chừng cũng là do mỏ đồng của thị trấn Thanh Sơn mới ra thế, có tiền tất nhiên thích chơi lớn. Phương Viên tiếp tục nói, đột nhiên quay đầu hỏi. Chủ tịch huyện Diệp, tôi thấy trưởng ban Tôn Minh Ngọc thật ra có thể thử tranh thủ người này xem sao. Ừ, trưởng ban Tôn không tồi, tôi đã có chút tính toán. Mã Vân Tiền này đợi khi cơ hội đến khẳng định sẽ lôi kéo được người này, tuy nhiên, chỉ sợ khi chúng ta nắm chắc vị trí của y rồi thì cũng không tới phiên chúng ta đến sắp xếp vị trí kia. Chu Phú Đức, nhân vật số một này tuyệt sẽ không đem cái vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật này giao về tay chúng ta. Việc này cứ từ, nếu có thể nắm bắt được thì nắm bắt trước, về phần vị trí kia, để sau hãy nói. Gần đây, tôi phát hiện một vài tình huống nhỏ. Mỏ đồng của thị trấn Thanh Sơn có phải có chút vấn đề hay không? Cậu cẩn thận âm thầm đi điều tra rồi hãy nói tiếp. Tôi có thứ dự cảm, dường như có rất nhiều thứ có liên quan đến mỏ đồng. Có lẽ cái chết của chủ tịch huyện tiền nhiệm Giang cũng có liên quan, nhất định phải thận trọng, đừng rút dây động rừng. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta vẫn là phải phát triển kinh tế trước, sức ép của bí thư Trang của địa khu rất lớn, chủ tịch địa khu Vương Triều Trung còn lớn hơn, vì ký cả ước định. Nội trong 2 năm phải cởi bỏ cái mũ đứng từ dưới tính lên kia, vượt qua huyện Hồng Sa Châu, chuyện này khó khăn khá cao. Mấy ngày hôm trước Chu Phú Đức đến cục giao thông địa khu đòi tiền, kết quả là một đồng cũng không có. Cuối cùng vẫn là bí thư Trang cấp cho 300.000 tiền mua thuốc nổ để y cầm về. Việc này tôi luôn cảm thấy hơi quái dị. Cho dù là khoản chi của cục giao thông địa khu năm nay toàn bộ dồn cả vào quốc lộ từ La Châu đến Thủy Châu. Nhưng sao có thể đem Ma Xuyên chúng ta vứt bỏ? Phương Viên, cậu nhìn vấn đề này như thế nào? Diệp Phàm nói một hơi, lông mày tự nhiên nhíu lại. Trong lòng thấy không thoải mái, mơ hồ có cảm giác gì đó, tuy nhiên, nhất thời lại không hiểu ra sao cả. Chuyện này thì có hai cách suy đoán, một chính là cục giao thông địa khu thật sự dốc toàn lực ủng hộ quốc lộ La Thủy, nên không chút bận tâm đến chúng ta, kỳ thật chúng ta chính là thứ vứt đi. Thứ hai chính là cục giao thông địa khu cố ý làm vậy, nhả đạn khói chọc ghẹo chúng ta. Phương Viên nói. Chương 805, mưu mô bí mật. Nói chúng ta là đổ bỏ, hẳn là không có khả năng. Bí thư Trang quyết tâm rất lớn, nếu không lớn thì tuyệt đối sẽ không để tôi phải xa ngư dương ngàn dặm đến đây. Nếu địa khu không muốn làm như vậy, việc này sẽ rất kỳ quái, vì sao cục giao thông lại muốn kẹp cổ chúng ta? Nói là do các đồng chí ở cục giao thông cố ý làm khó dễ huyện Ma Xuyên chúng ta, nhưng vì sao làm vậy? Tôi tự hỏi bản thân mình đến Ma Xuyên nhậm chức mới không lâu, cùng các đồng chí ở cục giao thông địa khu vẫn còn chưa chào hỏi qua lại. Năm rồi theo lệ thường của hàng năm đều sẽ cấp cho Ma Xuyên khoản tiền gần 1 triệu sửa đường. Năm nay rất quỷ dị, một phân tiền cũng không có. Sự việc khác thường ắt bên trong tất có yêu nghiệt tác quái. Chỉ có điều yêu nghiệt này là ai thì rất khó điều tra ra. Việc này tôi sẽ điều tra, chủ nhiệm Hạ ở địa khu, tôi nhờ và ông ta giúp chú ý một chút là được. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng. À, nói tới đây thì tôi còn phải xin chủ tịch huyện Diệp giúp một chuyện. Phương Viên có vẻ hơi ngượng ngùng. Nói đi, giúp gì nào? Diệp Phàm nhìn y liếc mắt một cái, cười nói. Còn không phải chuyện 100.000 kia thì còn chuyện nào vào đây? Tình hình của Ma Xuyên chúng ta anh cũng hiểu, ủy ban kỷ luật quả thực chính là cái xác không, không phải nói nhân viên là cái xác không, vì người thì không ít cũng có đến mấy chục. Cái nói đến chính là túi tiền kia, toàn bộ trống trơn. Ngày hôm qua tôi vừa mới hỏi qua thủ quỹ quản tiền, cô ta nói hiện tại chỉ còn lại mấy ngàn đồng, mấy ngàn này thì có thể làm được việc gì. Năm hết Tết đến, không kiếm ra tiền đối phó thì ngày tháng sẽ khổ sở đây. Hơn nữa tôi vừa tới. Dù sao cũng phải cho cấp dưới có chút tiền thưởng cuối năm để mang về nhà, bằng không người ta nhìn tôi như thế nào. Trong công tác phòng trừng cũng không mấy nhiệt tình, rất bất lợi cho khai triển công tác của Ủy ban Kỷ luật huyện. Hơn nữa, tôi trước kia đều ở Hong Kong phân trạm trú điểm, việc tôi làm đều là chuyện bí mật, cái thời điểm đó thật sự không hề vì tiền mà phát sầu. Hiện tại khác rồi, vừa đến trong chính phủ hai mắt một màu đen, ở địa khu tôi một người quen cũng không có, đi đâu kiếm chứ. Phương Viên không ngờ kêu khổ, thân thủ người này không tệ, vốn là thành viên của tổ đặc nhiệm A, hiện tại thì cũng vì tiền mà phát sầu. Kỳ thật dựa vào thân thủ của y, không làm cán bộ nhà nước mà ra ngoài làm vệ sĩ cho tư nhân thì tiền lương một năm tuyệt đối sẽ không dưới 200.000. Ý của cậu là nói một tiếng với chủ nhiệm Hạ Hải Vĩ trên địa khu,
xem có thể thông qua ông ta giúp làm quen với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật địa khu hay không. Diệp Phàm cười nói, ngoại trừ biện pháp này ra, ở huyện lại không có tiền nhỏ xuống bên dưới, nhiệm vụ kiếm 100.000 kia thực khó mà hoàn thành cho được. Nếu chủ tịch huyện Diệp có thể xin cấp được nhiều hơn thì rất tốt, có thể phân phát cho cấp dưới chút trợ cấp về quê ăn Tết, làm thế tôi cũng sẽ được mọi người khen là xếp tốt, ha ha. Phương Viên vẻ mặt cay đắng mỉm cười. Ừ, chủ nhiệm Hạ bản tính rất tốt, rất có nghĩa khí và thích giúp bạn hữu. Tuy nhiên, Phương Viên này, nếu muốn thông qua ông ta để quen biết chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn trên địa khu thì tuyệt đối không nên tìm tới. Chủ nhiệm Hạ đến địa khu cũng chưa được bao lâu, phỏng chừng quan hệ giữa ông ta cùng bí thư Tề cũng không phải thân thiết lắm. Ở cái xã hội này, nếu không có quan hệ, không có lợi ích thì đừng tới tìm người ta lân la, chắc cậu hiểu. Trừ phi cậu có bối cảnh đặc biệt, có người chống lưng phía sau bằng không thì không còn kịch để diễn đâu. Diệp Phàm nhíu mày, nếu bản thân cá nhân Phương Viên thiếu tiền, thì hắn ngược lại có thể bỏ ra khoảng 100.000 cho y, nhưng đây là chuyện của nhà nước, nên không dễ làm. Ôi, ngoại trừ địa khu ra, có lên tỉnh cũng không thể xin được tiền, huống chi ủy ban kỷ luật huyện cũng không phải là xí nghiệp có thể kinh doanh sản xuất kiếm tiền, vậy thì phải tìm cách nào đó để phạt tiền thôi. Phương Viên nhất thời suy nghĩ không ra, người đàn ông này lúc này đây cũng nhăn mặt chau mày. Lên tỉnh đi, cậu có thể đi một chuyến thử xem sao. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Thử như thế nào, tôi trên đó một người cũng không quen biết. Phương Viên vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cảm thấy thái độ của Diệp Phàm hình như muốn ám chỉ gì đó hơi mờ ám. Phó chủ nhiệm Thiết cậu biết không? Diệp Phàm đột nhiên nói tên một đại nhân vật ra, Phương Viên chấn động, đáp. Người ta là đại nhân vật, là nhân vật thứ hai của Ủy ban kỷ luật tỉnh của chúng ta tôi đương nhiên biết rồi. Tuy nhiên, chưa lần nào gặp mặt riêng, có gặp chăng là lúc họp nhìn thấy ông ta trên hàng ghế đại biểu chủ tịch. Trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ nói, không phải chủ tịch huyện Diệp cùng Thiết Thác có mối quan hệ rất thân mật đấy chứ. Bằng không, hắn sao đột nhiên nhắc tới ông ta. Ha ha, không quen không có nghĩa là không thể làm quen, bản thân cậu cố gắng một chút thì không phải sẽ quen được sao. Tìm một cái cớ đi, chủ tịch huyện Giang của chúng ta không phải đã chết. Diệp Phàm tiết lộ ra chuyện mà Thiết Thác nhờ hắn lúc ấy. Tin rằng chỉ cần Phương Viên chịu đề cập đến chuyện này, nói là có phát hiện ra một chút tình huống khả nghi, phải báo cáo lên trên thì có lẽ Thiết Thác kia miệng vừa mở ra thì 100.000 kia đối với người quản lý ủy ban kỷ luật tỉnh đích thực chỉ là vấn đề nhỏ còn con. Tôi hiểu rồi. Phương Viên nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều. Khuôn mặt lập tức giãn ra. Tuy nhiên, việc này cậu cũng phải bí mật âm thầm điều tra, trước mắt mà nói, người của ủy ban kỷ luật huyện tốt nhất không nên động vào. Diệp Phàm thận trọng giải thích nói. Tôi hiểu rồi, đó là một tổ ong vò vẽ khổng lồ, không bằng thỉnh cầu chủ nhiệm Hạ sắp xếp vài người từ địa khu xuống bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở ủy ban kỷ luật huyện. Tôi tin tưởng rằng một số đồng chí ở Ma Xuyên mặc dù có lợi hại bao nhiêu nhưng trong nhất thời tay không thể nào có năng lực duỗi ra tới địa khu. Phương Viên đề nghị nói, chuyện này do chính cậu quyết định, tuy nhiên, không thể cho nhiều người quá, sẽ khiến cho người ta hoài nghi, phái một hai người xuống tạm giữ chức để lấy danh nghĩa thôi cũng được. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng chủ nhiệm Hạ đến địa khu cũng chưa lâu, có người nào đáng tin hay không rất khó nói. Chuyện này cậu tự mình đi thử trước xem sao, ngày mai tôi gọi cho chủ nhiệm Hạ. Diệp Phàm nói, nhìn Phương Viên liếc mắt một cái, cười nói. Thịt chăn kia thế nào? Hiệu quả vô cùng, thứ đó vừa vào bụng, không lâu, trong bụng liền nóng lên, giúp cho thời gian cương lâu hơn, đúng là một bước tiến rất xa. Cảm ơn anh chủ tịch huyện Diệp. Phương Viên rất là cảm kích. Ha ha, cứ từ từ, về sau sẽ càng ngày càng lâu. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Phương Viên. Tôi về đây, không quấy rầy cậu cùng Tuyết Liên. Chủ tịch huyện Diệp, quân tử em trai Tuyết Liên ở ngay tại thị trấn Thanh Sơn. Có lẽ biết một vài chuyện về mỏ đồng, tôi sẽ thăm dò tìm hiểu từ từ sau đó nói lại cho anh. Phương Viên đột nhiên nhìn về phía sau lưng Diệp Phàm nói. Tốt quá, chậm rãi mà thích nghi, khi chưa được tín nhiệm tuyệt đối thì đừng để bị phát hiện ra. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, tôi có một dự cảm, đầm thủy trốn thị trấn Thanh Sơn này rất sâu, một khi bị bọn họ phát hiện chúng ta còn điều tra gì nữa, lực phản ngược kia tuyệt đối sẽ chí mạng. Xem ra chúng ta phải đi Thái Lan tìm hiểu một chuyến, trước tiên thì phải khôi phục lại công lực của cậu trước mới là chuyện quan trọng hàng đầu,
có thân thủ tốt mới có thể bảo vệ bản thân. Diệp Phàm đấm vào khung cửa một quyền thật mạnh. Tôi nghe chủ tịch huyện Diệp sắp xếp. Phương Viên trong lòng kích động, đi Thái Lan, ôi đó là giấc mộng của y mà. Trong lúc đó, một thanh niên ăn mặc giản dị, tướng mạo đàng hoàng đang đi cùng nông viện viện, có chút câu nệ ngồi trong nhà của chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện Lan Tân. Dưới chân của hai người bọn họ, còn đặt hai bình kiếm Nam Xuân. Đây chính là do anh họ của nông viện viện là Sa Hồng Quân dùng hết một tháng tiền lương mua về. Bởi vì Diệp Phàm giao cho nông viện viện một nhiệm vụ, đó là phải làm sao mang cho được chiếc chìa khóa của chiếc xe Santana mà Chu Phú Đức trả đưa đến nhà của chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện Lan Tân. Nếu nhiệm vụ hoàn thành một cách viên mãn, Diệp Phàm sẽ suy xét cho Sa Hồng Quân làm thư ký của mình. Vì tranh thủ sớm được làm thư ký của chủ tịch huyện, cái vị trí mà người ta nhìn và ganh tị đến đỏ cả mắt, Sa Hồng Quân tất nhiên cũng xông xáo với bất cứ giá nào. Trước kia, vì cùng con trai của phó chủ tịch địa khu Đường Thiên Thạch là Đường Hoa Tranh một cô gái là Giang Tố Khiết, khiến cho Sa Hồng Quân một cán bộ làm việc ở tổ thư ký của văn phòng huyện ủy đến bây giờ gần 30 rồi mà vẫn còn là một cán bộ quen, nếu không tranh thủ một chút thì phỏng chừng đời này của anh ta đã xong rồi. Chủ tịch Lan, đây là chủ tịch huyện Diệp thận trọng giao phó cho tôi, mong ngài nhận lấy. Chủ tịch huyện Diệp cũng có nói do huyện của chúng tôi năm nay không có tiền, mong chủ tịch Lan thông cảm một chút. Chiếc xe này tuy nói có cũ một chút, nhưng ít nhất cũng còn có thể dùng được vài năm. Chủ tịch Lan xin dùng tạm, về sau có tiền sẽ đổi ngay chiếc xe mới khác. Nông viện viện ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn có vẻ rất cung kính. Nhưng mông thì không ngồi yên, dáng chịu đau nói. Bởi vì chuyện buổi tối có liên quan đến tiền đồ của anh họ nên cô không thể không thận trọng. Thật không, ở huyện không có tiền, thế thì vì sao lão Cố Vân Phong đó được cấp xe mới? Chúng ta thì phải dùng xe cũ. Có phải chủ tịch huyện Diệp khinh thường lão trung niên tôi hay không, cho rằng mặt trận Tổ quốc là nơi nhàn hạ không bằng hội đồng nhân dân? Lan Tân nhìn nông viện viện liếc mắt một cái, không nể mặt chút nào, lãnh đạm nói. Bởi vì Lan Tân và Cố Vân Phong hai người là đối thủ của nhau, đấu với nhau cả đời trong chính phủ nên gần như đã là một đôi lão oan gia. Hiện tại một người ở hội đồng nhân dân, một người ở mặt trận Tổ quốc, ngày đó Cố Vân Phong tới trước. Diệp Phàm cân nhắc nặng nhẹ, bởi vì bản thân hắn chỉ là một quyền chủ tịch huyện thôi. Còn phải đến chỗ người ta cầu cạnh, cho nên mới cấp cho Cố Vân Phong một chiếc xe mới, về phần Lan Tân do chậm một bước nên chỉ có thể có cấp chiếc Santana cũ mà Chu Phú Đức từng dùng qua. Việc này đã dẫn tới việc Lan Tân giận dữ, trở mặt với Diệp Phàm ngay tại chỗ. Chủ tịch Lan, chuyện này đích thực là ở huyện không xe mới. Ngày hôm đó do chủ nhiệm Cố vừa vặn đến sớm một bước. Sa Hồng Quân không kìm nổi, đứng một bên lên tiếng. Hừ, không có xe mới, vậy chiếc thương vụ kia không phải cấp cho công an cục đi lại sao? Lan Tân hừ một tiếng, quay đầu nói. Các cậu không cần phải nói, muốn đưa chìa khóa, được, kêu chủ tịch huyện Diệp chính mình đưa tới. Chủ tịch Lan, chủ tịch huyện Diệp bận rộn, buổi tối thì tất cả các cán bộ của văn phòng ủy ban nhân dân huyện đều phải tăng ca. Nông viện viện cảm thấy oan ức. Đôi mắt có chút đỏ, nói. Đây là nhiệm vụ mà chủ tịch huyện Diệp giao cho tôi, nếu tôi không hoàn thành thì sẽ bị phê bình. Chủ tịch Lan, mong ngài đại nhân đại lượng, nhận lấy chiếc chìa khóa này đi. Vậy cô nói nếu tôi không nhận chiếc chìa khóa này thì tôi chính là tiểu nhân, hừ, trở về nói cho chủ tịch huyện Diệp biết, nếu hắn không đích thân đến thì đừng mơ tưởng chuyện tôi nhận nó. Tiểu nhân Lan Tân tôi đây là thế đó. Lan Tân kia mặt trầm xuống. Nói chuyện với vẻ rất hung hăng. Đi thôi em họ. Sa Hồng Quân nhìn thấy không được mắt, lạnh giọng hừ một tiếng rồi đứng lên. Anh họ, hãy. Nông viện viện nhìn có chút đáng thương, năn nỉ anh họ ngồi nán lại. Không cần phải nói, các cô cậu đi đi, chiếc chìa khóa này tôi sẽ không nhận. Chuyển lời lại cho chủ tịch huyện Diệp, Lan Tân tôi sẽ mở to mắt ra, hội đồng nhân dân có thể lên tiếng, mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng sẽ có thể lên tiếng. Lan Tân vung tay lên, cứ như tướng quân vậy, bắt đầu đuổi người. Trong lúc đó, trong một quán ăn ở huyện Ma Xuyên. Chương 806, xu thế quan trường. Lão Chu, ông cũng quá sủng ái thằng danh kia rồi. Hắn chi một khoản tiền lớn như thế ông không nói gì, đến cả chuyện một mình hắn tự ý cách chức bí thư đảng ủy Phan Mặt Dỗ, ông cũng không hỏi xem là do làm sao, cứ tiếp tục thế này về sau các ủy viên thường vụ đều làm theo như thế. Thì bí thư như ông còn ngồi ở đó làm cái rắm gì.
Mã Vân Tiền ỷ vào mối quan hệ cùng Chu Phú Đức nên luôn nói chuyện tùy ý, lúc này y có chút tức giận, bất bình nói. Người nào dám? Chu Phú Đức kia trong mắt đột nhiên chợt lóe lên hai tia lửa khiến trưởng phòng tài chính Mã Thiết Lâm đang đứng gần bên cạnh trong lòng sợ run, thầm nghĩ, ánh mắt thật đáng sợ, không hổ danh là con cháu quản gia nhà Mã Hồ Tử, phỉ khí sung mãn khắp người. Ánh mắt này tuyệt đối có thể giết chết người. Dứt khoát kêu Mã Thiết Lâm hãy khoan chi tiền, giữ lại một thời gian đã, hơn 1 triệu tệ, phỏng chừng với sổ sách hiện tại của phòng tài chính huyện chỉ còn lại một khoản tiền nhỏ nếu cấp cả cho thằng danh này để đi trợ cấp cho các hộ trồng đào, thế cuối năm thì đối phó như thế nào? Hơn nữa, lão Chu, ông còn bảo chúng tôi đi kiếm ra 100 ngàn, biết đi đâu kiếm về đây, ủy ban chính trị pháp luật nghèo sơ nghèo xác. Mã Vân Tiền thanh âm không nhỏ, trong lòng tức khí không nín được nói. Ừ, khoản tiền vừa mới chuyển vào sổ sách của phòng tài chính huyện chỉ độ hơn 1 triệu, bí thư Chu, chút tiền ấy nên giữ lại để cuối năm dùng khi cần, bằng không, các vị lãnh đạo ở cục, các nhân vật số 1, số 2 ở xã, thị trấn và có cả lãnh đạo ở huyện không lột xác tôi mới là lạ. Trưởng phòng Mã Thiết Lâm với vẻ mặt khó xử, y vốn do một tay Chu Phú Đức nâng đỡ đi lên, có thể coi như là một trợ thủ của Chu Phú Đức. Đêm nay đặc biệt đến xin chỉ thị ứng đối với chủ tịch huyện Diệp Phàm như thế nào khi hắn để khoản xuất chi tiền. Ôi, nhà nghèo đến không chịu nổi, tuy nhiên, lời cũng đã nói ra nên đương nhiên phải thực hiện thôi. Còn về khoản tiền hơn 1 triệu kia, ông cứ suy xét cấp cho hắn là được, trừ lại chút ít khẳng định là phải trừ rồi, bằng không, thị trấn Ma Xuyên này không bị làm ầm ĩ ngất trời mới lạ. Chu Phú Đức nhíu mày. Nhìn Mã Thiết Lâm liếc một cái, chợt hỏi. Xã Kim Đào đã bắt đầu phát trợ cấp cho cây đào chưa? Nghe nói chủ tịch xã Thái gần đây rất tích cực, đem khoản tiền thừa gần 100 ngàn khi trước Phan Mặt Dỗ xin được từ địa khu về toàn bộ cấp ra ngoài cả rồi. Gần đây còn đến từng nhà thẩm tra đối chiếu số cây đào, số tiền hơn 100 ngàn kia phỏng chừng cũng không cầm cự được bao lâu, trước mắt thì tạm thời vẫn chưa tới phòng tài chính huyện thúc giục đòi chi tiền. Mã Thiết Lâm nói, rất tích cực, còn không phải nhìn chằm chằm vào vị trí của Phan Mặt Dỗ. Lão Chu, tuyệt đối không thể để hắn đi lên, thằng danh kia vừa mới đến Ma Xuyên chúng ta, mông ngồi còn không nóng không ngờ muốn nhúng tay vào chuyện nhân sự. Hơn nữa, tâm địa cũng không nhỏ, vị trí bí thư đảng ủy xã, hắn cũng dám nghĩ tới, có ý gì đây? Mã Vân Tiền khá kích động mắng. Sông dài cái gì, việc này tôi tự có cách, không có bố mày gật đầu, Thái Tắc Dân cứ nhảy lên nhảy xuống nhưng nhiều nhất chỉ là một quyền bí thư lâm thời, muốn lên làm chính thức sao, hừ. Chu Phú Đức miệng hầm hừ, khí phách bá đạo lại nổi lên. Việc này cũng lạ, chỉ với số tiền hơn 100 ngàn của Thái Tắc Dân kia hẳn là đã chi hết từ sớm rồi, nhưng sao mãi cho tới hôm nay vẫn chưa thấy chủ tịch huyện Diệp viết công văn cần chi tiền. Mã Thiết Lâm có chút nghi hoặc khó hiểu đứng lên. Kéo dài. Chu Phú Đức thốt ra từ miệng một chữ. Phải biết kéo dài, bí quyết nằm ở chỗ này, khó trách sao kêu nhân viên đảm nhiệm công tác kiểm tra đối chiếu cây đào cứ chậm rãi đếm. Cứ thế mà kéo dài đến sang năm. Mà chuyện sang năm thì sang năm nói, hơn nữa phỏng chừng chủ tịch huyện Diệp cũng đoán biết là không có tiền rồi, xem ra chủ tịch huyện Diệp thật đúng là có chút thủ đoạn. Mã Thiết Lâm cố ý nói. Thủ đoạn cái rắm. Mã Vân Tiền miệng mắng một câu, thằng nhãi này thầm nghĩ, ông mày đây chỉ cần ở xã Kim Đào truyền xuống vài câu, nói ra chuyện cố ý kéo dài thì bảo đảm lửa sẽ lập tức đốt tới đít Diệp Phàm kia, không sai, cứ như vậy mà làm. Khốn kiếp, dám trêu tới Mã đại gia ông nhà mày thì phải trả giá, cái giá phải trả chính là khiến cho thằng danh mày năm nay muốn yên ổn ăn Tết cũng không được. Được rồi, làm một ly đi. Chu Phú Đức giơ ly rượu lên, ba người cùng cụng. Lão Chu, còn có một việc phải nói cùng ngài. Gần đây thằng danh Ngô Đồng bên phòng công an ấy hình như có quan hệ rất thân thiết với thằng danh kia, đến lời nói của tôi cũng không nghe. Mã Vân Tiền căm giận. Tên thằng danh kia mà miệng gã vừa nhắc đương nhiên chính là chỉ Diệp Phàm rồi. Ông đang nói đến chuyện bảo nó thả Phan Mặt Dỗ ra chứ gì. Chu Phú Đức nhìn Mã Vân Tiền liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ừ, lão Phan con người này kỳ thật không tồi, trước kia, hàng năm đều có thể kiếm 200-300 ngàn từ địa khu về, vài người chúng ta cũng có thể được lợi theo. Ở huyện cũng thế, nhận không ít ưu đãi từ người ta, chỉ chiếc Santana kia thôi không phải đã mua 2 chiếc sao. Mã Vân Tiền mịt mờ mà quét qua Chu Phú Đức liếc mắt một cái. Thằng nhãi này đích thân đến phòng công an huyện tìm Ngô Đồng, yêu cầu thả người,
cuối cùng bị Ngô Đồng từ chối phải trở về, cảm thấy thật mất mặt. Nếu không thể hoàn thành ủy thác của Phó Chủ tịch địa khu cha, vậy sau này đường tiến lên của bản thân sẽ nhỏ lại không ít. Tất nhiên, chú ý kia sẽ được dồn lên trên đầu nhân vật số 1 Chu Phú Đức. Chỉ cần ông ta đồng ý ra mặt hừ một câu, phỏng chừng Ngô Đồng có mọc 4 cái đầu cũng không dám từ chối Chu Phú Đức. Hừ đồ vô dụng, bản thân mình là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện, đối với một cán bộ thuộc cấp trưởng phòng ra lệnh cũng không xong, còn muốn kêu bố mày ra mặt cho mày à? Chu Phú Đức trong lòng khinh bỉ Mã Vân Tiền, miệng nói. Cái đó thì bình thường thôi, Phan Mặt Dỗ tuy có cống hiến nhất định cho huyện, nhưng cái này cũng không có nghĩa là gã có thể làm chuyện phạm pháp, trái với pháp luật, huống chi, chuyện này là nhằm vào chính chủ tịch huyện Diệp. Lời của Chu Phú Đức nói khiến Mã Vân Tiền kia miệng chỉ biết há hốc, không thể tưởng được Chu Phú Đức sẽ nói như thế. Căn bản là một chút trách cứ Ngô Đồng kia cũng đều không có, ngược lại hình như đang nói Diệp Phàm làm rất đúng vậy. Anh Mã, chuyện này đích xác là Phan Mặt Dỗ làm hơi quá. Diệp Phàm kia tốt xấu gì cũng là chủ tịch huyện, mặc kệ nói như thế nào thì cũng là lãnh đạo của gã có phải hay không. Nếu bên dưới xã, thị trấn ai cũng đều giống gã không nghe lời, còn động thủ đánh người, vậy thì cán bộ lãnh đạo ở huyện sao có thể tiếp tục lãnh đạo. Mã Thiết Lâm thấy Chu Phú Đức giống như không hề trách cứ Diệp Phàm, lập tức bồi vào hai câu, đương nhiên thái độ lúc này là nghiêng về Chu Phú Đức. Anh Mã, nghe nói Phan Mặt Dỗ còn phải nhận hình phạt. Cái rắm, chuyện còn con thì phạt gì chứ, còn không phải do Ngô Đồng kia cố tình làm ồn ào chuyện bé xé ra to, phỏng chừng chuyện này có người ở sau lưng cố ý bày mưu đặt kế, trừ phi chỉ là muốn lập uy thôi. Bằng không, chỉ với thằng danh Ngô Đồng nhỏ bé, y sao dám làm như thế. Mã Vân Tiền ra vẻ khinh thường, khi nói tất nhiên đầu giáo hướng về phía Diệp Phàm mà chĩa. Ha ha, tuy nhiên thưa bí thư Chu, dù sao cũng phải cho phó chủ tịch địa khu cha chút mặt mũi. Bằng không, về sau khi chúng ta đến địa khu sẽ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Trước kia tôi đến cục tài chính địa khu xin trợ cấp tiền khi ấy ông ta cũng thay chúng ta nói giúp vài lời nói. Không cần nói cái khác, chỉ nói chuyện ông ta phân công quản lý giao thông thôi. Đối với Ma Xuyên chúng ta cũng đã chiếu cố không ít. Chuyện này ngài xem có thể lên tiếng nói với chủ tịch huyện Diệp vài câu hay không, dàn xếp một chút ấy mà. Mã Thiết Lâm chu mồm thẻ lưỡi, khuyên nói. Chỉ mỗi nguyên nhân này, đó là bởi vì phó chủ tịch địa khu cha thông qua cục trưởng của cục tài chính địa khu cùng cấp dưới là Mã Thiết Lâm đánh tiếng, bởi vì phó chủ tịch địa khu cha biết Mã Thiết Lâm là thân tín của Chu Phú Đức. Cách áp dụng tất nhiên là nói bóng nói gió. Trước tiên thuyết phục thân tín của Chu Phú Đức, dùng bọn họ để tác động gián tiếp đến Chu Phú Đức, sau đó khép vòng vây kín. Cuối cùng, phỏng chừng Chu Phú Đức cũng từ chối không được. Nếu không đáp ứng thì khác nào khiến cho thuộc hạ toàn bộ đều đắc tội cả hết, bản thân là một lãnh đạo, nếu trở thành tư lệnh tay không sẽ rất nguy hiểm, khi đó còn có uy lực cái rắm. Hừ, Chu Phú Đức trả lời bằng một tiếng hừ lạnh. Không nói thêm gì khiến Mã Vân Tiền và Mã Thiết Lâm đều có cảm giác không hiểu ra sao cả, không biết thằng nhãi này trong nội tâm rốt cuộc có ý gì. Tiếng hừ này là tỏ vẻ phẫn nộ hay là đồng ý, hay là có ý gì khác, thật khó mà đoán ra. Chu Phú Đức đương nhiên trong lòng đang tức giận, bởi vì vài ngày trước có đến chỗ phó chủ tịch địa khu cha xin cấp tiền, kết quả tay không trở về nên cảm thấy rất mất mặt, tất nhiên rất tức giận. Đương nhiên, chuyện này Chu Phú Đức sao có thể buông tay mặc kệ. Ông ta chọn cách quan sát thái độ, xử lý lạnh trước còn lại nói sau. Tất nhiên, cũng phải để cho thằng nhãi phó chủ tịch địa khu cha này trong lòng thấy khó chịu một chút. Bằng không, bản thân mình đường đường là nhân vật số một của huyện ủy cũng không khác người hầu của ông ta. Nếu phó chủ tịch địa khu cha là ủy viên thường vụ thì sẽ khác, khi đó không cần bàn luận. Đối với một phó chủ tịch địa khu nhưng không phải là ủy viên thường vụ. Nhân vật số 1 của Ma Xuyên như Chu Phú Đức đây chưa chắc sợ ông ta. Chỉ là do trong phân công hạng mục quản lý có chút hơi gút mắc thôi. Lão Phương, ông còn chưa ngừng nghỉ à? Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc ngồi trước bàn sách, trên bàn bày ra một bản vẽ bằng giấy rất lớn, lớn gần với diện tích của mặt bàn. Trên bản vẽ có rất nhiều ký hiệu, đầu người, mũi tên, vòng tròn, núi, sông đủ thứ, nhìn rất phức tạp. Thậm chí có thể nói một mớ lung tung lộn xộn, chữ trên đó như gà bới. Người không hiểu được khẳng định sẽ cho rằng Lão Phương đang không có chuyện gì làm, nhàn hạ quá nên đang luyện cách phác họa quốc họa, hoặc là tiện tay vẽ hươu vẽ vượn.
cái này chỉ có bà xã của Phương Hồng Quốc là Giang Nguyệt Linh biết rõ chồng mình là lão Phương đang làm gì. Bởi vì những khuôn mặt người trên đó toàn bộ đều có đánh dấu ghi tên. Hình có vẻ mặt lôi thôi chính là bí thư huyện ủy Chu Phú Đức, hình mà trên mặt hơi có vẻ non nớt tất nhiên chính là chủ tịch huyện đồng chí Diệp Phàm. Đến bản thân lão Phương cũng tự vẽ mình lên đó, tất nhiên, lão Phương kia vẽ khi bản thân mình thì chỉnh sửa xem rất là anh tuấn, như một bạch diện nho sĩ, trong tay còn cầm cây quạt tiêu diêu, khác hẳn với hình tượng của Chu Phú Đức lôi thôi lết thích. Kỳ thật người trên bức vẽ toàn bộ đều thành biếm họa, chỉ cần là người đối đầu cùng Phương Hồng Quốc, tất cả sẽ bị vẽ rất xấu, giống như Tề Quy Vân quan hệ khá thân thiết với Phương Hồng Quốc nên được vẽ ra rất cao lớn uy mãnh, vừa nhìn qua là thấy có chút khí chất của tướng quân, vượt xa hẳn hình tượng của một trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Xung quanh và phía bên dưới còn có Vi Bất Lý, Mã Vân Tiền đủ cả, đến bọn người Phan Mặt Dỗ ở xã, thị trấn cũng bị lão Phương dùng hình tượng viên đậu tương tròn thay thế. Về phần thằng nhãi Mã Vân Tiền này bị Phương Quốc Hồng dùng một xích sắt giống như dây thường xuyên chung với Chu Phú Đức, vậy Vi Bất Lý đâu? Tất nhiên là kết nhóm với bí thư Thiết Đông của thị trấn Thanh Sơn. Hơn nữa, trên người Vi Bất Lý còn được vẽ thêm một đường mơ hồ nghiêng về phía Chu Phú Đức. Lão Phương nhìn nhìn, cảm thấy hình như còn chưa hài lòng. Lại đưa tay ra dùng cục tẩy tẩy vài cái cho mất đi đường vẽ mở đó. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nên vẽ lại thì hơn. Kết quả là trên bức vẽ lại xuất hiện thêm một đường vẽ mờ không rõ ràng cho lắm. Hơn nữa, ký hiệu nối giữa một số đồng chí với nhau là một đường gợn sóng. Tất nhiên, giống như giữa Diệp Phàm và Phương Viên hai người thì không hề có đường vẽ nối nào. Chương 807, đen tình đỏ bạc. Giống như một quả trứng vịt lẻ loi trong bức vẽ, tính tượng hình của nhân vật cũng tương đối chân thực, tự nhiên mà vẫn không bị lão Phương làm xấu đi hoặc đẹp lên. Điều kỳ lạ là trên người tránh văn phòng huyện ủy Liễu Nghi Phương hình như có rất nhiều đường vẽ mờ, giống như một người đẹp dạng khỉ có rất nhiều lông vậy. Trong lòng lão Phương, tự nhiên lại vẽ lên một Liễu Nghi Phương vô cùng lẳng lơ, đặc biệt là phần ngực được đơn giản hóa, đã bị lão Phương dùng hình ảnh chiếc bánh mì tròn để thay thế. Đỗ Tiểu Lan là trưởng ban tuyên giáo, gương mặt thì thục nữ, nhưng lại trơ trọi như một xác ướp. Không người thăm hỏi, hơn nữa chẳng hề có đường vẽ mờ nào cả. Kỳ thực, đây chính là biểu đồ mà đồng chí Lão Phương nghiền ngẫm về các cán bộ của huyện Ma Xuyên. Mỗi khi trong huyện có bất kỳ thay đổi gì về mặt nhân sự thì buổi tối biểu đồ của Lão Phương cũng lập tức thay đổi, chắc chắn là không hề chậm hơn biểu đồ cổ phiếu là bao. Chẳng hạn nói về Diệp Phàm và Phương Viên, vì vừa mới đến, Lão Phương còn chưa nghiền ngẫm rõ về hai người, nên hai người này tạm thời chỉ là tư lệnh tay không trơ trọi. Trên người trưởng ban Tôn Minh Ngọc chẳng hề có một sợi dây nhựa nào. Chỉ là bị đồng chí Lão Phương âm thầm vẽ ra rất nhiều đường vẽ mờ dạng thủy ngân. Giống như một con mực dạng người đầy những sợi tua rua. Nếu bị Tôn Minh Ngọc trông thấy thì chẳng biết sẽ giận đến cỡ nào. Những đường vẽ mờ là đại diện những mối quan hệ tương đối mờ ảo của hai người, những gạch thẳng thể hiện hai người có sự tiến triển nhất định, có khả năng phát triển thêm. Đường gợn sóng thể hiện mối quan hệ hai người tiến đến thời kỳ cao trào. Nối giữa Chu Phú Đức và Mã Vân Tiền không phải là đường gợn sóng mà là một sợi xích sắt, vậy xích sắt là đại diện cho cái gì? Đương nhiên là chỉ mối quan hệ của hai người rất mật thiết, giống như dùng sợi xích sắt nối hai người lại với nhau, muốn chặt đứt cũng tương đối khó. Số nét đứt tràn ra từ trên người tránh văn phòng huyện ủy Liễu Nghi Phương tương đối nhiều, nối giữa cô và Chu Phú Đức là một đường thẳng thực hơi cong cong, ký hiệu đặc biệt như vậy chỉ có một mình Lão Phương mới hiểu rõ rồi. Ý là hai người này, quan hệ bên ngoài rất thực, nhưng bên trong còn có nhiều uẩn khúc, không thể nói rõ ràng được. Trên người trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan không có một đường vẽ nào, chỉ có một mình cô gái xinh đẹp trong bức vẽ. Rõ ràng là ấn tượng của Lão Phương đối với Đỗ Tiểu Lan không tệ, cho nên đầu của người này được vẽ tương đối đẹp. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể nhìn thấy rõ, trong hội nghị thường vụ Đỗ Tiểu Lan ắt hẳn là người không có địa vị nhất. Nhiều nhất là bỏ phiếu hoặc giơ tay không cần mở miệng thôi. Dường như Lão Phương không thích Chu Phú Đức, cho nên bức tranh này rất nhếch nhác. Từ sơ đồ này cũng có thể thấy sự yêu mến của Phương Hồng Quốc, cùng với thái độ của ông. Giống như dung mạo của đồng chí Diệp Phàm, Phương Quốc Hồng bất di bất dịch, không vẽ đẹp lên mà cũng không làm xấu đi. Đương nhiên là Lão Phương tôi vẫn chưa có cảm giác gì với cậu, cậu vẫn còn ở trong thời kỳ quan sát. Nhưng... trên người của chính Lão Phương lại toát ra một nét nứt ngoằn ngoèo như run, hướng về phía Diệp Phàm,
ắt là cũng có dự định tạo mối quan hệ tốt với Diệp Phàm. Chẳng qua là hiện nay vẫn chưa bắt đầu xử lý mối quan hệ này, cho nên, nét đứt đó đang dừng lại giữa không trung, giống như một viên đạn chuẩn bị phóng ra. Vì bất lý bị Lão Phương vẽ thành một người ẻo là nửa nam nửa nữ, Mã Vân Tiền ngu ngốc còn được thêm cả tính háo sắc, mặt thì xấu xí biến dạng, chứng tỏ Lão Phượng cực kỳ ghét tên này rồi. Hình tượng của Thiết Đông là một người đàn ông đẹp trai oai hùng, miệng mở to, hình tượng một đại trượng phu lỗ máng, ý của Lão Phương là gì, tiểu tử cậu đang giống gì đó, đừng có bị người khác lợi dụng còn đứng đó mà giống. Như bí thư Phan mặt dỗ xã Kim Đào, trên người y có một sợi xích sắt nối với bên ngoài của sơ đồ, đương nhiên là ngầm ám chỉ y có người ở tỉnh hoặc địa khu, hơn nữa mối quan hệ này rất mật thiết, người bên trên có thể dựa vào được. Vì bất lý cũng có mấy đường vẽ nối ra ngoài, những đường đó rất mờ nhạt, làm người ta không nhìn rõ, điều này chứng tỏ đồng chí Lão Phương cũng không nắm rõ những mối quan hệ trong đó, như kiểu chỉ là ngắm hoa trong sương gì đó, không biết chỗ dựa vững chắc của vì bất lý ở địa khu hoặc ở tỉnh rốt cuộc là ai. Biểu đồ phức tạp này rất là phức tạp, cho dù anh có lấy cầm lên đi nữa thì xem cũng chẳng hiểu được, còn cho rằng đồng chí Lão Phương rãnh rỗi vẽ lung tung thôi. Nhưng chỉ có Giang Nguyệt Linh vợ ông là hiểu rõ nhất, biểu đồ thể hiện mối quan hệ của cán bộ trong toàn huyện này đã đồng cam cộng khổ với Phương Quốc Hồng nhiều năm rồi. Đương nhiên, dưới sự nghiền ngẫm không ngừng của Lão Phương, tấm biểu đồ này có xu hướng phát triển ra địa khu, hiện nay trên bản vẽ đã bắt đầu lờ mờ xuất hiện một số hình tượng rồi. Chẳng hạn những nhân vật quan trọng như Phó Chủ tịch Địa khu Cha, Chủ tịch Địa khu Vương, Bí thư Trang. Trên người Lão Phương cũng vẽ mấy đường vẽ lờ mờ hướng về phía Trang Thế Thành. Nhưng đường vẽ mờ đó chỉ là đường chấm chấm, giống như một con rắn hỗn loạn giữa không trung. Chứng tỏ là tâm tình của Lão Phương cũng rất lộn xộn, muốn nịnh bợ Trang Thế Thành nhân vật số một của địa ủy, nhưng lại không có cách nào để tiếp cận, cho nên sợi dây quan hệ đành rối loạn giữa không trung. Thấy Lão Phương đấu với Chu Phú Đức nửa đời người rồi, trong lòng Giang Nguyệt Linh vừa giận lại vừa buồn cười, trong lòng càng đau hơn. Vì chuyện này tất cả đều do bà, ai bảo ban đầu bà cũng là bạn của Chu Phú Đức. Cũng là bạn Phương Hồng Quốc, lúc đầu trước khi chính thức yêu nhau ai có thể ngờ lại xảy ra tình huống oái oăm như bây giờ chứ. Lựa chọn cuối cùng của Giang Nguyệt Linh là Phương Hồng Quốc, Chu Phú Đức mãi không quên được chuyện này, cố gắng trong chốn quan trường, cuối cùng căn bản đã leo được lên đầu Lão Phương rồi. Những năm gần đây, vận trong chốn quan trường của Chu Phú Đức rất may mắn, suýt chút nữa thì dẫm cho đồng chí Phương Hồng Quốc không thở nổi. Mỗi khi bị Chu Phú Đức giận, Lão Phương về nhà đều dùng ngòi bút hung hăng đâm vào bức vẽ khuôn mặt của Chu Phú Đức mấy cái. Sau đó, tôi đến trên giường lại hung hăng chà đạp Giang Nguyệt Linh để xả giận một phen. Đương nhiên, Phương Hồng Quốc rất yêu Giang Nguyệt Linh, đó chỉ là chút giận khi quan hệ vợ chồng. Nói cách khác là mỗi khi Lão Phương hứng cơn giận của Lão Chu, thì tối hôm đó, đồng chí Lão Phương ở trên người Giang Nguyệt Linh rất lâu, tinh lực vô cùng tràn đầy, không giày vò Giang Nguyệt Linh một trận tơi bời thì nhất định không chịu thu binh. Một lúc sau, Giang Nguyệt Linh dường như cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Đem chuyện vừa rồi mà nói đi, cũng sắp là lão già hết rồi, nhưng Lão Phương vừa về đến nhà, ăn cơm xong một cái là đưa vợ Giang Nguyệt Linh đang rửa chén trong nhà bếp lên giường, đấu một trận huyết tử tươi đẹp. Giang Nguyệt Linh biết, hôm nay chắc chắn Lão Phương lại phải chịu cơn giận của Lão Chu, nên rất dịu dàng phối hợp để Phương Hồng Quốc giải phóng đạt được niềm vui, giúp Phương Hồng Quốc hóa giải chút bực bội trong lòng. Bằng không cứ để cho cơn giận đó kéo dài trong lòng không được bùng nổ, cứ tích tụ lại thì đến lúc sẽ bùng nổ chết người. Hai, ông Phương à, cái sơ đồ này ông làm cả 10 năm nay rồi, còn làm cái gì nữa? Chúng ta cũng đã 40 rồi, cái gì cũng xem nhẹ chút đi, quyền lực, mũ quan, tiền tài, mấy cái đó đều là một giấc mộng. Cuộc sống của chúng ta hiện nay không phải cũng rất tốt sao? Ông không biết thế nào là đủ à? Giang Nguyệt Linh khuyên nhủ. Ân oán của Phương Hồng Quốc và Chu Phú Đức bà cũng không cách nào để hóa giải, chỉ có thể an ủi khuyên giải mà thôi. Chương 808, hục hặc nhau, 1.2. Đúng là đàn bà có khác, làm gì có đàn ông nào mà không thích quyền, tiền, chức tước. Người lính không muốn làm tướng thì sao có thể là một lính giỏi. Làm quan cũng vậy, cán bộ không muốn làm nhân vật số một thì có thích sự gì chứ? Cán bộ không thích làm nhân vật số một thì đầu tiên có thể thấy là hắn không có tấm lòng tranh đấu để tiến lên. Không có ý định tiến lên thì anh ta làm việc cũng sẽ lười nhác. Con người mà, lười nhác thì còn làm được thành tích gì,
không có thành tích thì cả đời cứ bình thường trôi qua. Nếu sống trên đời này, mà cứ bình thường trôi qua, thì chi bằng cứ xông pha vào dòng nước xiết, mạnh dạn đi tranh đấu một phen. Có người nói, lùi một bước trời cao biển rộng, Phương Hồng Quốc tôi không thấy vậy. Tiến là gì, lùi là gì, bất kể lúc nào cũng đều phải nỗ lực phấn đấu, dũng cảm tiến lên. Dù chết trên sa trường da ngựa bọc thây, hoặc thất bại bét nhè, tôi cũng tình nguyện làm lính chết trận, không chịu làm cái thứ ẻo là ham sống sợ chết. Lời nói của Phương Quốc Hồng dù cấp tiến, có chút không chừng mực, nhưng trên người ông tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần không chịu thua luôn hướng về phía trước làm bà xã Giang Nguyệt Linh phải kinh ngạc, có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến ban đầu bà lựa chọn ông. Chỉ có điều những năm gần đây khí vận của Phương Hồng Quốc không được tốt, mỗi lần đọ sức trong quan trường đều không được như ý, con đường thăng chức có nhiều cản trở. Phía trước không có đường, trên đầu lại bị người ta chèn ép, không buồn bực mới lạ. Chu Phú Đức thì ngược lại, liên tục thắng thế, gặp được quý nhân, hát vang tiến mạnh, được đề bạt như ngồi xe lửa vậy, thuận lợi bước lên ngai vàng số 1 của Ma Xuyên, còn Phương Hồng Quốc, ngay cái vị trí chủ tịch huyện cũng không kiếm được. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu cũng do Chu Phú Đức may mắn, lúc đầu khi vô tình quen biết thì Vương Triều Trung còn chưa phải là chủ tịch địa khu, sau này Vương Triều Trung đắc thế Chu Phú Đức tự nhiên cả họ được nhờ. Còn Phương Hồng Quốc, những năm gần đây, cho dù ông có cố gắng thế nào, thì cánh cửa của các lãnh đạo trong ủy viên thường vụ vẫn đóng chặt không cho ông bước vào. Mà Phương Hồng Quốc cũng tương đối đứng đắn, là một cán bộ tương đối thanh liêm. Cho nên, ông không thể cầm một số tiền lớn đưa cho người ta được, vì thế đương nhiên là ông cũng khó gõ được cửa của các cán bộ địa ủy. Phương Hồng Quốc cũng cảm nhận được mùi vị trong triều không có chỗ dựa, nhưng trong lòng vẫn thấy không cam tâm, mắt nhìn thấy mình cách vị trí bí thư, chủ tịch huyện một bước. Nhưng một bước này hình như xa ngàn vạn dặm, nhìn thấy được nhưng lại không chạm vào được. Lần này Diệp Phàm đến làm cho ánh mắt có chút uể oải của Phương Hồng Quốc một lần nữa lóe lên tia sáng đấu tranh. Nghe nói Diệp Phàm là do Bí Thư Trang tự chiếu tướng, như vậy chứng tỏ quan hệ của hắn với Bí Thư Trang rất mật thiết, nếu tin tức kiểm chứng là thực, Lão Phương sẽ giúp đỡ Diệp Phàm không chút do dự, thậm chí, để dẫm đạp được Chu Phú Đức, Lão Phương cam tâm làm lính hầu cho Diệp Phàm. Ông Vi, cây đào của ông phải chú ý một chút, người đó chắc hẳn là không an tâm đâu. Bí thư Thiết Đông thị trấn Thanh Sơn gắp một hạt đậu tằm cho vào miệng, nhai răng rắc. Tôi lo lắng gì chứ, đó chỉ là chủ tịch huyện Ngưu điên khùng dở quẻ. Sau đó, lại bị chủ tịch huyện Giang làm loạn một trận, tên nhãi đó có viết văn để gây sức ép thì cũng chẳng thể lôi được chút gì từ hũ cho cốt của lão Giang đâu, dìm xuống hoặc đưa đồng chí lão Ngưu điên khùng đi chữa bệnh à, cái đó, đều không thể, điên khùng mà. Nghe nói là một chứng bệnh nan y, hiện nay không có thuốc chữa tận gốc, ha ha ha. Bí thư đảng quần chúng huyện ủy Vi Bất Lý bật cười ha hả, vì trong tiếng cười có chứa âm thanh đặc biệt mang vẻ nữ tính, lại thêm sự sung sướng, thành ra nghe có vẻ tương đối quái dị. Cười cái con khỉ, ẻo lả, ông đây nổi hết da gà đây này. Mày không lo, ông đây không tin, cây đào kia, ắt hẳn lưu lại đó sẽ là mầm mống tai họa. Dù nói chủ tịch huyện Ngưu điên rồi. Chủ tịch huyện Giang đã chết, lưới trời tuy thưa đó, nhưng ai có thể cam đoan lúc đó người ta không để lọt chút chứng cứ nào. Trong lòng Thiết Đông thầm khinh bỉ, miệng cũng cười nói. Nếu chủ tịch huyện Diệp có cách giải quyết thì để hắn đi gây sức ép đi. Nhưng, nếu đến mùa thu hoạch tháng 7 tháng 8, chỉ sợ đào đầy núi sẽ dẫn đến đại loạn. Nếu giờ chặt được thì chặt đi, dân chúng nhiều lắm là nháo nhào một chút rồi thôi. Chỉ sợ là tên họ Diệp không cho chặt. Năm nay mà lại bán không được giá thì, ha ha. Thiết Đông thản nhiên cười không nói, nhưng lão hồ ly Vi Bất Lý làm sao mà không hiểu ý được. Ha ha, cứ tùy hắn đi. Vi Bất Lý giả bộ thản nhiên, kỳ thực trong lòng tên này sớm đã dày vò rồi. Tuy nói hiện nay chuyện này đều đẩy lên đầu của chủ tịch huyện Ma Quỷ và chủ tịch huyện Điên, lưới trời tuy thưa, nhưng chỉ sợ có sót lại chút chứng cứ gì đó thì phiền toái to. Hơn nữa, người nhà họ Giang tuy nói tạm thời ngưng công kích, nhưng ai biết bọn họ có âm thầm củng cố sức mạnh không, nói không chừng một lúc nào đó lại sẽ ngóc đầu trở dậy. Nếu như để người ta triển khai liên tưởng chuyện này, đem cái chết của chủ tịch huyện Giang đổ lên đầu mình, vậy oan ức đó Vi Bất Lý không mang được. Tuy nhiên tên nhãi này cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, y biết Thiết Đông nói vậy đơn giản là muốn y kiên quyết ủng hộ hắn. Thiết Đông lo lắng chuyện gì? Đơn giản là lo mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn bị huyện thu hồi lại. Hơn nữa,
Bên trong mỏ đồng đó có khá nhiều điều mờ ám, làm không tốt thì còn dính đến những chuyện gì đó nữa. Nếu mà tên nhãi này đã chọc vào điểm yếu của mình, thế thì mình cũng chẳng cần khách khí nữa. Vi Bất Lý xoay người thản nhiên cười nói. Cậu em Thiết, cây đại đao của chủ tịch huyện Diệp hôm nay đã đưa lên rồi. Ông em cũng nên để ý một chút, nếu như, ha ha ha. Thằng nhãi này cũng chỉ phun ra nửa câu, đồng chí Thiết Đồng là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa, thằng nhãi này cười nói. Anh Vi, chúng tôi phải để ý cái gì nào? Tôi nắm Thượng Phương Bảo Kiếm rồi. Thị trấn Thanh Sơn quản lý mỏ đồng của bản trấn, huyện cũng sơ múi một chút, địa khu cũng sơ múi một chút. Hơn nữa, khi đó bọn họ còn nói, muốn thị trấn Thanh Sơn làm thị trấn mẫu, giúp thị trấn Thanh Sơn tiến vào một trong số 10 thị trấn mạnh của địa khu. Coi đây là bàn đạp, làm rạng rỡ cho toàn tỉnh. Nếu có thể thật sự thành công, thì thị trấn Thanh Sơn, ha ha ha. Cười, 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 cười cái con khỉ. Chút tâm địa giảo hoạt của một tên nhãi như mày mà tưởng có thể giấu giếm được ông đây à? Cái mỏ đồng đó, bên trong có khá nhiều điều mờ ám, mày nghĩ thiên hạ này đều là những tên ngốc sao? Một năm nộp 3 triệu, tên nhãi mày còn cố ý khoe khoang, nộp riêng 3 triệu rưỡi. Thế không phải là chưa đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi à? 3 triệu rưỡi, vậy thì có kêu mày nộp 6 triệu thì hầu bao của mày vẫn rủng rỉnh. Của cải của nhân dân toàn huyện đều ở trong túi mày hết. Làm cho mấy chục ngàn dân phải chịu cảnh khốn cùng. Nhưng, mày có người trên địa khu chống, tiền kia dù sao cũng không rơi được vào túi tao, hơn nữa, tên nhãi này hiếu kính với mình cũng không tệ, ra tay hào phóng. Trong lòng Vi Bất Lý khinh miệt Thiết Đông, nhưng cũng gật đầu, cười nói. Ừ, ông em chẳng phải buồn lo gì, nhưng mà. Vi Bất Lý nói đến đây thì đưa tay sờ sờ cái cằm chẳng có nổi một sợi râu, không nói. Có chút thần bí. Gợi hứng thú cho Thiết Đông. Trong lòng tên nhãi Thiết Đông thầm mắng, ông còn giả bộ chơi trò thâm trầm với ông đây à, ăn chơi đều do ông đây đài thọ, nếu không một bí thư đảng quần chúng như ông, bên trên có bá vương Chu Phú Đức nắm toàn quyền nhân sự, một ông già như ông ngay đến cả một ngụm canh cũng khó uống được. Không có quyền nhân sự thì một phó bí thư quản nhân sự như ông có cái chết tiệt gì mà khoe khoang, người ta chỉ coi ông là không khí thôi. Nhưng mà cái lão già Chu Phú Đức này cũng kỳ lạ. Mỗi lần phân ngũ quan đều để lại một vị trí trống cho cái tên ái nam ái nữ này. Giống như năm ngoái, không ngờ lại để cho cái tên này một vị trí bí thư ủy viên thường vụ xã, một vị trí tốt. Không chừng Vi Bất Lý có quan hệ ngầm gì đó với lão già Chu Phú Đức kia. Ông đây cũng phải phòng ngừa, không thể bị hai tên đó bán còn giúp bọn hắn đếm tiền được. Thằng nhãi này trong lòng tính toán, cố ý hỏi. Tuy nhiên thế nào, anh Vi, chúng ta là anh em. Sao lại nói có nửa câu, vậy thì sứt mẻ tình cảm quá. Ha ha, quan huyện không bằng hiện quan. Vi Bất Lý nói xong câu này thì không nói gì nữa, đắc ý rung đùi ăn đậu tằm trên bàn. Thiết Đông có chút nóng nảy, nói. Anh Vi, có phải anh nói tên nhãi kia nhìn chằm chằm vào đống châu báu của tôi? Rất có thể, cậu xem, chính cậu cũng nói là đống châu báu, vậy lẽ nào tên đó lại không đỏ mắt lên? Huống hồ hiện giờ hắn cũng chỉ là một chủ tịch huyện nghèo, là chủ tịch huyện của một huyện, muốn lột mũ quan cả huyện, trong 2 năm còn phải vượt qua được huyện Hồng Sa Châu. Người ta nói, chó cùng rứt dậu, con thỏ khi cuống lên còn cắn người, huống hồ là tên đó, hiện nay không thể hoàn thành được nhiệm vụ, mũ quan của bản thân mình còn không giữ được, không đi đào kho báu ở bên cậu thì còn đi đào ở đâu nữa. Không thể đến các huyện nghèo mà ngay cả ăn mày cũng không thèm đến như xã chức nữ. Xã Ngưu Lang đào khoai lang, đào ngô được đúng không nào? Buổi sáng trong hội nghị thường vụ Vi Bất Lý đã chú ý đến kiến nghị cuối cùng về việc thành lập mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn của Diệp Phàm. Tuy nói lúc đó Diệp Phàm chỉ nói sơ qua, nhưng Vi Bất Lý là ai? Người ta sớm đã chú ý đến chuyện này. Hơn nữa, y cảm thấy Diệp Phàm chắc chắn không phải là không có mục đích. Hừ, chẳng lẽ tên họ Diệp này dám ra tay thật? Ông đây có phải làm nổ mỏ đồng thì cũng chẳng để hắn kiếm được chút lợi lộc gì, mẹ nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thiết Đông bị Vi Bất Lý châm lửa nổi giận, suýt chút nữa thì hét to lên rồi. Cậu em Thiết, cậu như vậy là không sáng suốt rồi. Cứ chơi với hắn đi, không cần phải thế. Chúng ta là ai chứ, cái chỗ này phải dùng cho tốt. Vi Bất Lý nhẹ nhàng vỗ vai Thiết Đông, rồi chỉ vào đầu mình. Ha ha, thất thố rồi. Thiết Đông dường như tỉnh ngộ,
Kỳ thực là tên nhãi này cố ý làm bộ tức giận, tạo ảo giác cho Vi bất lý. Thiết Đông, một bí thư thị trấn Thanh Sơn, ủy viên thường vụ huyện ủy, tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức đó. Hơn nữa tình trạng của thị trấn Thanh Sơn rất phức tạp, khi có thể nắm chắc được cục diện ở đó, thì chắc chắn cũng không phải là một người bình thường. Thằng nhãi này cũng giống như Diệp Phàm, thích nhất là chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Ngay cả lão cáo giả Vi bất lý cũng hơi mắc mưu rồi. Nhưng, Vi bất lý đang nghĩ gì, ai có thể đảm bảo lão không diễn trò, cho nên, không ai có thể nói rõ cuối cùng là ai khó đối phó hơn ai. Sáng hôm sau, Diệp Phàm vừa đặt mông xuống ghế. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Vào đi. Diệp Phàm biết chắc là nhân vật tạm thời đảm đương vị trí thư ký nông viện Việt. Trải qua xoa bóp trị liệu của Diệp Phàm, bệnh tình của nông viện Việt cũng đỡ hơn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Làm cho Diệp Phàm cảm thấy nông viện Việt hôm nay khác với nông viện Việt của những hôm trước. Trước đây khi bước vào đều gõ cửa trước, sau đó xin chỉ thị theo quy củ, khi được cho phép mới bước vào. Hôm nay sau khi gõ cửa, thì không hề hé răng nữa. Nông viện Viện yên lặng không nói gì đặt phương án văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện làm về việc lập kế hoạch lột mũ quan của ba địa khu trên bàn. Sau đó yên lặng, pha cha, rồi đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô, thấy trên mặt cô nàng này lộ vẻ buồn bực mà mất mát, trong lòng thầm nhủ, quái lạ, chẳng lẽ tối đó trong lúc trị bệnh mình đã làm gì gây phản cảm với cô ấy, làm cô ấy không vui, nên hôm nay mới hở hững như vậy. Tối đó mình chỉ sờ vào mông cô ấy, chỗ canh rạch kia mình chưa dám xâm nhập, hơn nữa khi đó là bôi thuốc, đụng vào một chút cũng là bình thường. Thật là kỳ lạ, không phải cô ấy là người bảo thủ chứ, mà bình thường, người ta không phải cũng thường chích thuốc ở mông sao. Nhưng mà, những lúc đó hình như đều là những nữ y tá đụng vào. Thằng nhãi này nghĩ vậy, miệng cười nói. Sao vậy viện viện, có ai chọc cô nữa à? Không có gì. Nông viện Viện lên tiếng, cẩn thận dò xét Diệp Phàm, muốn nói gì rồi lại thôi. Có gì cứ nói thẳng đi. Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn cô, vẻ mặt dịu đi nhiều, hỏi. Không có gì, thật sự là không có gì, chủ tịch huyện Diệp, không có gì nữa em ra ngoài trước. Nông viện Viện nghịch vạt áo màu vàng của mình, nói. Cuối cùng là gặp chuyện quỷ gì thế này? Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu, rồi không để ý đến cô nàng nữa. Sau đó hắn lật lật tập tài liệu. 10 phút trôi qua, nông viện Viện hình như không kìm được, tiến đến trước bàn làm việc, nhẹ nhàng lấy từ trong túi chiếc chìa khóa xe, nói. Chủ tịch huyện Diệp, em vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi. Chủ tịch Lan không cần à? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, cũng là đoán được một nửa, ắt hẳn là nông viện Viện không hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên ngượng ngùng, lập tức cũng bình thường trở lại. Vâng. Ông ấy nói muốn chủ tịch huyện Diệp tự tay đưa, em cầu xin ông ấy rất lâu, nhưng mà ông ấy nhất định không nhận. Nông viện Viện nói, nước mắt chảy ra, ắt hẳn là ấm ức nên mới nháo lên. Ừ, không cần thì thôi, cô không phải tự trách mình, không liên quan gì đến cô. Đừng khóc, lau đi nào. Diệp Phàm đưa tờ khăn giấy. Thằng nhãi này trong lòng thầm mắng, hư giọng nói, không cần đúng không? Một chủ tịch mặt trận tổ quốc mà thực sự ngông nghênh vậy sao? Ông đây thực sự không để ý đến ông nữa. Xem ra viện viện chịu không ít ấm ức rồi. Cái này là nhăn mặt cho rồi nhìn đúng không? Đúng là không nhìn được mà. Em vô dụng, em, chuyện anh họ em, được rồi. Nông viện Viện nước mắt vừa rơi vừa nhỏ giọng nức nở. Hóa ra là sợ mình không dùng anh họ của cô nàng, Diệp Phàm trong lòng thấy buồn cười. Cũng cảm động vì tình cảm anh em sâu đậm của nông viện Viện, chợt cười nói. Anh họ cô tên gì, tôi quên mất rồi. Sa Hồng Quân. Nông viện Viện ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, đầy chờ đợi. Mai kêu anh ấy đến làm. Diệp Phàm nói xong câu này thì không nói thêm gì, quay sang hỏi. Chỗ ở của tôi sắp xếp xong chưa? Thật sự cảm ơn anh chủ tịch huyện Diệp, em. Nông viện Viện kích động đến nỗi suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Chợt hồi phục bình tĩnh, hơi bất an, nói. Trước mắt cứ báo danh, ngoại trừ Sa Hồng Quân thì không có ai khác, hai. Ha ha ha, vậy cũng được, cuối cùng có một người báo danh rồi. Như vậy đi, cứ là, vệ sinh phòng trước đi, tôi muốn nhanh chóng dọn vào ở. Diệp Phàm cười nói, trong lòng hừ giọng, mẹ kiếp, xem ra cán bộ huyện ở đây đều e dè, không dám chuyển đến ở với mình.
quỷ quái, hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chắc hẳn chuyện này cũng đơn giản, nếu như thân cận với mình thì không phải là xung đột với các lãnh đạo huyện khác hoặc Chu Phú Đức sao. Xem ra mình vẫn chưa được sự tín nhiệm của mọi người. Phải cố gắng hơn nữa mới được. Vâng, chủ tịch huyện. Nông viện viện trả lời tương đối lớn, hơi giống tư thế của một nữ binh. Lát sau, lại chần chừ nói. Chủ tịch huyện Điệp, cháu gái họ của em, chính là Nông Liên Liên, chắc là có chút rắc rối với trưởng ban tôn. Cuối cùng chị dâu em đưa thông điệp, nếu trưởng ban tôn không thể sắp xếp được một vị trí cho anh trai Liên Liên, thì chuyện này có chút phiền phức. Thái độ của trưởng ban tôn như thế nào? Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn cô, hỏi. Vội muốn chết, cứ nhờ em xin hộ, nhưng em nói cũng vô dụng, chị dâu em là một cái cân mà. Nói bên huyện Giang Tân cũng có người thích Liên Liên, nếu trưởng ban tôn không có cách gì tốt, thì cái này. Nông viện viện tính nói, vì cô nghe được cuộc nói chuyện của Diệp Phàm và Tôn Minh Ngọc. Cảm thấy hình như Diệp Phàm còn bản lĩnh gì đó chưa dùng, hẳn là có thể giúp được Tôn Minh Ngọc. Hơn nữa, Nông viện viện rõ ràng là không muốn Nông Liên Liên và Tôn Minh Ngọc phải chia lìa. Tấm lòng của phụ nữ hơi mềm yếu, không thể đành lòng được. Ha ha, tối nay tôi sẽ nói chuyện với trưởng ban tôn, xem có cách gì hay không. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái, cười nói. Thầm nghĩ, trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc này vẫn đang trong thời gian quan sát. Hôm đó trong hội nghị thường vụ dù nói có giúp mình một chút, ắt hẳn cũng là thử thăm dò. Từ những phân tích của phương viên, người này có cha là trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Tôn Quốc Đống nâng đỡ, lai lịch không nhỏ. Ắt hẳn là một con hạc độc lập trong ủy viên thường vụ huyện ủy, trước mắt có lẽ chỉ là không muốn xung đột với nhân vật số một Chu Phú Đức thôi chứ không phải là không dám tranh luận vài câu với ông ta. Dù nói hiện nay ngoài mặt Chu Phú Đức ủng hộ mình, nhưng ai dám đảm bảo ông ta sẽ không dở quẻ. Nếu điều đó mà xảy ra thì xung đột lợi ích sẽ tương đối kịch liệt. Chắc hẳn nhân vật số một Chu Phú Đức này sẽ xem ông đây là kẻ thù mạnh không nương tay đâu. Mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn chính là đốm lửa, ông đây vừa nói đến chuyện thị trấn Thanh Sơn, thì ông già đó liền thể hiện thái độ ủng hộ bí thư đảng ủy thị trấn Thiết Đông rồi. Trong mắt hắn, vị trí của mình còn không bằng Thiết Đông. Từ thái độ của Chu Phú Đức, có thể thấy vấn đề của thị trấn Thanh Sơn không nhỏ, nắm chặt điểm này làm bước đột phá, ắt hẳn mưu mẹo trong trấn này không nhỏ, có lẽ đây chính là bước đột phá để mình mở được cục diện của Ma Xuyên. Điện thoại vang lên. Ông em Diệp, có phải cậu xung đột với tên họ Phan rồi không? Trong điện thoại vang lên giọng của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu Hạ Hải Vĩ. Xung đột, làm gì có, chỉ là tên này không thức thời. Diệp Phàm đem chuyện đó kể sơ qua với Hạ Hải Vĩ, hừ giọng nói. Anh Hạ, tên họ Phan này có phải động lên đến địa khu rồi không? Ừ, chiều nay, Phó Chủ tịch địa khu cha có đặc biệt ghé đến văn phòng tôi. Nên biết là tôi đến địa khu này hơn một tháng rồi, trước nay Phó Chủ tịch chưa từng đến phòng tôi. Cha Kế Cương có chút kỳ lạ, sau mới biết ông ta đến là muốn nhờ tôi nói hộ, chính là giúp cho tên Phan mặt dỗ xã Kim Đào kia. Chương 809, như xương cá mắc họng 1,2. Thứ này nếu đã không thức thời như vậy, thế thì cứ giáo huấn y một chút. Nhưng mà, cậu em Diệp à, hiện giờ cậu đang ở thời kỳ quan trọng, cũng không thích hợp để kết thù nhiều quá, có chừng có mực thôi là được rồi. Đợi người ta họp xong, vị trí chủ tịch huyện ngồi cho ổn định xong xuống tay cũng không muộn mà. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Huống hồ thời gian chỉ có vài tháng là đã có thể trị được tên đó rồi. Hạ Hải Vĩ suy xét cho Diệp Phàm. Ha ha, ý kiến của anh là chuyện bình thường, anh là người quản lý chính trị pháp luật mà, quản cả đám công an. Diệp Phàm bật cười ha ha. Chú em, nói thật với cậu, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, dù sao thì tôi với Phó Chủ tịch địa khu cha cũng chẳng có nhiều giao tình lắm. Ông đây tốt xấu gì cũng là một ủy viên thường vụ, nó muốn khoe khoang trước mặt anh chú. Vẫn còn non lắm. Chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch địa khu thôi, cũng chỉ quản một bộ phận nào đó thôi à. Nghe nói tên nhóc đó có quan hệ rất tốt với chủ tịch địa khu Vương. Hơn nữa, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày nay hai lần nhìn thấy, tên nhãi chủ tịch huyện Hồng Sa Châu hình như có chơi với Quách Tân Bình. Hôm trước, nó với Quách Tân Bình uống rượu say mềm ở cao ốc Đức Hồng, lúc đó cũng vừa hay tôi cũng ăn cơm ở đó. Vốn chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng, nghe nói Ma Xuyên của ông em tranh giành phát triển kinh tế bất chính với huyện Hồng Sa Châu à?
chỉ sợ là tên đó lại dở trò gì đó. Hạ Hải Vĩ có vẻ hơi lo lắng, hiện tại ở Đức Bình, Hạ Hải Vĩ cảm thấy chỉ có Diệp Phàm mới là huynh đệ có thể tin tưởng được nhất. Những người khác, y vẫn chưa nhìn thấu, nhất thời không nói được. Liên quan đến vấn đề đứng chung hàng, hoặc là ai nói liên minh với ai, rốt cục là bí thư đại diện phái ngoại Lai Trang Thế Thành, hay chủ tịch địa khu Vương Triều Trung phái bản địa, hoặc là những phe phái thứ ba khác, cái này y vẫn chưa suy xét xong. Cho nên, hội nghị thường vụ địa khu mời họp hơn 2-3 lần, Hạ Hải Vĩ đều bỏ phiếu trắng, luôn ngoảnh mặt làm thinh. Quách Tân Bình, chủ tịch huyện Hồng Sa Châu, y với cha kế cương rất thân, có lẽ họ vốn đã thân rồi, làm cấp dưới, muốn kiếm chút ưu đãi chỗ phó chủ tịch địa khu cha thì mời ông ấy đi ăn cũng là chuyện bình thường. Mấy hôm trước bí thư chủ huyện chúng em cũng đi tìm cha kế cương, nhưng nghe nói lần này toàn bộ khoản tiền đầu tư giao thông của địa khu sẽ chi hết cho quốc lộ La Thủy, cho nên Ma Xuyên chẳng kiếm được xu nào, mấu chốt xui xẻo là chẳng có tiền thì còn biết phải làm thế nào. Diệp Phạm suy nghĩ, cười nói, mặt đau khổ. Chủ tịch huyện Quách muốn kiếm chút tiền đương nhiên là bình thường, nhưng cậu em, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, cậu suy nghĩ thử xem, trong đó có chứa đựng chuyện phức tạp gì không. Hạ Hải Vĩ dù sao cũng già đời, kinh nghiệm hơn Diệp Phàm, dường như đã nhìn thấy được một số vấn đề trong đó. Phức tạp khác, Ma Xuyên chúng em với Hồng Sa Châu cạnh tranh, Quách Tân Bình tìm phó chủ tịch địa khu cha ăn cơm, mà cách đây mấy ngày còn đụng phải anh Hạ Anh 2 lần. Trong chuyện này lẽ nào có cái gì đó chưa nói rõ? Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng. Tôi cũng nghĩ vậy, cậu thử nghĩ đi cậu em. Quách Tân Bình, chắc chắn không muốn thấy Ma Xuyên các cậu vượt qua Hồng Sa Châu bọn họ. Hạ Hải Vĩ thuận miệng nói một câu, suýt chút nữa làm Diệp Phàm kêu lên. Thằng nhãi này nói. Đúng rồi, chủ phú Đức lên địa khu chẳng kiếm được một đồng nào, nếu như Quách Tân Bình huyện Hồng Sa Châu có thể kiếm được tiền về thì có vấn đề rồi. Nghe nói huyện Ma Xuyên là đối tượng trọng điểm cần được địa khu chú trọng, hàng năm đều phải cấp xuống mấy trăm ngàn sửa đường, năm nay chẳng có một đồng nào, chuyện này có chút khác thường, lẽ nào có ai động tay động chân sao? Đúng đó, người này còn không phải là Quách Tân Bình sao? Y không muốn thấy Ma Xuyên các cậu vượt qua bọn họ, cho nên, đã chặn tất cả mọi ngả đường, sửa đường chính là tấm chắn lớn. Hạ Hải Vĩ nói, hừ, nếu thực sự tên đó dám làm khó dễ như vậy, thế thì em cũng chẳng phải dạng ẻo là. Anh Hạ, có chuyện này em nhờ anh điều tra trước, em nghĩ, chẳng có tường nào mà không có gió lọt qua. Chỉ cần cục giao thông dám cấp tiền cho Hồng Sa Châu, còn huyện Ma Xuyên chúng em lại không có, thế thì trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Diệp Phàm lạnh lùng. Tôi biết, tôi sẽ chú ý, nhưng, chỉ sợ Phan Mặt Dỗ cục công an địa khu kia sẽ làm khó dễ thôi, cậu cẩn thận một chút. Tôi bên này sẽ giả bộ ngớ ngẩn. Tên Lâm Thiên đó không dễ đối phó, chỉ sợ cái tên Ngô Đồng huyện các cậu không gồng gánh nổi. Hạ Hải Vĩ nói ra lo lắng trong lòng. Lâm Thiên, người này hình như cũng hơi khó chơi. Diệp Phàm nói thầm một câu, đột nhiên nói. Anh Hạ, em thấy cái hư danh chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật để không cũng khó chịu, hay là cũng nhân cơ hội xuống tay đi. Xuống tay, với ai? Hạ Hải Vĩ biết nhưng cố ý hỏi. Anh em chúng ta. Còn phải giả bộ ngớ ngẩn lừa nhau sao? Đương nhiên là Lâm Thiên rồi, anh Hạ có cách nào để đuổi tên đó đi không? Một mình anh kiêm luôn cục trưởng công an càng tốt. Diệp Phàm cười khan nói. Đuổi y đi, cũng tương đối khó, trước mắt không có lý do gì để đưa y đi. Mà, dù có đưa y đi rồi, cấp trên chưa chắc đã để tôi kiêm nhiệm cục trưởng công an. Nghe nói Lâm Thiên có quan hệ tương đối tốt với chủ tịch địa khu Vương. Thế lực của tập đoàn chủ tịch địa khu Vương tương đối mạnh, bí thư Trang cũng có đấu với ông ta vài lần, nhưng dường như vẫn chưa được gì. Cũng không thể nói bí thư Trang không có năng lực, chủ yếu là do nguyên nhân lịch sử trước đây tạo thành. Bí thư tiền nhiệm sắp về hưu, nên cũng không để ý mọi việc. Để mặc cho chủ tịch địa khu Vương Triều Trung nắm quyền, cũng giống như thế thiên tử lệnh chư hầu thời cổ đại, có lẽ hai người này cũng có thỏa hiệp gì đó hay chuyện gì khác. Cho nên mới nói nuôi hổ thành họa, khiến bí thư Trang hiện nay rơi vào thế bị động, ắt hẳn muốn xoay chuyển cục diện cũng hơi khó. Tôi tạm thời chỉ có thể quan sát, thời cơ vẫn chưa chín muồi, mẹ kiếp, buồn quá. Hạ Hải Vĩ không kìm nổi mắng mấy câu thô tục. Thành sự tại nhân. Diệp Phàm thốt ra 4 chữ, Hạ Hải Vĩ cũng từng nhắc tới vài lần, đột nhiên ông cười nói. Cậu em nói hay lắm, thành sự tại nhân, ha ha ha, gác máy,
lần sau rảnh lại nói tiếp. Lâm Thiên, sau khi gác máy, Hạ Hải Vĩ trong miệng không ngừng nhắc đến tên này. Kỳ thực lời Hạ Hải Vĩ nói không thật, trong lòng ông sớm đã ngầm quan sát Lâm Thiên rồi, có thời cơ tự nhiên sẽ xuống tay thôi. Tuy nhiên, tên Lâm Thiên này cũng thần bí, người này có lai lịch tương đối lớn ở tỉnh, từ chuyện y chẳng chút hoảng sợ đám chủ tịch địa khu vương có thể đoán ra được chút ít. Hạ Hải Vĩ cũng hơi kiêng kỵ, làm việc phải luôn cẩn thận. Chưa nắm chắc chín phần thì tuyệt đối y sẽ không ra tay. Chuyện này, một phát không trúng có lẽ bản thân Hạ Hải Vĩ sẽ rơi xuống nước, ngay cả cái mũ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cũng bị người ta hái mất. Thế thì mất nhiều hơn được, dù sao cái mũ quan này Hạ Hải Vĩ phải tốn sức ba bò chín châu mới kiêm được. Đương nhiên, y cũng buồn, vì trong chốn quan trường y chẳng có ai. Cái vị trí này cũng là do Diệp Phàm lợi dụng trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt và phó giám đốc sở Lý Sương Hải trả hắn món nợ nhân tình mới có cơ hội đẩy lão Hạ lên được. Cho nên, lão Hạ đương nhiên rất cảm kích Diệp Phàm, đối đãi với hắn như em ruột vậy. Đương nhiên, giao tình là cái thứ, tuy chỉ có một mã, Hạ Hải Vĩ căn bản chẳng có giao tình gì với hai người này. Chuyện này chẳng qua, hai vị đại lão trên tỉnh tự nhiên không muốn nhốt Hạ Hải Vĩ, cho nên... Hạ Hải Vĩ kỳ thật chính là một tấm lục bình thôi. Lúc đong đưa có thể bị người ta chen lên trước hoặc bản thân bị gió cuốn đi. Đương nhiên, y luôn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, thậm chí phải là cán bộ cấp phó tỉnh mới có chút tác dụng. Nhưng, vận khí của lão Hạ cực kỳ kém, mãi vẫn chưa kiếm được cơ hội nào. Thế nên hiện nay lão Hạ mới tạm thời đứng nhìn người ta diễn, ngay cả cuộc chiến trang, vương cũng chẳng dám nhúng tay vào. Chỉ sợ làm chuyện gì không tốt lại ảnh hưởng đến mình. Quan trường nhìn thì yên ả, nhưng thực tế lại vô cùng hiểm ác, một bước vô ý, có lẽ ngay cả cái mũ quan cũng bị thổi bay luôn. Muốn đánh đổ cục trưởng công an địa khu Lâm Thiên, đối với Hạ Hải Vĩ mà nói, trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa, mặc dù có khi Hạ Hải Vĩ muốn ngừng quan sát, không tham chiến, nhưng cũng không được. Anh muốn đứng nhìn người ta đánh nhau, nhưng người ta lại không muốn anh giữ vị trí trung lập. Cho nên, lựa chọn, đó là chuyện lão Hạ sớm muộn phải làm. Đại ca, cái lão già Nhật Bản tên Aoi Ichiro nói đã tới Đức Bình rồi, anh nhanh cho người đi tiếp đón đi. Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng Tề Thiên. Tên của công ty Aoi Ichiro là gì? Có mấy người đi theo, có đem theo phiên dịch không? Còn nữa, không phải nói là cuối tuần tới sao, sao giờ lại đến nhanh vậy? Ông đây vẫn chưa chuẩn bị gì cả, phiền phức quá. Diệp Phàm trong lòng chấn động, thúc giục hỏi, không thể ngờ cái lão này lại đế nhanh vậy. Nhất thời cảm thấy có chút lo lắng. Phiên dịch, có chứ, chắc là có khoảng 3-4 người. Vốn nói cuối tuần tới, nhưng công ty lão đó có việc, nói là thuận đường bay đi Hong Kong rồi đến Thủy Châu luôn. Đi dạo khảo sát thực tế một vòng, trở lại Nhật Bản sẽ quyết định. Công ty của ông ta tên tập đoàn An Đạt, cụ thể là kinh doanh cái gì em cũng chẳng rõ lắm. Nghe nói vốn đăng ký kinh doanh đến 2-3 tỷ gì đó. Hình như bọn họ có một nhà máy che trúc chế phẩm ở Việt Nam, có thể làm ở Việt Nam thì chắc cũng có thể làm được ở Ma Xuyên. Chỉ cần điều kiện của các anh có thể đánh động được bọn họ thôi. Nhưng nghe nói người này là phó chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn An Đạt, bản thân ông ta cũng nắm 5% cổ phần của tập đoàn, có thể xem là phú ông vài trăm triệu đó. Tề Thiên nói, đến gấp vậy. Chắc không phải chỉ đến xem che chúc không chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên không phải là đến để xem không rồi, che chúc gì đó, nước ta nào có hiếm. Thành phố Kiến Âu tỉnh Phúc Kiến là cố hương của che chúc, tên tuổi vang dội xếp hàng đầu kia kìa. Ắt hẳn chủ yếu chạy đến vì xuân cung hoàn của ông anh đó. Chuyện khảo sát nhà máy chỉ là thuận tiện thôi. Nhưng mà, anh cũng nên nghĩ cách để nắm cái lão này, thậm chí là kiếm hắn chút máu mới được. Đã đến một chuyến rồi mà, nếu không đầu tư thì cũng phải để lại cái gì đó mới đúng. Em đã giới thiệu người rồi, được hay không thì phải trông cậy vào ông anh thôi, ha ha ha. Tề Thiên cười điên cuồng, nhỏ giọng nói. Anh à, công em lần này hơi lớn đó, thịt chăn thuốc đó có thể nhiều hơn chút không? Hắc hắc, một nắm tay được chứ? Nắm tay cái con khỉ ấy, đợi chuyện đầu tư quyết định xong đã, nếu mà làm không xong thì ông đây đòi đòi cả tiền tiếp khách đó. Cậu còn ngồi đó mà mơ một nắm tay, đấm cậu một đấm thì có. Diệp Phàm tức giận mắng. Anh à, cái đó cũng đâu phải là em được chỉ định ông ta đầu tư đâu, nhưng mà, không đầu tư cũng phải để lại chút máu,
cái lão Nhật Bản đó tiền kiếm được nhiều lắm, mẹ kiếp, được nhiều máu lắm đó. Tề Thiên nổi giận, đem lửa hận chút lên người Aoi Ichiro. Cái này không cần cậu phải lo, cái tên Nhật Bản đó, vào tay tôi mà còn để cho ông ta thoát được sao? Xương gà thì cùng phải bỏ ra 2 lượng dầu chứ, hứ. Diệp Phàm gác máy, lập tức sắp xếp bố trí. Nông viện viện, cô kêu Sa Hồng Quân đến ngay, kêu cả mất phó chủ tịch huyện đến họp khẩn cấp. Mặt khác, kêu trưởng phòng giáo dục, trưởng phòng công an, lập tức đến họp. Diệp Phàm hét lên. Vâng. Nông viện viện trong lòng ngạc nhiên, không thể ngờ anh họ lại có vận may như vậy, lập tức đã được sắp xếp công việc rồi. Chuyện này ván đã đóng thuyền rồi, vốn Diệp Phàm định gọi anh ta mai đến, giờ thế cuộc tạm thời thay đổi, anh họ kia. Bí thư Chu, phó chủ tịch khu vực châu Á tập đoàn An Đạt Aoi Ichiro cùng với một số người công ty ông đã đến khảo sát tới Đức Bình rồi. Lần này bọn họ là tới khảo sát tre trúc của xã Kháo Sơn Chuân Tử chúng ta. Tôi nghĩ, phẩm chất tre trúc của Kháo Sơn Chuân Tử chúng tương đối tốt, có thể thuyết phục họ đầu tư là dự định của tôi, nếu có thể thành công thì chúng ta có hy vọng rồi. Diệp Phàm sung sướng báo với bí thư huyện ủy Chu Phú Đức. Aoi Ichiro không phải bảo cuối tuần mới đến sao? Thế này, cậu lập tức sắp xếp đi, cần gì cứ nói, tất cả đều do cậu phụ trách, nhất định phải giữ các vị khách Nhật Bản ở lại Kháo Sơn Chuân Tử mới được, mặc kệ tốn kém bao nhiêu. Chủ tịch huyện Diệp, huyện chúng ta chẳng có bao nhiêu cơ hội thế này, mà xuyên, không thể cứ nghèo mãi được. Xây nhà máy, chấn hưng kinh tế, đó là con đường duy nhất. Chu Phú Đức tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ. Còn nữa, cần các ủy viên thường vụ phối hợp thì cậu cứ lập tức sắp xếp, nếu có người nào từ chối thì cậu cứ báo cho tôi sẽ nói chuyện với họ. Được. Diệp Phàm thốt lên một chữ. Trong huyện lập tức náo nhiệt hẳn lên, ban vệ sinh làm vệ sinh, các đồng chí ban tuyên truyền cũng bắt đầu hành động, cả huyện giống như một bộ máy đang vận động. Nhưng, cũng hơi lộn xộn một chút, vì từ khi xây dựng huyện Ma Xuyên đến nay, căn bản là chưa từng đón tiếp khách nước ngoài bao giờ. Nhất thời chân tay hơi luống cuống, không biết nên sắp xếp từ đâu. Diệp Phàm suy nghĩ mãi, cảm thấy chuyện này cũng phải thông qua địa khu một tiếng. Nhưng, thông qua ai cũng là một sự lựa chọn. Theo quy củ mà nói chuyện này trước tiên cần báo với Phó Chủ tịch Thường trực địa khu phân quản địa ủy ủy ban nhân dân địa khu Triệu Sa Thành một tiếng, dù sao thì ông ta cũng quản chuyện này, nhưng, Diệp Phàm vẫn còn hơi lo lắng gì đó. Hắn không gọi cho ông ta, mà trực tiếp gọi đến chỗ Trang Thế Thành. May là bí thư Trang đang rảnh, Diệp Phàm đem chuyện có khách Nhật Bản ghé đến báo cáo một lượt. Ừ, thế thì phải lập tức nắm chặt thời cơ, nếu cần địa khu phối hợp gì, cậu cứ trực tiếp tìm lãnh đạo phân quản. Nếu bọn họ rông dài thì gọi điện ngay cho tôi. Còn nữa, chuyện này cậu nhất định nắm cho chặt, tìm cách giữ phó chủ tịch Aoi ở lại, đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu. Phải đối đãi thận trọng như đối đãi với các nhân vật chính trị, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sơ suất nào. Tiểu Diệp, cơ hội không nhiều đâu, đừng để thoát, Ma Xuyên, không kéo lên nổi, coi như thua đó. Bí thư địa ủy Trang Thế Thành không nói rông dài, trực tiếp dặn dò. Bí thư Trang, chuyện này tôi có cần báo cho chủ tịch địa khu Vương không? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Tự cậu quyết định đi. Trang Thế Thành gác máy. Tự mình quyết định. Tạm thời không nên nói, chỉ sợ lại có nội quỷ, đem đào của ông đây chạy đi mất. Diệp Phàm thì thào. Không lâu, mấy phó chủ tịch huyện cùng với mấy nhân viên phụ trách bộ môn có liên quan đã đến phó chủ tịch thường trực phụ lý phó chủ huyện Phương Hồng Quốc, chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương, trưởng ban tuyên giáo Đỗ Tiểu Lan sau khi nghe điện thoại của Diệp Phàm cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đến. Kỳ lạ là Diệp Phàm không gọi bí thư đảng quần chúng Vi Bất Lý và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền, nhưng không ngờ họ cũng đến góp vui. Nói là tiếp đãi khách khứa quan trọng, cũng là trách nhiệm của bọn họ gì đó. Mã Vân Tiền được phân quản chính trị pháp luật đến còn có lý, vấn đề công an bảo vệ cần y phụ trách, nhưng Vi Bất Lý đến làm gì, chuyện này đâu có sắp xếp thay đổi nhân sự gì đâu. Mẹ kiếp, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, trong lòng Diệp Phàm thầm mắng. Nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười chào đón. Trưởng phòng công an Ngô Đồng sau khi nhận lệnh, lập tức quay về sắp xếp, một lát sau, cùng với nông viện viện, dưới sự dẫn đầu của chánh văn phòng huyện ủy Liễu Nghi Phương, đã lái xe đến Đức Bình. Bọn họ, đương nhiên là do Diệp Phàm cử đi đón đoàn rồi. Diệp Phàm vốn định tự mình đi, nhưng chuyện bên này cũng cần người sắp xếp. Hơn nữa,
chủ yếu nhất vẫn là xã Kháo Sơn Chuân Tử, phải thể hiện rõ mục đích này, bằng không, dùng cái gì để thu hút ánh mắt của Aoi Ichiro. Người này tuy nói mục đích đến đây lần này tám phần là nhờ mình chữa bệnh, nhưng đây là người làm ăn, cũng không thể bỏ qua chuyện đầu tư, là một người có chủ ý khôn khéo, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Xét thấy Liễu Mi Phương dù sao cũng là chánh văn phòng huyện ủy, phong phú tiếp đãi kinh nghiệm, người con gái này lại có dáng dấp xinh đẹp, dù nói Diệp Phàm không khinh thường sử dụng mỹ nhân kế với lão già Nhật Bản Aoi Ichiro, nhưng dung nhan người con gái cũng có phần quyết định thành công lớn. Đàn ông mà, mặc dù không ăn, nhưng thưởng thức một chút cũng được. Hơn nữa, dù công năng tình dục của Aoi Ichiro không được tốt, nhưng mà vẫn rất thích trêu chọc phụ nữ, bởi vậy, cử cô ấy đi là tốt nhất. Ủy ban nhân dân huyện đang nghiêm túc họp hành. Lúc này, thư ký mới nhậm chức của Diệp Phàm, Sa Hồng Quân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp, nhẹ nhàng bước vào bàn họp hình tròn chỗ chủ tịch huyện Diệp, anh ta nói thầm bên tai. Chủ tịch huyện, xã Kim Đào đang xảy ra đánh nhau tập thể có dùng vũ khí, nghe nói hai thôn có đến 100 người, đang đánh nhau. Loạn xà ngầu hết rồi, chính quyền xã không khống chế được thế cục, nói nguyên nhân bởi vì chuyện quả đào, đang xin phái công an huyện đến giúp đỡ. Ừ. Diệp Phàm gật gật đầu, hỏi. Chuyện này có thật không? Đã xác minh chưa? Sắc mặt thằng nhãi lập tức khó giữ được bình tĩnh, âm trầm quét nhìn mấy phó chủ tịch huyện và đám Mã Vân Tiền một cái, thầm nhủ, đúng là xui xẻo, thời khắc quan trọng này lại có người gây rối, vì quả đào. Chắc chắn đúng, là thư ký Thái Đại đích thân gọi đến, gọi trực tiếp vào điện thoại của ngài. Tôi nói ngài đang họp, anh ta hối thúc nếu không đi nhanh sợ là không kịp. Sa Hồng Quân vẻ mặt lo lắng, những chuyện đánh nhau tập thể thế này nếu là thật thì có thể gây nên thảm án, hoặc có nhiều người bị thương thì phiền phức. Diệp Phàm đương nhiên không dám chậm trễ, quay người nói với Mã Vân Tiền. Chủ nhiệm Mã, trưởng phòng Ngô đi Đức Bình rồi, nghe nói ở xã Kim Đào xảy ra đánh nhau trong thôn có vũ khí, phiền anh cùng với đội công an nhanh chóng đến xã, bình ổn tình thế. Khuyên bảo bằng lời là chính, chú ý đừng để ảnh hưởng. Nhất định đừng áp bức quá mức chọc cho dân chúng kích động. Chương 810, có chuyện bất ngờ xảy ra. 1+2. Tôi đi ngay. Mã Vân Tiền thẳng thắn, trả lời rồi bước ra ngoài. Khi vừa mới ra ngoài cửa, mặt thằng nhãi này lập tức lộ vẻ hung tợn, đến kịp à, dùng chiến thuật kéo dài à, ông đây sẽ phải khiến cho mày kéo dài đến tè ra quần mới đúng. Bí thư Chu, dân hai thôn xã Kim Đào phát sinh đánh nhau có dùng vũ khí. Tôi dự định xuống xem, chuyện khách Nhật Bản đến dự bên này, nhờ anh đến thị trấn tiếp đãi trước. Diệp Phàm nói, dùng vũ khí đánh nhau, vì sao vậy? Có bao nhiêu người tham gia? Toàn thân Chu Phú Đức khẽ động đậy, cũng chẳng kích động và lo lắng lắm. Vì, dân huyện Ma Xuyên xảy ra chuyện dùng vũ khí đánh nhau là chuyện cơm bữa. Mỗi năm đều có mấy người bị đánh chết, nhưng thông thường đều tự giải quyết, bồi thường 20-30 ngàn là xong chuyện. Nếu mà xử lý không được, thường thì sẽ phái công an xã thị trấn đến ra mặt thì mới có thể gọi hai bên đến đàm phán. Vì chẳng ai báo cảnh sát, cho nên những chuyện như thế này không dẫn đến quá nhiều phiền toái. Chuyện này đương nhiên liên quan đến vùng đất Ma Xuyên được xưng là nơi những tên thổ phỉ trước kia được thả ra và sự hung hãn của người dân địa phương. Trước kia có người dùng vũ khí đánh nhau, mọi người đều cho đây là chuyện riêng, người chết là do bản thân xui xẻo. Không có quan niệm căn bản về pháp luật. Người ở đây, căn cản là không nghĩ đến chuyện đi báo công an hoặc gì đó. Có lẽ, chuyện này sớm đã trở thành một quy định đi sâu vào tiềm thức dân gian rồi. Phòng công an huyện biết rõ chuyện này, nhưng người ta không báo cảnh sát thì đương nhiên họ cũng chẳng dính chuyện phiền phức làm gì cho tự bẽ mặt. Chuyện lần này tương đối lớn, chắc có khoảng 100 người. Người ở xã nói là không khống chế được, nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Ắt hẳn là có liên quan đến phụ cấp cây đào. Trong lòng Diệp Phàm tương đối lo lắng, chuyện này dù sao cũng vướng mắc đến mình. Vì cây đào là do mình không cho dân chúng chặt, giờ có chuyện tranh cãi do tiền trợ cấp, thế nào cái lũ kia cũng mò đến mình điều tra. 100 người à, vậy cậu nhanh xuống đó đi, tránh mọi chuyện lại lớn thêm bước nữa. Tuyệt đối không được để chết người, kêu Mã Vân Tiền đi cùng, đem theo nhiều người một chút, dân địa phương đó hung hãn. Chú ý bảo vệ bản thân. Chuyện khác Nhật Bản bên này tôi sẽ đợi ở huyện, cậu xử lý xong lập tức quay về. Nói thật, kẻ quê mùa như tôi nhìn thấy người nước ngoài cũng hơi ngại. Chỉ lo lại nói câu nào thô lỗ, dọa họ chạy mất.
Chu Phú Đức có chút lo lắng. Vừa rồi không coi trọng, vì nghĩ chuyện không lớn. Giờ có trăm người đánh nhau, thế thì đây là chuyện nghiêm trọng rồi. Nếu thực sự có người chết, ắt hẳn chủ tịch huyện Diệp Phàm này cũng trốn không thoát, bản thân là nhân vật số một của Ma Xuyên chắc chắn cũng bị dính cứt vào quần. Diệp Phàm đi xử lý đương nhiên có thể bị thương rồi, dù nói bản thân mình với Diệp Phàm này hiện nay vẫn chưa có tình cảm gì tốt, nhưng cũng chẳng có ác cảm, chỉ là cảm thấy có chút vướng tay. Thậm chí hiện nay, chuyện Diệp Phàm không thể uy hiếp đến mình sao? Thứ hai, dù sao hắn ta cũng do đích thân bí thư trang chọn, nếu thực sự bị đám dân Ma Xuyên đánh chết chắc chắn bản thân mình cũng không thoát được. Tuy nói đã có chủ tịch địa khu Vương Triều Trung chống, nhưng nếu Trang Thế Thành đã nổi trận lôi đình thì chắc hẳn dù là Vương Triều Trung, cũng sẽ không sống chết bảo vệ mình. Lúc đó bị người ta bỏ rơi, thành thứ bỏ đi, chỉ bằng cứ trong tình trạng đề phòng tai họa như hiện tại. Nhưng, đối với chuyện cây đào, Chu Phú Đức cũng hơi hối hận vì lúc đó trong hội nghị thường vụ đã ủng hộ Diệp Phàm. Nếu lúc đó để cho dân chúng tự chặt hết đào, thế thì đã không có chuyện rắc rối này rồi. Mẹ kiếp, cũng là do chó Nhật Phương Hồng Quốc hại. Ngày đó nếu không phải y cứ ở bên cạnh ồn ào, mình cũng sẽ không vì chuyện lôi kéo Diệp Phàm mà mở miệng. Đào ơi là đào, mày đúng là một quả bom hẹn giờ chẳng biết khi nào thì kích nổ, nói không chừng Chu Phú Đức nắm tay lại, đấm thịt xuống bàn. Hai mắt lập tức trợn trừng. Hồng Quân, anh nói rõ tình hình cụ thể trước đi, rốt cục là có chuyện gì? Diệp Phàm ngồi trong chiếc Wrangler, vẻ mặt thâm trầm, hỏi thư ký Sa Hồng Quân. Thằng nhãi này đang suy xét chuyện này rốt cuộc là do ai gây ra hay là tự nhiên phát sinh, cái này quá trùng hợp rồi. Vốn ở huyện không có tiền, muốn đi vay ngân hàng nhưng vẫn chưa làm. Cuối cùng Diệp Phàm giao cho bí thư dân quyền Thái Tắc Dân, dùng chiến thuật kéo dài thời gian, muốn chuyển tiền trợ cấp cho cây đào sang năm sau mới tính, ai ngờ chẳng được bao lâu đã xảy ra chuyện náo động rồi. Chủ tịch huyện, vừa rồi tôi cũng có hỏi tỉ mỉ. Hôm đó sau khi anh đi rồi, chủ tịch xã Thái lập tức triệu tập họp chính quyền xã, để sắp xếp bố trí. Sáng hôm sau bèn đem một chút tiền đến viện trợ cho mỗi nhà hạch định có cây đào vay hai tiền. Vốn chuyện này tiến hành rất thuận lợi, xã Kim Đào có gần 30.000 dân, 30 thôn lớn, thôn nhỏ chắc cũng khoảng 100. Tổ chức xã hạch định từng tổ nhỏ trong một thôn một để phát tiền trợ cấp, dân trong thôn cũng yên ổn không gây chuyện. Đợi đến lượt tổ mình. Có những người đã chặt cây đào trước rồi thì không ngừng hối hận. Nhưng, hôm nay có chuyện lạ lùng, tổ nhỏ của phó chủ tịch xã Lý Tĩnh trong xã dẫn người đến thôn Dương Thụ, đang hạch định cây đào ở đây thì đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến. Không lâu sau, thấy một đám người từ thôn Lý ra gần đó chạy đến. Ai nấy cũng như hung thần, người cầm cuốc, người cầm đòn gánh, còn có. Những người đó xông đến trước tổ hạch định cây đào hét lớn, chủ tịch xã Lý. Tới thôn chúng tôi hạch định cây trước đi, chúng tôi đợi không nổi nữa rồi, muốn lãnh tiền trợ cấp rồi. Người dân thôn Dương Thụ nghe xong đương nhiên không đồng ý, còn trưởng thôn Lý ra kéo tay phó chủ tịch Lý Quy Nghiêu hét lớn, chủ tịch xã Lý, ông cũng là họ Lý, tuy nói chúng ta không cùng một thôn, nhưng 500 năm trước chúng ta cùng một nhà. Nghe nói trên huyện hết tiền rồi, ai hạch toán đào trước thì có tiền, ai sau thì nợ, những người phía sau chẳng có tiền để lãnh rồi. Người dân thôn Dương Thụ vừa nghe nói trên huyện không có tiền, thế thì cũng chẳng còn gì nữa, trưởng thôn Dương Phát Thuận lập tức hô lên, không lâu sau mấy trăm người xông tới. Người hai thôn lôi kéo cán bộ của xã, đều muốn túm về thôn mình. Sau đó thì loạn cả lên, chẳng biết ai đó hét lớn, hiện nay tổ công tác đang ở thôn Dương Thụ chúng tôi, dựa vào cái gì thôn Lý ra các ngươi đến cướp người, lẽ nào thôn Dương Thụ chúng tôi đều là đám ẻo lả cả sao? Sau đó thì càng loạn hơn. Giòn gánh cuốc cày đều đem ra đánh nhau hết. Mấy nhân viên công tác xã kêu ầm cả lên, khuyên can cũng không khuyên được, mấy người ắt hẳn là sợ đánh chúng bèn vội núp qua một bên rồi. Chuyện này vừa mới loạn lên thì chẳng ai thu tay được, mà càng đánh càng hăng, chẳng ai nhận ra anh là cán bộ hay là dân thôn, dù sao cứ thắng trước đã rồi tính. Sa Hồng Quân nhanh chóng kể lại một lượt. Phái cảnh sát đồn công an đến chưa, chủ tịch xã Thái đâu? Diệp Phàm hỏi. Toàn bộ điều động cả rồi, nhưng mà ít quá, không can được. Chủ tịch huyện có thể anh không biết, Ma Xuyên chúng ta trước kia thổ phỉ hoành hành, cho nên, ai ai cũng có dính phỉ khí. Chuyện đánh nhau bị thương thậm chí đánh chết nhân cũng không hiếm thấy. Không đáng là cái gì, dân trong thôn hình như quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề chứ không dùng đầu óc và pháp luật rồi,
vì vậy cái này càng trực tiếp càng thấy hiệu quả quả. Cán bộ huyện sợ nhất cái này, có đánh nhau thì bọn họ đã sớm trốn xa rồi, còn ai dám vào đám náo loạn đó để tự mình rước họa chứ? Sa Hồng Quân nói, hừ, bưu điện huyện Ma Xuyên có chuyện gì vậy? Ngay cả sóng điện thoại cũng chẳng có. Trong lòng Diệp Phàm rất lo lắng, nhưng nhất thời không thể chạy tới được. Còn ở đây thì điện thoại biến thành một món đồ chơi, căn bản là chẳng thu được chút sóng. Cho nên, tình hình xảy ra bên kia ở trên xe căn bản là hoàn toàn chẳng biết được. Chủ tịch huyện, bưu điện địa khu nói là người huyện Ma Xuyên chúng ta căn bản chẳng xài nổi điện thoại, nói là đầu tư làm ăn nhiều ở Ma Xuyên chúng ta chỉ tổ lỗ vốn. Cho nên, ngoại trừ trấn huyện có một trạm di động được xây dựng khá tốt một chút, dưới các xã thị trấn trừ thị trấn Thanh Sơn, xã Thiên Hầu mấy xã có nền kinh tế tốt một chút ra. Những chỗ khác, chẳng hạn xã Kim Đào, xã Kháo Sơn Chuân Tử, Chức Nữ, Ngưu Lang, thì chẳng biết có trạm di động không. Chắc hẳn nếu có thì cũng là cái dạng chắp vá lung tung, căn bản là chỉ bày ra đó, chứ chẳng dùng được gì. Những thứ Sa Hồng Quân biết không ít, xem ra ở tổ thư ký văn phòng huyện ủy nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không. Hừ, Ma Xuyên nghèo, dân Ma Xuyên là công dân hạng hai, ngay cả các đơn vị bộ môn trên địa khu cũng coi thường chúng ta. Thực sự xem chúng ta như rác rưởi, chuyện này sau sẽ giải quyết. Một địa phương có hệ thống thông tin như thế thì sao mà thu hút đầu tư chứ? Chẳng thể nào bảo với khách là điện thoại của họ đến đây chỉ là món đồ chơi thôi, thế thì còn chiêu thương, thu hút đầu tư, hấp dẫn cái quái gì? Tòa cao ốc xây dựng ở nơi hoang dã cũng phải có cửa chứ, lẽ nào ở trong đó dùng sừng húc à? Cảm giác trong lòng Diệp Phàm rất trầm trọng, nặng trịch đến nỗi bị nó ép đến không thở được. Hai tiếng sau, rốt cuộc cũng tới thôn Dương Thụ. Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương cùng với một đám người đi đón đoàn cán bộ cùng với ông Aoi Ichiro lúc này đã bắt đầu từ cửa khẩu Lão Hổ Sơn Mạch Thiên Sa đi xuống. Vì lúc nãy trên núi gặp phải một chiếc xe tải đang gián đoạn, đợi 3 tiếng đồng hồ mới chạy xe đến khúc cua tương đối rộng chạy qua, bằng không, cũng chẳng biết khi nào mới đến được. Dấu hiệu xây dựng của Đức Bình, quán rượu Đức Hồng Đại. Két một tiếng, chiếc Audi 80 màu đen dừng trước cửa, cửa xe mở ra, trong đó có 3 nam một nữ bước ra. Đi đầu là một thanh niên, trong tay cầm chiếc túi màu đen. Ở giữa là người đàn ông trung niên trông rất dữ dằn, cả người mặt bộ đồ Roman màu đen thẳng thớm, cà vạt gô liền đỏ, chân mang chuồn chuồn ớt, có vẻ trang trọng mà bất phàm. Tuy nhiên, chiếc mũi ưng trên khuôn mặt ông ta đã phá hủy hình tượng đó, làm cho người ta có cảm giác trong sự thận trọng không mất đi vẻ cuồng ngạo, trong sự giả dối không mất đi sự mãnh liệt. Đi sát bên cạnh người đàn ông là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay có mấy cọng đụng vào mặt người đàn ông, hai quả bóng trước ngực phập phồng như hai chiếc bánh bao, khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn vài cái. Người con gái đi sát người đàn ông mũi ưng, giống như một đôi tình nhân. Người đàn ông đi sau cùng dáng béo mập, trong tay mang một chiếc túi da, cái bụng bia khi đi đường nhìn giống như con vịt đang đi dạo. Lão Ninh, tài liệu chuẩn bị đủ chưa đấy? Người đàn ông mũi ưng quay đầu ra sau hỏi người đàn ông trung niên bụng bự. Lúc đầu mới làm, hơi loạn, nhưng mà, hiệu quả tương đối tốt, số tiền vốn tiêu cũng không ít, đám truyền hình địa khu quy tôn tử kia cũng thâm lắm, chụp một tấm mà 500, đây là cướp tiền thì có. Làm như Hồng Sa Châu chúng ta là kho báu không bằng. Lão Ninh tức giận sờ cái bụng bia của mình, mắng. Chủ nhiệm Ninh, hình như không chỉ dừng ở 500 tệ, hi hi hi. Cô gái đi bên cạnh người đàn ông mũi ưng đột nhiên cười nói, giống như một yêu tinh. Trưởng phòng Dương, cái này cô đương nhiên hiểu rõ nhất. Ha ha, chủ nhiệm Ninh hắng giọng cười nói, dường như có nỗi niềm khó nói. Sao vậy Lão Ninh, cậu chú ý một chút chứ? Đừng có làm hỏng hết mọi chuyện. Người đàn ông mũi ưng sửng sốt, sắc mặt lạnh lùng nói. Chắc chắn là không đâu, chủ tịch huyện Quách, căn cứ vào thông tin anh cung cấp, biết Aoi Ichiro tương đối thích phụ nữ đẹp. Cho nên lúc đầu tôi đã tốn chút tiền để kiếm mấy cô em thôn nữ, ha ha, còn mặc trang phục tộc xa các con nữa, đứng tạo dáng trong rừng trúc thanh tú, chắc chắn là hấp dẫn, không thì anh cứ xem trước đi. Chủ nhiệm Ninh cười khan rút sấp ảnh trong túi ra, đưa lên. Chủ tịch huyện Quách cầm sấp hình mở ra xem kỹ một lúc, cười nói. Lão Ninh làm việc không tệ, tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là phải làm Aoi tiên sinh động lòng mới được, che chúc thêm các cô em, hơn nữa còn mặc trang phục dân tộc, đầy tính nghệ thuật,
hơn nữa lại có tính sơn dã. Cái này chắc chắn sẽ được tán dương. Mặc dù AOI không nhìn che chúc của Hồng Sa Châu chúng ta, thì cũng phải nhìn các cô em này, ha ha ha. Chủ tịch huyện Quách mỉm cười thâm hiểm. Đúng thế, đám ma xuyên khốn kiếp đó là cái quái gì, chắc giờ cả đám đang ở chỗ Thiên Sa Sơn, phải xoay chết cái đám quy tôn tử đó mới được. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện Hồng Sa Châu Đinh Nhất Bình không ngừng đắc ý. Mùi ưng đương nhiên chính là chủ tịch huyện nổi tiếng huyện Hồng Sa Châu Quách Tân Bình, người con gái xinh đẹp đi bên cạnh là trưởng phòng thông tin mới chủ bị Dương Kiều Kiều, người đi trước là thư ký chủ tịch huyện Quách, Trần Đống. Chủ tịch huyện Quách, chủ nhiệm Đinh suy nghĩ chu đáo quá. Thư ký Trần Đống đi trước quay đầu lại, nhỏ giọng khen. Ừ, lão Đinh, nghĩ ra chiêu gì vậy? Quách Tân Bình hơi hơi sửng sốt, hỏi. Cũng không thể xem là chiêu độc, đám ma xuyên đó không phải muốn đến Đức Bình đón AOI sao? Tôi chỉ kêu mấy chiếc xe đến chỗ Thiên Sa Sơn đứng một chút, ắt hẳn bọn họ ở trên Thiên Sa Sơn nửa ngày rồi đó. Đinh Nhất Bình mở miệng. Hay, 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 đúng là lão Đinh chu đáo, cái này gọi là Đinh Đại Tướng bảy trận Thiên Sa Sơn, đám ma xuyên kia không nắm giữ ấn soái Mộc Quế Anh, xem ra trời giúp Hồng Sa Châu chúng ta. Chủ tịch huyện Quách Tân Bình trong lòng mừng rỡ, âm thầm liếc nhìn Đinh Nhất Bình, thầm nhủ lão này đúng là thủ đoạn. Ý tưởng nát này mà cũng nghĩ ra, nhân tài mà. Sai rồi chủ tịch huyện Quách, bên kia bọn họ cũng có Mộc Quế Anh. Đinh Nhất Bình vỗ vỗ cái bụng khá bự, vẻ mặt cao nhân thần bí. Là ai? Dương Kiều Kiều mở to đôi mắt xinh đẹp. Cái người phụ nữ này, nghe đến phụ nữ đẹp, là lại phản ứng mạnh vậy đấy. Nghe nói lần này là do Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương đến Đức Bình nghênh đón Aoi Ichiro, cô gái đó, là một người rất lợi hại. Không hề kém Mộc Quế Anh. Nói đến đây Đinh Nhất Bình, hai mắt lờ mờ liếc nhìn bộ ngực Dương Kiều Kiều. Nhưng lão Đinh cũng chẳng dám làm càn, bởi vì Dương Kiều Kiều là của chủ tịch huyện Quách, có cho lão Đinh gan trời cũng chẳng dám đụng đến. Hóa ra là cô ấy. Chủ tịch huyện Quách hừ một tiếng, mấy người vừa đến cửa, một người thanh niên cao gầy đến đón. Tiểu Lưu, AOI ở phòng số mấy? Quách Tân Bình trực tiếp hỏi. Số 8 lầu 18. Người đàn ông cao gầy tên Tiểu Lưu trả lời. Đi. Quách Tân Bình không nói chuyện vô nghĩa nữa, mấy người đi thẳng đến thang máy. Bởi vì đường trong thôn quá kém, may là chiếc Wrangler của Diệp Phàm có tính năng việt dã rất tốt, bằng không chẳng thể nào mà đi được. Nhưng, dù vậy, cũng khiến cho lái xe Lý đổ mồ hôi một phen. Lái xe ở đó, căn bản là làm cho đầu óc không yên. Bất cứ lúc nào cũng có thể đưa mình đi báo tin ở âm phủ. Mất lần, Sa Hồng Quân định mở miệng, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng lại không dám hé răng, cũng chẳng dám phát ra tiếng động gì. Chắc là muốn đề nghị Diệp Phàm xuống đi bộ, dù sao mạng này cũng đáng tiền. Chỉ là Sa Hồng Quân có chút băn khoăn. Lo lắng ngày đầu tiên nhậm chức thư ký đã để cho chủ tịch huyện ấn tượng xấu là một tên nhát gan, không dám mạo hiểm, không chịu được trọng dụng. Vất vả lắm mới có được một cơ hội, nghe nói là do em họ nhờ vả, đương nhiên Sa Hồng Quân sẽ không dễ dàng gì từ bỏ. Huống chi chủ tịch huyện Diệp người ta còn không sợ chết, một thư ký nhỏ như mình thì sợ cái quái gì. Cuối cùng anh ta nhìn chằm chằm phía trước, hai tay nắm chặt. Đương nhiên, mồ hôi lạnh trên lưng chắc chắn đã thấm ướt áo, kỳ thực Diệp Phàm cũng không sai biệt lắm, chỉ có điều vẫn còn tốt hơn một chút. Vì thời gian không kịp nữa rồi. Nếu thời gian cho phép hắn sẽ kiến nghị sửa đường rồi. Lái xe Lý chốc chốc lại lấy khăn lau mồ hôi. Từ xa đã nhìn thấy 20 cảnh sát đang vây quanh một đám người đông đúc, tiếng quát tháo loạn cả lên. Kỳ lạ là cảnh sát giúp người nhưng vẫn bị lôi kéo, thậm chí, có một người đàn ông lực lưỡng còn cầm đòn gánh lên chuẩn bị nện xuống, mới bị một cảnh sát xông lên trước lôi lại. Mã Vân Tiền rốt cuộc đang làm gì vậy? Đem ít người đến như vậy. Giờ vẫn còn chưa dẹp được trận đánh nhau nữa Diệp Phàm cau mày. Dừng tay. Diệp Phàm ra hiệu cho Sa Hồng Quân xông lên trước hô to. Nghe tiếng la, Mã Vân Tiền không biết từ đâu lò đầu ra, chỉ vào Diệp Phàm hô lớn. Mọi người, chủ tịch huyện Diệp huyện Ma Xuyên chúng ta đến rồi, có chuyện gì mọi người cứ nói với anh ấy, nhưng ngàn vạn lần đừng nói chuyện sằng bậy. Chuyện gì chủ tịch huyện Diệp cũng sẽ giải quyết cho mọi người, cứ nói đi, nói đi. Diệp Phàm trong lòng than hỏng rồi, cái đầu ngu đó làm gì đây? Quả nhiên, nghe Mã Vân Tiền nói vậy, cả đám như nổ tung lên, 200-300 người la hét,
như mãnh hổ chạy đến chỗ Diệp Phàm. Dừng lại, từng người một. Mấy cảnh sát đứng cách Diệp Phàm khá gần xông lên trước muốn chặn đám người lại. Nhưng, thôn dân giống như điên loạn, trên mặt còn đọng vết máu, có người trên tay máu còn chảy thành dòng, mấy cảnh sát bị người ta xông đến, có người bị đẩy lui ra sau bên cạnh Diệp Phàm, lăn lộn, căn bản là chẳng làm được gì. Người hung dữ Diệp Phàm không sợ, hắn cứ đứng đó thản nhiên không hề có ý định lui ra sau. Sa Hồng Quân thấy không ổn, nhiều cười đến quá, chủ tịch huyện Diệp chết ngạt mất, sao mà chịu được. Hơn nữa những người này xông lên như vậy, chủ tịch huyện Diệp sẽ bị thương mất thôi. Cho nên, anh xông lên trước, thuận tay cướp lấy đòn gánh của một người dân, quơ quơ trong tay hét lên. Dừng lại, ai xông lên ông đây liều mạng với người đó. Chương 811 túm lấy. Liều mạng, thằng danh con mày là cái thá gì, chúng tao muốn tìm chủ tịch huyện Diệp tính sổ, vì sao lừa gạt lương dân chúng tao. Một người thôn dân râu dài lên tiếng, nãy giờ vốn đã dừng lại, giờ thôn dân lại tiếp tục giống lên, gã thừa cơ cầm mà quốc đập. Bên cạnh cũng có hai ba người thôn dân cầm gậy thô, đòn gánh và các công cụ khác nhằm vào trên người Sa Hồng Quân mà ra đòn. Bên trái lại có thêm ba bốn người né sang Sa Hồng Quân thư ký nhằm vào trên người Diệp Phàm mà xả đòn. Chó Nhật, những người này có vấn đề, cứ như muốn giết chết chúng ta vậy. Diệp Phàm trong lòng hơi rung động. Thân mình né lên phía trước, kéo Sa Hồng Quân lên theo. Tiện chân đạp một đạp. Bằng bằng bằng. Vài tiếng vang lên. Ba người đang tiếp đón, Sa Hồng Quân bị đạp ngã ra sau, tất nhiên. Vài người đang công kích Diệp Phàm cũng vì vậy mà bị thất thế. Chủ tịch huyện đánh người, bà con hương dân ôi, trời ơi! Chúng ta không thể bị ức hiếp, chủ tịch huyện ức hiếp chúng ta, còn quản hắn làm gì, chúng ta cũng là người, không phải chó. Người râu dài bị té cố chịu đau đứng lên, hô lớn. Tiếp theo là vài người thôn dân khác hô theo. Đúng, đánh hắn đi, chủ tịch huyện chẳng là gì cả. Những người bị ngã toàn bộ đều đứng cả lên. Cổ động thôn dân toàn bộ hướng về Diệp Phàm. Vài cảnh sát khẩn trương chạy tới, tuy nhiên, Mã Vân Tiền hình như bị đau bụng, thằng nhãi này ôm bụng ngồi xổm, ở giữa bốn cảnh sát đang bảo vệ, kêu hừ hừ. Tình thế chuyển biến đột ngột. Bằng. Một tiếng súng vang lên, thôn dân bị khiếp sợ, cả đám ngơ ngác nhìn người cầm súng, chủ tịch huyện Tiểu Diệp lúc này thoáng hiện chút xung thiên bá khí, tất cả ngơ ngác. Súng là Diệp Phàm đoạt từ một cảnh sát. Nhìn về phía thôn dân đang ngây người, Diệp Phàm hét lớn. Tôi là quyền chủ tịch huyện Diệp Phàm của huyện Ma Xuyên, tới giải quyết vấn đề, các người nào đòn gánh, nào cuốc, muốn đánh chết tôi có phải hay không? Đập chết tôi các người đi đâu lấy cây đào trợ cấp? Mày gạt người, còn dám nổ súng, các bà con đừng bị lừa, hắn không dám bắn chúng ta đâu, vì phải đền mạng đấy. Người râu rậm đắc ý kêu gào nói. Thật không? Diệp Phàm thản nhiên cười. Nhìn người râu rậm hô to. Anh lên thử xem. Tôi. Người râu rậm do dự, thấy Diệp Phàm hướng súng về phía mình, thằng nhãi này thân mình run lên, không hiểu gì quay đầu nhìn về phía Mã Vân Tiền đang ngồi xổm. Động tác này tuy nói phất qua, nhưng vẫn bị Diệp Phàm với đôi mắt ưng thấy được. Quái, chuyện lần này không phải là Mã Vân Tiền cố ý làm chứ? Vừa rồi bố mày cố ý xuất công nhưng không ra lực. Khi thôn dân bạo động lão khốn khiếp này không ngờ chơi trò giả bệnh trốn mất, phỏng chừng là có vấn đề. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên nhìn người râu rậm mà chỉ, quay đầu sang nhìn cảnh sát hô. Bắt hắn cho tôi, những kẻ chuyên quấy rối không được làm loạn. Các bà con không cần lo lắng, tiền cây đào bảo đảm không thiếu các người một phân, nếu ai còn dám gây loạn đánh nhau, toàn bộ bắt lại hết. Diệp Phàm có vẻ đặc biệt có khí phách, kinh ngạc lòng người. Vâng. Cảnh sát cũng phản ứng, tất cả giãn ra, trong tay còng số 8 sáng bóng, kêu leng keng. Ba cảnh sát dũng cảm xông vào đám đông, hướng về phía người râu rậm. Ai dám qua đây, bố mày liều mạng với chúng mày. Người râu rậm giống to, lấy đòn gánh lên, đằng đằng sát khí quét qua một vòng, lập tức xung quanh y hình thành một khoảng trống. Chợt nhìn nhóm thôn dân hô. Các bà con, chúng ta không thể để người ngoại lai ức hiếp người bản thôn chúng ta. Cứ tiếp tục thế này về sau chúng ta sẽ bị ức hiếp gắt gao hơn. Chủ tịch huyện thì sao? Chẳng lẽ không phải là người? Là cái thá gì? Chúng ta chỉ cần có nhiều người thì sẽ không sợ hắn. Nghe y vừa giống như vậy, rất nhiều thôn dân đều mỉm cười.
Trưởng thôn Dương Phát Thuận của thôn Dương Thụ chạy tới Diệp Phàm chào hỏi, sau đó quay người lại, chỉ vào người râu rậm cười nói. Cái thá gì, thằng danh mày tên gọi Lý Đại Mao, ha ha ha. Chủ tịch huyện Diệp, đều là do thằng danh này gây ra. Thôn chúng tôi vốn đang đếm cây đào đếm rất trật tự, chính là do Lý Đại Mao dẫn theo một đám người đến quấy rối, sau vì Lý trưởng thôn cũng tham gia vào. Chuyện lần này tất cả đều là do thôn Lý gia khiêu khích, bọn họ phải bồi thường tiền thuốc cho chúng tôi. Đánh rắm, chúng tôi chỉ mời cán bộ của tổ hạch đào đi đếm cây đào, là các người không chịu, đánh chúng tôi trước. Trưởng thôn Lý Quy Nghiêu thôn Lý gia cũng lẻn đến trước mặt chủ tịch huyện Diệp, chỉ vào Dương Phát Thuận chửi nói. Bên kia loảng xoảng một tiếng vang lên, người râu rậm Lý Đại Mao đã bị 3-4 cảnh sát khống chế, cho tay vào còng. Đại thúc, bọn họ bắt người bừa bãi, ức hiếp người thôn Lý gia chúng ta, không trả tiền. Lý Đại Mao gầm rú nói, liều mình mà giãy giụa không cho còng. Là người của Lý gia, sao dám bắt nạt người thôn Lý gia chúng ta? Lúc này người thanh niên có thân hình gầy như cây gậy trúc lúc nãy còn, chào hỏi, Diệp Phàm, giờ đứng ở trong đám đông hô to. Thả người. Người của thôn Lý gia bị y sách động, một lần nữa lại giơ đòn gánh, cuốc xẻng, gậy gộc lên, mắt ai cũng đỏ ngầu, như muốn cắn người. Làm gì thế, muốn tạo phản có phải hay không? Bắt hết thảy lại tống vào tù. Lúc này, phó phòng cung Vĩnh Thanh giơ súng lên, hùng hổ hô lớn. Người này, muốn làm gì? Sao nói chuyện như vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn cung Vĩnh Thanh một cái, nhíu mày. Quả nhiên, người của thôn Lý gia bị chọc giận, tiến lên phía trước, hô lớn. Tạo phản cái đít. Hừ, người nào dám tiến lên một bước, một phân tiền trợ cấp cho cây đào cũng không có. Diệp Phàm đột nhiên vung tay lên, hô to. Những lời này sức đe dọa khá lớn, thôn dân lập tức dục dịch co chân, nhìn trưởng thôn Lý, tiền chính là điểm yếu của thôn dân, đối với thôn dân nghèo mà nói, một gốc cây được 2 đồng trợ cấp thì sức hấp dẫn khá lớn. Trưởng thôn Lý, đứng đó làm gì? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Lý Quy Nghiêu dùng mình một cái, khẩn trương hô. Tốt lắm, mọi người trật tự, nghe chủ tịch huyện Diệp nói chuyện. Chúng ta tới là vì trợ cấp, không phải đến để đánh nhau. Đem mấy người này còng lại cho tôi. Diệp Phàm đột nhiên chỉ vào vài người vừa rồi công kích mình và Sa Hồng Quân. Kỳ quái chính là, bọn cảnh sát không ai động đậy, một đám nhìn chằm chằm phó trưởng phòng cung. Bố mày là một chủ tịch huyện, đến vài tên cảnh sát cũng chỉ huy không được, xem ra phòng công an huyện cũng cần phải chỉnh đốn. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, mặt trầm xuống, nói. Không muốn làm trong ngành công an nữa có phải hay không? Thư ký Sa, ghi chép lại tình hình hiện trường. Lời này quả nhiên hiệu quả, nhóm cảnh sát không dám do dự, độc như hổ xông lên bắt người. Mọi người chú ý, đừng nhúc nhích sẽ lấy không được trợ cấp. Vì sao tôi muốn còng vài người này? Vừa rồi vài người này muốn công kích tôi cùng thư ký Sa, hơn nữa, ra đòn chí tử, đồng chí này, anh tới đây nói xem, hạ độc thủ công kích cán bộ huyện, đây phạm tội gì? Phó trưởng phòng cung, anh là công an, nói xem. Diệp Phàm chỉ vào cung Vĩnh Thanh, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tội gây trở ngại công vụ, công nhiên kháng pháp, âm mưu công kích chủ tịch huyện, cán bộ huyện, dẫn dắt quần chúng gây rối. Cung Vĩnh Thanh biết Diệp Phàm trong lòng không thoải mái, khẩn trương quát. Tất nhiên, tất cả tội danh toàn bộ được y kể ra một loạt, nhằm dọa thôn dân. Cung, phó trưởng phòng cung, sẽ không ngồi tù chứ? Trưởng thôn Lý tất nhiên là người thiếu kiến thức pháp luật, mặt biến sắc, hơi lắp bắp hỏi. Ngồi tù còn nhẹ, bắn chết cũng còn được, hừ, còng chặt lại, trực tiếp mang về huyện. Phó trưởng phòng cung Cung Vĩnh Thanh vì tiêu trừ sự không vui ở trong lòng Diệp Phàm, lúc này cũng ném hết mọi thứ, ra sức mà trấn áp. Tốt lắm các bà con, hôm nay tôi xuống chính là đến xử lý việc trợ cấp cây đào. Nếu các người đánh chết tôi, đi đâu đòi trợ cấp, có phải hay không? Diệp Phàm lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người cười dần. Diệp Phàm hai tay làm động tác đè xuống dưới, cười nói. Mấy ngày hôm trước các người bảo chặt cây đào, lòng tôi đau lắm. Rất đáng tiếc. Nếu tôi thực nghĩ không muốn quản các người, vậy thì mặc các người cứ chặt có phải hay không? Đối với tôi bất một chuyện vẫn hay hơn. Tuy nhiên tôi không cam lòng, ở huyện chúng ta muốn vì mọi người tìm được một con đường làm giàu. Tin tôi, năm nay đến mùa thu đào, tuyệt sẽ không giống năm rồi.
ở huyện đi vay cũng muốn trợ cấp cho các người, vì cái gì? Các người bản thân thử ngẫm lại xem, chẳng lẽ tiền mà nhà các người bán đào có thể chạy vào túi tôi sao? Đúng vậy, chủ tịch huyện Diệp nói có lý. Lúc này một người lớn tuổi của Dương Gia Thôn nói. Đúng, cán bộ trước kia mới mặc kệ chúng ta thôi. Tiếng một con gái vang lên. Chủ tịch huyện Diệp, tiền trợ cấp của chúng tôi khi nào thì có thể lấy, ở huyện không phải không có tiền sao? Nói là đếm trước thì còn có tiền để lấy, đếm sau sẽ không tiền. Bằng không chúng tôi cũng sẽ không đến Dương Gia Thôn, lôi kéo cán bộ. Trưởng thôn Lý có chút lo lắng, hỏi. Trước Tết tuyệt đối sẽ đem tiền trợ cấp đủ số cho các người, không thiếu một đồng. Thiếu chia ra, các người đến Ủy ban Nhân dân huyện tìm tôi. Diệp Phàm tay lên, vung chân, chợt, thằng nhãi này nhăn mặt, lạnh thấu xương người, quan sát một vòng xuống dưới, hừ nói. Nếu lại có người dám can đảm gây rối, không nghe theo an bài, phòng công an huyện cũng không phải ngồi không, gặp một người còng một người. Được, chúng tôi nghe chủ tịch huyện Diệp. Trưởng thôn Lý la lớn. Có ai bị thương không? Diệp Phàm giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Vết thương lớn không có, vết thương nhỏ thì mười mấy, đắp chút thuốc sẽ không sao. Lúc này trưởng thôn Dương Phát Thuận của Dương Gia Thôn hồi đáp. Vậy là tốt rồi, mọi người giải tán đi, về nhà, đừng để đất bị hoang, còn nữa, cây đào các người phải chăm cho tốt lắm, vào tháng 7 tháng 8 còn phải dựa vào chúng nó kiếm tiền. Diệp Phàm phất phất tay, đám người bắt đầu giải tán. Chủ nhiệm Mã, sao rồi? Muốn tôi gọi vài người đỡ anh về hay không? Diệp Phàm đi đến bên tảng đá, vẻ mặt thống khổ nhìn Mã Vân Tiền, hỏi. Không cần đâu, cảm ơn, tốt hơn nhiều rồi, ôi, dạ dày tôi, bệnh cũ thôi. Mã Vân Tiền vẻ mặt thống khổ, ôm bụng cau mày,